Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 126. Giờ khắc này, mọi người mạnh. Bọn họ thậm chí hoài nghi người trước mắt này thật là đạo sư. Ngay trước mặt của bọn họ kêu một tên tạp dịch là sư huynh. Xác định không phải đầu óc có bệnh. Diệp Thần sâu đậm nhìn một cái Trương đạo sư, khẽ nhíu mày, trực tiếp nhận lấy phụ nữ trung niên đưa tới lệnh bài sau đó, liền đối với Chu Viễn Tân nói, xa mới, chúng ta đi. Chu Viễn Tân gật đầu một cái, không có hỏi nhiều cái gì, hắn biết Diệp Thần làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Dứt lời, hai người liền rời đi Linh Nguyên Các. Trương đạo sư ánh mắt nhỏ tránh, lắc đầu một cái, Phong Thanh Dương thần bí mất tích, một lần thành là thần quốc cấm kỵ. Hắn không cách nào trực tiếp tỏ rõ thân phận. Coi như mình tỏ rõ, Diệp Thần sẽ tiếp nhận sao? Chỉ có thể thông qua mình hành vi từng bước một đến gần cái này đại sư huynh. Diệp Thần mặc dù liền đi như vậy, nhưng, hắn giết Viên Đảo sau đó, hắn thanh danh cũng coi là ở thần cực tông bên trong, hoàn toàn truyền ra. Ra Linh Nguyên Các sau đó, hai người liền đi tới thần ma trì. Chu Viễn Tân hướng về phía Diệp Thần nói, Diệp đại ca, cái này thần ma trì, có thể nói là bổn tông bảng hiệu. Nghe nói, đây là năm đó chúng ta thần cực tông khai tông tổ sư lấy được một khối thần ma chi tinh, không chỉ có dựa vào thần ma chi tinh, cường thế quật khởi, trở thành thời đại kia đứng ở thần quốc đỉnh cấp một trong cường giả. Còn nghĩ không có luyện hóa xong một chút thần ma chi tinh, ở lại cái này thần cực tông bên trong, lấy cao nhất thần lực, tạo cho thần ma trì. Lấy này là môn hạ đệ tử tẩy cân phạt tủy, tăng lên tiềm lực. Diệp Thần nhìn cách đó không xa, ở một hồi vô cùng là đậm đà sương mù màu trắng phủ xuống rừng cây, trong mắt bên trong, lóe lên vẻ hưng phấn, thần ma trì, sẽ ở đó rừng cây bên trong. Bất quá, Chu Viễn Tân có chút tiếc nuối tiếp tục nói, cái này thần ma trì, vốn là phân là bên ngoài ao và bên trong ao, hiện tại chúng ta có thể tiến vào đều là bên ngoài ao phạm vi. Ở chục nghìn năm trước, cái này bên ngoài ao căn bản không xem bây giờ năng lượng nồng như vậy úp. Căn bản để cho vậy đệ tử không cách nào tiến vào trong đó. À, Diệp Thần tới một chút hứng thú, nói một chút xem. Chu Viễn Tân nói, chúng ta bây giờ bên ngoài ao, sở dĩ thần ma năng lượng như vậy khủng bố, để cho vậy đệ tử đều không cách nào sử dụng là bởi vì là, cái này thần ma chỉ bên trong ao, đã có vạn năm không có mở bỏ qua. Mà bên trong ao năng lượng, được gọi là thần ma tinh hoa, hắn không ngừng tích toàn mấy chục ngàn năm. Đều bắt đầu tràn ra đến bên ngoài ao, cho nên, mới đưa đến bên ngoài ao năng lượng tăng cao vô số lần. Có thể nâng cao cũng không nhất định là chuyện tốt à. Ở mấy chục ngàn năm trước, thần ma chỉ bên trong ao, nhưng mà bổn tông cực kỳ yêu nghiệt, hạ đảm nhiệm trưởng môn người thừa kế, mới có tư cách sử dụng à. Người bình thường, căn bản không cách nào chịu đựng thần ma tinh hoa kinh khủng kia năng lượng trào vào bên trong cơ thể. Có thể vạn năm trước. Không biết đã xảy ra biến cố gì, vốn là trưởng môn người thừa kế mất tích, vẫn là mang tiến vào bên trong ao hồn thạch cùng nhau mất tích. Điều này sẽ đưa đến, kế tiếp mấy chục ngàn năm, bên trong ao căn bản không người nào có thể vào. Mà bên ngoài ao, vậy đệ tử lại không cách nào sử dụng, cũng là bởi vì là nguyên nhân này, tiến vào thần ma chỉ yêu cầu điểm cống hiến, mới sẽ ít như vậy, bất quá, dù vậy, bên ngoài ao và bên trong ao, vẫn không thể so, thật không biết. Vị kia trưởng môn người thừa kế là như thế nào yêu nghiệt à? Diệp Thần nghe vậy, nhưng là trong mắt sáng lên hai đạo ánh sáng nóng bỏng. Cầm một bên Chu Viễn Tân giật nảy mình. Diệp Thần, đây là thế nào? Lúc này Diệp Thần, trong lòng, đều phải vui vẻ. Tại sao? Bởi vì tiến vào thần ma chỉ hồn thạch ngay tại trên người hắn à? Chắc hẳn cốt lão để cho hắn lấy đi cái đó thay chết vật. Cũng ở đây bên trong ao bên trong chứ. Nói như vậy, cốt lão ở chục nghìn năm trước căn bản không phải một người đệ tử bình thường. Mà là cái này thần cực tông trưởng môn người thừa kế à. Ở thần cực tông như vậy yêu nghiệt ngang dọc địa phương, cũng chỉ có trưởng môn người thừa kế mới có tư cách sử dụng bên trong ao, năng lượng ẩn chứa trong đó, khẳng định đậm đà đến không cách nào tưởng tượng bước. Mà kinh khủng như vậy năng lượng, tích toàn vạn năm sau đó sẽ biến thành cái dạng gì? Lấy Diệp Thần tâm tính, cũng kích động phải nghĩ muốn run rẩy à. Cái này mấy chục ngàn năm để tích lũy thần ma tinh hoa, cũng phải tiện nghi hắn à. Diệp Thần có chút ngây ngốc cười,
cùng hắn từ thần ma chỉ sau khi đi ra, không biết thực lực sẽ tăng lên đến trình độ nào. Lúc này, Diệp Thần có chút không kịp chờ đợi hướng vậy phiến đắm chìm trong biển sương mù bên trong rừng cây bước đi. Nhưng vào lúc này, hắn ấn đường đau nhói cảm giác truyền tới. Chu Viễn Tần cũng là phát hiện khác thường, kinh hãi nói, người ấn đường. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần con ngươi trầm xuống, liền đối với Chu Viễn Tần nói, thần ma chỉ ta trễ mấy ngày lại đi, hiện tại ta phải rời khỏi thần cực tông mấy ngày. Ngươi giúp ta xin nghỉ mấy ngày. Chu Viễn Tần mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần chính là biến mất. Trong mắt hắn viết đầy kích động. Chỉ vì là ngay vừa mới rồi ma đế một giọng nói truyền tới. Để cho hắn ở thần quốc một nơi hội hợp. Chẳng lẽ ma đế đã khôi phục được đỉnh cấp? Hai tiếng sau đó, Diệp Thần xử lý xong hết thảy thủ tục, thành công rời đi thần cực tông. Vốn là đệ tử tạp dịch ngược lại không có thể tùy tùy tiện tiện rời đi. Nhưng là để cho Diệp Thần bất ngờ phải, vị kia Trương đạo sư lại chủ động tới đến ra vào điện bên trên, thanh minh lần này rời đi, là hắn cho Diệp Thần ban bố nhiệm vụ, hơn nữa hết thảy hậu quả do Trương đạo sư thừa gánh. Rời đi để gặp, Trương đạo sư lại là trên mặt chất đầy nụ cười, rất miễn cưỡng muốn đưa Diệp Thần đi ra ngoài. Đại sư huynh, ta ở bên trong tông chờ ngươi, có chuyện ngươi kêu một tiếng là được. Sau này sư đệ ở đây. Đại sư huynh tuyệt đối không có nổi lo về sau. Diệp Thần. Cùng lúc đó, Thiên Cơ đạo quan. Ngồi xếp bằng Thiên Cơ đạo nhân trong mắt đột nhiên mở ra. Lần này hắn lần nữa xác định Diệp Thần tung tích. Vốn là Diệp Thần thoát khỏi thiên đạo ra, bất kỳ thuật pháp cũng hẳn truy đuổi không tìm được. Nhưng là Thiên Cơ đạo nhân khôn khéo thông qua Diệp Thần trong cơ thể hỗn độn tinh thụ xác định Diệp Thần tung tích. Hỗn độn tinh thụ lên dính đạo và nhân quả. Và Thiên Cơ đạo nhân thuộc về đồng nguyên. Toàn bộ quá trình cố nhiên phiền toái, nhưng không tính là quá khó khăn. Chỉ là, thời khắc này Thiên Cơ đạo nhân nhìn trên bàn mớ u rùa, thần sắc vô cùng nặng nề, lẩm bẩm nói, xem ra Hiên Viên Mặc Tà không tốt như vậy lừa gạt, sư thúc rời đi thần cực tông, nhuốm máu nhân quả trận chập chờn sinh ra, Thiên Đạo cung bên kia thông qua một ít thủ đoạn hẳn có thể miễn cưỡng đạt được sư thúc đại khái vị trí. Ta mới vừa nhìn thấy hình ảnh chắc là không lâu sau Thiên Đạo cung và sư thúc giao phong. Đáng chết. Chỉ bất quá, cái này một quẻ cũng không phải là đại hung chi quẻ, chẳng lẽ có chuyển cơ. Lúc này, sư thúc tại sao phải rời đi thần cực tông, thoát khỏi che chở. Hiên Viên Mặc Tà nhưng mà ở rất nhiều địa phương thiết lập kết giới, một khi đến gần, liền sẽ bị phát hiện à. Sư thúc cũng quá không cẩn thận. Đây quả thực là dê vào miệng cọp à. Ta phải làm chút gì? Nhưng mà Thiên Cực đạo nhân vừa mới chuẩn bị rời đi, liền lại là cảm giác được cái gì, hắn cuối cùng lựa chọn ngồi xuống. Nếu không phải điềm đại hung, vậy hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Giờ phút này, Thiên Đạo cung bên trong. Cung chủ Hiên Viên Mặc Tà như cũ ngồi ở Viêm Thiên Rồng Thần bên trên tu luyện. Hắn hơi thở càng phát ra mạnh mẽ. Đột nhiên, trước mắt tinh quang cầu bỗng nhiên lóe ra đạo đạo không giống tầm thường sáng bóng, hắn khẽ nâng đầu lên, mi giác nhíu lại, thần sắc càng phát ra tàn nhẫn, vẫy tay đánh ra một phiến màu sắc ánh sáng, vạch qua tinh quang cầu. Hô hô hô, hô hô, tinh quang cầu bên trong tản mát ra từng trận màu sắc rung động tán loạn sau đó, một bộ đặc biệt tình cảnh biểu hiện ra. Giống như là hình chiếu tựa như, cho thấy một con phố hình dáng. Một người vô cùng độ mơ hồ thanh niên bất ngờ đi ở đường phố trong đó, người mặc hắc bào, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt quét nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tên này lại có thể xuất hiện ở thần quốc. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Khá tốt không có tin hoàn toàn thiên lão, vậy không uổng phí bổn cung chủ tự mình phái rất nhiều cường giả bày trận pháp, ở thần quốc trên dưới bắt ngươi dấu vết. Hiên Viên Mặc Tà thần giác buộc vòng quanh tà mị nụ cười, chậm rãi buông xuống tay. Ánh mắt tựa hồ trở lại mấy ngày trước, mình lấy cao nhất pháp lực ở thần quốc trên dưới, thông qua thiên đạo bố trí số lượng cao cấm chế, chỉ cần Diệp Thần nhưng có một ít hơi thở tiết ra ngoài ra, cũng sẽ bị thiên đạo hư ảnh bắt, ở địa phương đó cũng sẽ bị phơi bày đi lên, do tinh quang cầu tới hiển hóa. Thiên Đạo cung, Hiên Viên Mặc Tà, không một cái là hạng người bình thường, nhất người có quyền thế muốn tìm một cái thanh niên, tự nhiên không khó. Đi. Kêu Khâu Huyết Hàn tới đây.
Hiên Viên Mặc Tà vẫn trở lại mình thần vị lên, tựa hồ Diệp Thần căn bản không đáng hắn tự mình động thủ. Thực thì, hắn thì không cách nào rời đi nơi này mà thôi, hắn cần trấn giữ một ít thứ. Không lâu lắm, một đạo huyết quang vỡ hiện ra. Một người mặc áo bào màu lam, quanh thân hiện lên huyết quang người đàn ông trung niên xuất hiện ở thư phòng bên trong, cõng một đao một kiếm, đao chính là Hàn Băng Chi đao, kiếm chính là huyết sát kiếm, tinh thông huyết sát lực và hàn băng lực cường giả Khâu Huyết Hàn. Đồng thời, cũng là thái hư đỉnh cấp, tùy thời có thể bước vào chém ách, thậm chí không sợ ách lôi mạnh mẽ tồn tại. Hắn sở dĩ phái ra người này, chính là không hy vọng bứt dây động rừng. Lần này, hắn hấp thụ mấy lần trước dạy bảo. Khâu Huyết Hàn thân phận là thần quốc xếp hàng lên danh hiệu cao cấp sát thủ một trong, lại là thân phận vô cùng đặc thù một vị trưởng lão. Thực lực mặc dù không cao, nhưng là vượt cấp năng lực cực mạnh. Ám sát nhiệm vụ, chưa bao giờ thất bại. Hiên Viên Mặc Tà cảm giác được người thanh niên kia xảo quyệt, nếu như phái ra tất cả trưởng lão, có lẽ đối phương lại sẽ lần nữa chạy trốn. Lần này, lựa chọn Khâu Huyết Hàn là lớn nhất cơ hội. Khâu Huyết Hàn nhưng mà gặp mạnh thì mạnh tồn tại, thậm chí bóp chết qua chém ách cường giả. Khâu Huyết Hàn bái kiến cung chủ. Xin hỏi cung chủ, có chuyện gì cần ta đi làm? Khâu Huyết Hàn hai tay ôm quyền, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt tràn đầy vô tận hàn băng ý, tựa như tháng chạp trời đông giá rét vậy, tựa hồ người đàn ông này trên mình hàm chứa cực hạn hàn băng, cặp mắt kia giống như là băng tuyết thế giới cổng vào vậy, giá rét thấu xương. Khâu Huyết Hàn, ngươi là thần quốc một trong sát thủ ưu tú nhất. Nơi này có một cái nhiệm vụ, ngươi đi thi hành đi. Hiên Viên Mặc Tà ném cái kế tiếp sách cái, nói, phải hoàn thành, nếu như không làm được, ngươi liền chưa có trở về cần thiết. Nhớ, đừng để cho bổn cung chủ thất vọng, nhưng ngươi hoàn thành này nhiệm vụ, ta định cho ngươi cao nhất cơ duyên. Khâu Huyết Hàn, đã từng thanh niên thời kỳ, chính là một người một đao một kiếm ở trong thần quốc. Một đêm bây giờ, diệt phái 21, tịch thu tài sản 35. Thủ đoạn nhiều vô số kể, sát ý ngút trời. Hắn tử sẽ không đối với bất kỳ một người nào kẻ địch nương tay. Là giết người mà sống. Thi hành nhiệm vụ, không một ngoại lệ đều thành công, hắn là thiên đạo cung chém ách dưới, chiến công hiển hách sát thần. Khâu Huyết Hàn không có nhiều lời cái gì, nhặt lên sách cái vừa thấy, thần sắc có chút kinh ngạc, nói cung chủ. Giết người này. Còn không có cụ thể hình dáng, một cái phong môn cảnh người, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to chứ. Nhận được loại nhiệm vụ này, đối với hắn mà nói đơn giản là giết gà dùng châu đao, dùng không đúng chỗ à. Ha ha! Khâu Huyết Hàn, những ngày qua ngươi không ở thần quốc, không biết người này, không ngại. Cái này tiểu tạp chủng nhưng mà giảo hoạt rất, tất cả trưởng lão đều thất bại, lần này ta chỉ phái ngươi một người. Bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không có thua trận. Hiên Viên Mặc Tà lạnh lùng nói. Phải thành công. Cung chủ. Ta bảo đảm, bên trong 3 ngày đem Diệp Thần đầu người và thần hồn, đưa đến cung chủ trước mặt của ngài. Khâu Huyết Hàn không khỏi cười nhạt chốc lát, nói nhỏ chính là tiểu tử, cuồng ngông tiểu tặc mà thôi, dựa theo cung chủ lời nói mà nói, là cái thiên tài, bất quá đáng tiếc, gan dám trêu chọc chúng ta thiên đạo cung. Thật là tự tìm cái chết à. Cung chủ, cáo lui. Khâu Huyết Hàn ôm quyền chậm rãi bước lui ra Hiên Viên Mặc Tà đại điện, quay lại ánh mắt quét nhìn trước mắt rất nhiều gặp chào đón các trưởng lão, cười nói các vị, hôm nay ta liền lên đường đi hoàn thành một cái nhiệm vụ cuối cùng, một cái chém chết phong môn cảnh tiểu tạp chủng nhiệm vụ, các vị chờ ta trở về. Vậy là khẳng định à. Khâu trưởng lão là nhân vật nào à, chính là con kiến hôi vì sao đủ sợ hãi tai. Khâu trưởng lão ta cho ngươi chuẩn bị xong tấn thăng tiệc. Một vị trưởng lão cũng cười nói, không sai, chúng ta đi cho khâu trưởng lão chuẩn bị tấn thân lễ vật, chính là phong môn, chém chết như lấy đồ trong túi mà thôi. Khâu Huyết Hàn khẽ gật đầu, tràn đầy nụ cười bước chân vào truyền tống trận, giống như rất nhiều đồng liêu nói vậy, mình vị này sát thần ra tay, đánh chết một cái phong môn cảnh tiểu tử, quá đơn giản bất quá. Diệp Thần từ thần cực tông sau khi đi ra, chính là một đường đi đường. Ma đế cho hắn một cái tọa độ, mặc dù không biết nguyên do, nhưng là hắn rất rõ ràng, mình phải mau sớm đến vậy đi. Vô số tàn ảnh mà động. Diệp Thần đã đi đường ròng rã một ngày. Đột nhiên,
hắn bước chân dừng lại, lạnh như băng con ngươi ngưng mắt nhìn chung quanh. Một loại cực kỳ dự cảm bất tường xông lên đầu. Đột nhiên, hắn xuất hiện trước mặt màu đen không gian mảnh vỡ, đi đôi với một cổ hấp lực tràn ngập ra. Rắc 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 rắc, rắc rắc, từng đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Rồi sau đó, không gian bể ra, giống như là một cái hắc động sinh ra vậy, nhưng cũng không có như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận hấp lực. Ngược lại là một cái màu xanh thẳm lối đi từ trong mở, một vị người mặc áo bào màu lam người đàn ông trung niên, chậm rãi đi ra, cõng một đao một kiếm, giống như là cường giả cái thế vậy, hơi thở và khí thế cũng đạt tới đỉnh cấp. Mọi người vừa thấy trên người hắn áo bào lam lúc đó, còn chưa thấy được có chút vấn đề gì. Nhưng là ngay trước mọi người người nhìn chăm chăm vừa thấy lúc đó, lam bào trên ngực lại có thể đâm một đạo đoàn kỳ, nhất thời gian đám người hoảng sợ. Mọi người tứ tán thoát đi ra, thậm chí không dám nhìn thẳng ngẩng đầu đi xem cái đó người đàn ông trung niên. Là thiên đạo cung người. Có cái đó ký hiệu phục trang là thiên đạo cung áo khoác. Người đến là thiên đạo cung cường giả. Thiên đạo cung. Diệp Thần nhướng mày một cái. Xem ra ta hành tung bị phát hiện. Vĩnh lão không phải nói thiên đạo không cách nào phát hiện ta. Xem ra, ta vẫn là xem nhẹ thiên đạo cung. Bất quá. Nhanh như vậy, lại có người đi tìm cái chết. Diệp Thần không hoảng hốt chút nào, dù là hắn từ trên người của đối phương cảm giác được cực mạnh uy hiếp. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi giơ lên ly trà, uống trước vô cùng là vị ngon thần trà, chợt cúi đầu vừa thấy ly trà bên trong, đậm đà tiên khí thậm chí ngưng kết vì một cái thanh tùng thúy ngọc tiểu long ở trong ly trà quanh quẩn bay lượn. Thưởng thức ngon như vậy thần trà. Để cho ngươi người này cho quấy dày. Thật đúng là đáng tiếc à. Người đến bất ngờ chính là Khâu Huyết Hàn. Khâu Huyết Hàn mắt lạnh đối đãi đã trở thành không thành thành lớn, rồi sau đó nhìn trong trà lâu Diệp Thần, trong tay xuất hiện một bức mơ hồ bức họa, trên bức họa thân hình và Diệp Thần trọng hợp. Cố nhiên không có mặt mũi, nhưng là người chung quanh đã tán. Chỉ có người thanh niên kia không sợ. Hắn liền ngay tức thì xác định mục tiêu. Thằng nhóc. Bổn trưởng lão niệm tình ngươi tu vi không chỉ một kiếm giết ngươi, tuyệt không gảy mày ngươi. Dẫu sao? Đối với ngươi cảnh giới bực này tồn tại. Hôm nay tuổi tác, như vậy thiên phú và võ lực tu vi, chân thực không nhiều gặp. Đối với ngươi bực thiên tài này, bổn trưởng lão có tôn kính ý, một kiếm giết ngươi, là cho ngươi quang vinh. Thiên tài cường giả tự nhiên tôn trọng thiên tài cường giả. Đáng tiếc. Khâu Huyết Hàn là lớn lên thiên tài cường giả, mà Diệp Thần chỉ là thiên tài, có thể làm liền để cho hắn thật tốt nhận lấy cái chết mà thôi, hết sức cố gắng không gảy mài, bởi vì Diệp Thần ở trong tay hắn, chân thực quá yếu. Ngươi lời nói này, ta đây là ở thiên đạo cung người bên trong còn chưa từng đã nghe qua đâu. Ngươi tên gọi là gì? Thiên đạo cung vậy một cửa trưởng lão. Diệp Thần đem trong ly trà thần trà uống một hơi cạn sạch, thần trà vào cơ thể. Thanh nhuận cổ họng sau chậm rãi rút ra sau lưng thanh liên diệt thiên kiếm, đi tới trà lâu bên cạnh, ngắm nhìn Khâu Huyết Hàn, cười nói, phải biết, người cái này cùng cuồng vọng thiên đạo cung trưởng lão, ta đánh lui từng đánh chết không thiếu. Thiên đạo cung, ta Diệp Thần nếu bước lên thần quốc, thế tất yếu đạp bể lăng tiêu. Đáng tiếc, ta tu vi còn không tới trảm ách cảnh, bất quá các ngươi cung chủ không cách nào tới tự mình giết ta, chính là hắn sai lầm. Nghe được lời này, Khâu Huyết Hàn nhưng là khẽ gật đầu, quanh thân khí tức lãnh liệt leng keng vang dội, nói, di ngôn của ngươi giao phó xong, có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống. Khâu Huyết Hàn sau lưng một thanh trường kiếm nối đuôi ra, thân kiếm lóe lên lạnh lùng sắc bén, vô số khí lạnh nổ bắn ra ra, hóa thành thuần túy hàn băng trường kiếm, từ các phe tập sát ra, thậm chí có xuyên thấu không gian và thời gian, có vô cùng lực sát thương. Lục đạo kiếm thần. Cửu Thiên Chu Thần Kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, thanh liên diệt thiên kiếm vũ động ra, đầy trời sát khí phun trào, ngút trời tựa như biển vậy khủng bố tuyệt luân. Sát khí phun trào tạo thành bình phong che chở, cần phải ngăn trở hàn băng trường kiếm. Bình bịch bịch, bịch bịch, mấy chục đạo nặng nề tiếng va chạm truyền ra. Bình phong che chở tan vỡ. Trên dưới 100 chuôi hàn băng trường kiếm xuyên thủng liền Diệp Thần thân thể, mang nồng nặc máu tươi bay ra, thẳng đem sau lưng trà lâu cho lật ngược. Phốc! Diệp Thần bạo bay mấy chục mét,
lăn xuống trong phế tích, thần sắc hoảng sợ, không nghĩ tới lần này thiên đạo cung người tới, lớn mạnh như vậy. Đối phương bất quá thái hư đỉnh cấp, Diệp Thần mặc dù không địch, nhưng cũng không thể có thể như vậy chật vật. Diệp Thần lau chùi hết máu tươi trên khóe miệng, thần sắc lạnh như băng, xem ra lần này, ta xem nhẹ thiên đạo cung. Cũng được, hôm nay, ta liền thử một chút ta cực hạn ở đâu. Một giây kế tiếp, phá thiên lực, máu thần, bất hủ thần thể, ma khu, hủy diệt quy luật, thời gian pháp tắc, mất đi quy luật, không gian quy luật, thời không quy luật, độ hóa quy luật, giết hại quy luật, bảy loại đại viên mãn cảnh quy luật và năm cái đại đạo đồng loạt lao ra, vô tận thần uy giống như mênh mông vậy mãnh liệt ra. Hơn cổ vô cùng lực lượng mạnh xen lẫn chung một chỗ, ngay sau đó uy năng toàn bộ hội tụ Vu Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm bên trong. Thiên đạo cung lão già kia, lão tử một kiếm đập chết ngươi. Diệp Thần chợt quát liền liền, hai tay nắm chặt Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, nhưng là cảm giác Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm có vạn quân nặng vậy, chợt vung ra một kiếm, kiếm sóng lưu chuyển, thân kiếm điêu khắc cổ xưa minh văn lóe ra sáng bóng, một cổ tựa hồ xuất xứ từ tại hoang cổ hơi thở tràn ra, khủng bố mà hoang vu. Rào rào, theo Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm vạch ra, một chuôi xảm tạp hơn loại lực lượng, tản mát ra màu sắc kiếm cương gào thét ra, kiếm khí tràn ra, mỗi một đạo kiếm khí đều có xuyên phá thời không, ngược dòng ngàn năm vạn năm thời gian, một khi đánh tới người trên mình, đủ để cho hủy diệt. Thậm chí có thể suy nhược địch nhân cảnh giới và chiến lực, đồng thời kiếm cương bên trong lại có hủy diệt lực, đủ để đánh chết kẻ địch. Lần này, Diệp Thần động dùng toàn lực. Một kiếm này, vượt xa đối phó viên đảo lực lượng. Như vậy cự lực, hơn nữa bảy loại quy luật. Năm cái đại đạo, còn tu luyện ma công, không hổ là kỳ tài, khó trách cung chủ để cho ta tự mình động thủ giết ngươi, này cùng thực lực, đủ để cho ta vận dụng bộ phận lực lượng giết ngươi. Khâu Huyết Hàn thần sắc không thay đổi, khẽ nâng lên tay trái, chỉ gian huy động, hàn băng trường kiếm lại lần nữa chiết chuyển giết ra, không cùng trước kia, thời khắc này hàn băng trường kiếm thân kiếm bao quanh một cổ kỳ dị sáng bóng, giống như hỗn độn ánh sáng vậy, tiếp liên kích bạo kiếm cương lên tất cả loại lực lượng. Bót sát, rắc rắc, hai đạo tiếng nổ truyền ra. Kiếm cương bên trên dựa vào lực lượng bể ra, rất nhiều phép tắc lực lượng vậy tiếp liên phá bể. Nhưng gặp kiếm cương trực tiếp bị hàn băng trường kiếm đánh tan, rồi sau đó trường kiếm bắn về phía Diệp Thần ngực, giống như đổ sộ cái chùy đánh vậy, đem đánh bay. Phốc phốc, phốc, Diệp Thần phát hiện lần này người xuất hiện, hoàn toàn bất đồng với thiên đạo cung phái ra trưởng lão. Cố nhiên không có chảm ách cảnh, nhưng là quanh thân sát ý hoàn toàn vượt qua chảm ách cảnh. Đây là thần quốc cao cấp sát thủ. Diệp Thần không do dự nữa, kích hoạt xích trần thần mạch. Vẫn là quá muộn. Hắn quanh thân quần áo cũng bể tan tành, thật sự là không nghĩ tới, mình một kích toàn lực, lại có thể không giết chết Khâu Huyết Hàn. Ngay sau đó, hắn thần sắc hoảng sợ nhìn bay tới hàn băng trường kiếm, cần phải lại lần nữa điều động toàn bộ lực lượng ngăn cản. Lại là một hồi tiếng nổ vang khắp ra. Diệp Thần không ngừng lui về phía sau, vận dụng phá thiên lực toàn bộ. Tập hợp lực lượng toàn thân bảy loại quy luật và năm cái đại đạo miễn cưỡng chặn lại Khâu Huyết Hàn một kiếm oai, nhưng là cả người tàn tạ không chịu nổi, bị thương vô cùng là nghiêm trọng. Người này là Diệp Thần trước mắt đụng gặp qua mạnh nhất kẻ địch. Không có một trong. Hắn thậm chí thi triển xương mù hóa thần thông và hồn kỹ, vẫn không có tác dụng. Nếu như Diệp Thần không đoán sai, người này cũng có thể tùy tiện chém chết chảm ách cảnh cường giả. Đáng chết. Hiện tại hắn cực hạn, căn bản không có thể cần phải đối với người này. À, lại còn không chết. Tầm thường thái hư cảnh hậu kỳ thiếp ta một kiếm này, cũng được chết. Không nghĩ tới, người cái này phong môn cảnh con kiến hôi, lại còn có thể đứng. Thú vị à. Khâu Huyết Hàn ngược lại là không có tiếp tục ra tay, hắn giết nhiều người như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy cái này loại xu hướng tại bất tử bất diệt phong môn cảnh. Hắn muốn xem Diệp Thần sinh mệnh lực rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu. Diệp Thần có thể tính làm là tiểu cường đánh không chết. Dù sao Diệp Thần vậy nhảy không ra mình bên trong phạm vi công kích, trừ phi, Diệp Thần ngay tức thì trở thành chảm ách cảnh cường giả, nếu không, cuối cùng là vừa chết. Giữa lúc Khâu Huyết Hàn chuẩn bị chờ Diệp Thần khôi phục thời khắc.
Trong luân hồi mộ địa nhưng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, một khối mộ bia lấy tốc độ cực nhanh giãn nứt ra, trong vết rách tràn ra đạo đạo thần quang, đi đôi với vô cùng khí tức cường đại và chiến ý lao ra. Bót sát, oanh, tiếng nổ truyền giao mau tới, đi đôi với bụi bặm và bia đá mảnh vỡ phân bay ra. Một đoàn quang hoa trào hiện ra, ánh sáng rực rỡ tản đi sau đó, một người trung niên người đàn ông hiển hóa ra, người mặc kim khảm trường bào, đầu đội miễn quan, trung niên hình dáng nhưng là mày kiếm tinh mắt, lộ vẻ được phá lệ anh Tuấn, giày bên trong mang anh Tuấn thần sắc, cả người hạo nhiên chính khí lộ vẻ được phá lệ đặc biệt. Phịch, người đàn ông trung niên hơi chấn khai trên mình áo khoác. Hắn lắc đầu một cái, giãn ra thư giãn thân thể một chút. Tự nhủ, ở nơi này trong luân hồi mộ địa, quá mức không thú vị. Thương cổ y thần, người có bản lãnh đừng mới đi ra. Bàn về y thuật, người thần quốc vô địch, bổn tôn không cách nào đối kháng. Nhưng là luận võ nói, người không phải bổn tôn đối thủ. Vạn năm trước, người ở võ đạo đại hội, một kim đâm nhập bổn tôn chỗ hiểm, để cho bổn tôn ở vạn trước người bị xấu hổ. Hôm nay, người ta đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Chính là nhân quả. Người tốt nhất vĩnh viễn đừng đi ra. Người đàn ông trung niên nói xong, chính là giãn ra gân cốt, nhưng gặp quanh thân kim cốt bên trên tràn ra đạo đạo màu máu đỏ hơi thở dần dần đổi làm hãnh diện coi quần hùng chiến ý, ngập trời chiến ý cuộn sạch mở đường, giống như cái thế chiến vương vậy, bỗng nhiên lúc này, vậy diện mạo và mày kiếm tinh mắt lộ vẻ được phá lệ bá đạo. Diệp thần con ngươi vui mừng. Đây là cuồng vũ bá chủ. Lần này lại có thể lại đi ra. Vì sao là cuồng vũ bá chủ? Là chiến mà sống, đến chết mới nghỉ, tu đạo mấy chục ngàn trở, trải qua lớn nhỏ chiến đấu 18 triệu lần, trong đó 17,999,990 lần là chiến thắng, chỉ có một lần là chiến bại bởi cao hai người họ cảnh giới một vị đại năng, còn lại tác chiến, vô luận vượt qua một cái cảnh giới lớn, vẫn là mấy chục cảnh giới nhỏ đều là trăm trận trăm thắng. Ngày thường. Mày kiếm tinh mắt, áo mũ hoa bào, đi thế gian. Lúc tác chiến, chiến ý hiển hóa, ngút trời chiến ý làm muôn vàn cường giả có thể nhìn mà sợ, phách tuyệt thiên hạ, đã từng ba quyền sống sờ sờ đánh chết qua một vị trảm ách cảnh hậu kỳ cường giả cái thế, như vậy tồn tại, xuất hiện lần nữa. Diệp thần đoạn thời gian này cũng biết thương cổ y thần và cuồng vũ bá chủ ân oán, hắn thật là khóc cười không được. Bất quá hiện tại tình huống này. Hắn nhưng là không thể không đối mặt trước mắt Khâu Huyết Hàn, mắt nhìn Hàn Băng trường kiếm đánh tới, hắn miễn cưỡng tụ hợp ngút trời ma khí, cặp mắt hóa thành đỏ tươi thái độ, thậm chí ấn đường trong mắt vậy mở ra, vậy cổ dũng động ma khí, thật giống như đào đào giang hải liên miên không ngừng vậy. Này cùng trạng thái và chiến lực, nếu là ở Linh Võ Đại Lục, đã là vô địch. Có thể ở Khâu Huyết Hàn trước mắt, nhưng là căn bản không đủ. Tiền bối. Xin xuất thủ lần nữa. Ngoại giới. Phong môn cảnh, lại có thể bộc phát ra tương đương với thái hư cảnh tầng 7 tầng 8 thiên chiến lực. Không sai là không tệ, đáng tiếc. Người căn bản không biết, ta sớm liền có thể bước vào trảm ách cảnh. Cho nên, người lại nghịch thiên, vẫn là được chết. Khâu Huyết Hàn cũng không có thả qua Diệp Thần ý kiến, hai tay ở vào trước ngực kết ấn, ngay sau đó dưới chân sinh ra đầy trời hàn băng. Chỉ là một cái ngay tức thì, lớn như vậy thành lớn liền hóa thành thành phố hàn băng ao, vô luận sinh linh sự vật, hết thảy bị hàn đóng băng kết. Ngay sau đó, hắn hai tay khẽ nâng lên, đầy trời hàn băng rời đi mặt đất tụ hợp tại hàn băng trường kiếm bên trong, hơi thở bạo tăng, sát khí có 102 thiên ngự, cho Diệp Thần một cổ đưa thân vào địa ngục giống vậy cảm giác, cả người đều bị phong tỏa. Chết! Khâu Huyết Hàn hai tay đẩy ra, hàn băng trường kiếm lại lần nữa đánh tới. Thân kiếm cuộn sạch gió lớn tràn ra. Diệp Thần thần sắc hoảng sợ, nhúc nhích không được, nhưng là biết rõ nếu như bị một kiếm đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ngay lúc này, cuồng vũ bá chủ hiển nhiên vậy cảm nhận được ngoại giới tình huống. Hắn con người lạnh lẽo, thằng nhóc, người thật đúng là khắp nơi có phiền toái. Ngoại giới đối với người động thủ người kia hơi thở nhưng mà hoàn toàn chạm ách cảnh. Dù chưa đột phá, nhưng sợ rằng vô địch tại chém ách dưới. Bổn tôn hôm đó không có giúp ngươi, hôm nay sẽ đưa ngươi một phần lễ ra mắt. Ngươi thân thể mượn ta mấy phần. Không cùng Diệp Thần kịp phản ứng, nhưng gặp cuồng vũ bá chủ thần niệm thể,
trực tiếp bay ra luân hồi mộ địa, cùng Diệp Thần hợp làm một thể. Trong phút chốc, Diệp Thần hơi thở bạo tăng liền liền, tránh thoát Khâu Huyết Hàn giam cầm, sừng sững gian tóc đen phiêu vũ nếu như hắc bộc, mày kiếm tinh mắt, ác liệt khóe mắt nếu như lưỡi đao giống vậy sắc bén, một cổ ngút trời màu máu chiến ý lao ra, ngay sau đó Diệp Thần một quyền đánh ra. Oanh! Hai nổ lớn tiếng truyền ra. Diệp Thần một bước không lui, quyền trái lên tràn ra đạo đạo máu tươi. Nhưng mà, Hàn Băng trường kiếm nhưng là nứt ra tới, rơi vào Khâu Huyết Hàn trước người, Khâu Huyết Hàn cũng bị cường đại lực trùng kích đẩy lui 10 bước, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía trước mắt Diệp Thần, nói, ngươi hơi thở. Vì sao đột nhiên thay đổi? Mới vừa rồi một quyền kia, không thể nào, tuyệt không thể nào. Một quyền kia công pháp, Khâu Huyết Hàn vô cùng quen thuộc. Toàn bộ thần quốc chỉ có một vị có thể thi triển bá đạo như vậy ý một quyền. Ngươi lại là Cuồng Vũ bá chủ đệ tử. Thì ra là như vậy, khó trách ngươi tu vi thấp như vậy, lại có thể vượt cấp giết nhiều người như vậy. Khâu Huyết Hàn ánh mắt ngưng trọng, không dám khinh thường, Cuồng Vũ bá chủ danh hiệu hắn là nghe qua, đối phương nếu là kỳ đệ tử, tất nhiên có đặc biệt thủ đoạn. Hắn do dự một chút, cười nói, thôi thôi, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Chợt một khắc sau, Khâu Huyết Hàn trực tiếp bước ra máu tươi. Rồi sau đó lấy máu tươi dẫn động huyết dịch toàn thân bốc cháy, theo một hồi chợt quát tiếng truyền ra, Khâu Huyết Hàn toàn thân tiên máu sôi trào, hơi thở bạo tăng liền liền, không còn là vốn là Hàn Băng hình dáng, ngược lại là giống như hỏa thần vậy, sức chiến đấu mơ hồ đạt tới Trảm Ách cảnh tầng 2 thiên trình độ. Hơn nữa, lấy này trình độ, đối kháng Trảm Ách cảnh 3 tầng thiên cũng không là vấn đề. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Khâu Huyết Hàn từ xưa tới nay đều là như vậy. Sẽ không dễ dàng coi thường bất kỳ một người nào đối thủ. Thêm nữa, hắn tuổi thọ vô hạn, cháy máu tươi đỉnh nhờ có không một đoạn thời gian, đỉnh hơn có chút tối nhanh mà thôi, chuyến này thi hành nhiệm vụ, không cho sơ thất. Diệp Thần, để cho ta xem, ngươi lấy được Cuồng Vũ bá chủ mấy phần chân truyền. Khâu Huyết Hàn quát lên một tiếng lớn, rút ra sau lưng huyết sát trường đao, cũng là một chuôi cổ khí cấp vũ khí khác. Hắn ngự không đánh tới, dưới chân Hàn Băng sừng sững hơn nữa ngưng kết, không chút nào bị hắn cháy máu tươi mà ảnh hưởng cái gì, lộ vẻ được hắn là tinh thông hai người, cháy máu tươi tất nhiên không phải là lần thứ nhất, lần này chính là ôm phải giết Diệp Thần quyết tâm cháy máu tươi. Cháy máu tươi, đối với thấp cảnh giới võ giả mà nói, là chịu chết cử động. Nhưng là đối với Trảm Ách cảnh tồn tại, chỉ là sẽ tổn thương đạt tới tự thân, tuyệt đối không đến được tự sát trình độ. Nhưng trong vòng thời gian ngắn đưa đến sức chiến đấu bạo tăng, bất quá sau chuyện này cần phải tĩnh dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục. Bịch bịch, phịch, hai người bắt đầu giao thủ, sóng trùng kích không ngừng phá hủy bị đóng băng thành lớn. Diệp Thần cũng không có sử dụng Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, mà là dùng Cuồng Vũ bá chủ nổi danh quyền pháp thần võ chiến quyền. Tay không chiến đấu, một quyền chính là phá hủy Khâu Huyết Hàn chí cường nhất kích. Thậm chí có nghiền ép cảm giác. Khâu Huyết Hàn càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện trước mặt thanh niên hoàn toàn biến thành một người khác, hơn nữa đối với võ đạo bả khống, quá mạnh mẽ. Mạnh đến sợ hãi. Loại cảm giác này giống như đối mặt không phải Cuồng Vũ bá chủ đệ tử, mà là Cuồng Vũ bá chủ tự mình. Một đạo vang tận mây xanh thanh âm truyền tới. Vô tận đợt khí ở lăn lộn, giống như ngàn xích sóng lớn. Khâu Huyết Hàn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại ước chừng 100 mét. Cả người đều là máu tươi và vết thương. Hắn con người cực độ kinh hoàng. Căn bản không địch à. Mấu chốt mình cưỡng bức lớn cổ khí, mà đối phương bất quá tay không. Cảnh giới chênh lệch khổng lồ như vậy, lại vẫn bị nghiền ép. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt không phải phong môn cảnh, thậm chí không thể nào là thái hư cảnh. Mà giờ khắc này Diệp Thần trong mắt ngưng trọng. Bởi vì trong đầu truyền đến Cuồng Vũ bá chủ thanh âm. Tiểu tử, ngươi gọi là Diệp Thần đúng không? Ngươi mới vừa rồi thương thế quá nặng, hơn nữa đây bất quá là đạo thần niệm thể, bổn tôn không cách nào kéo dài quá lâu. Như lại ở ngươi thân thể ngươi có thể sẽ bảo. Cho nên, đại khái còn có thể giúp ngươi mấy hơi thở. Bổn tôn tỉnh lại ở luân hồi mộ địa. Còn có một chuyện trọng yếu đi làm, vẫn không thể tiêu tán. Nghĩ biện pháp rời đi,
không muốn ham chiến. Cuồng Vũ bá chủ lại lần nữa nói, người này là đao kiếm song tuyệt, nếu như bổn tôn thân phận thật sự ở chỗ này, không cần ra quyền chỉ cần một mắt liền có thể chấn động giết hắn, bất quá cái này cái thần niệm thể, không tới thân phận thật sự 0,1% lực lượng, ai? Lời nói gian, Khâu Huyết Hàn nhưng là ánh mắt ngưng tụ điên cuồng ý. Hắn nhắm mắt lại, trong tay sử dụng một khối mang máu ngọc bội. Đây là Hiên Viên Mặc Tà đưa cho hắn hậu thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể vận dụng. Rất hiển nhiên, hiện tại muốn vận dụng hậu thủ. Một khắc sau, Khâu Huyết Hàn hơi thở bạo tăng. Quanh thân lại phun trào ra cực mạnh sát khí và lôi hồ. Tay cầm vũ khí, nhảy lên một cái. Chư Thiên Huyết Sát Đao. Tiểu súc sinh, người hẳn phải chết. Khâu Huyết Hàn toàn lực ra, huyết sát trường đao vung hướng trời khung, mũi đao bắn nhanh ra từng trận huyết sát thần quang, dẫn động thiên địa lực, đem chung quanh sơn xuyên cỏ cây hóa thành màu máu trường đao. Nhất thời gian thì có thiên thiên vạn vạn huyết sát trường đao tấn công tới, mỗi một chuôi trường đao đều có đánh chết thái hư cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp năng lực. Cuồng Vũ chiến quyền. Nứt ra. Diệp Thần chợt quát liền liền. Nhưng gặp, hắn hai quả đấm nếu như cự pháo vậy nổ ầm ra, hiện lên quả đấm màu vàng tốc độ cực nhanh, tiếp liền đánh nát từng chuôi huyết sát trường đao, rồi sau đó xoay người lại lần nữa đánh ra một quyền, một đôi màu vàng quả đấm biến thành vạn trượng lớn nhỏ, sừng sững gian đánh giết ra, quyền uy đánh tan tất cả huyết sát trường đao, nhưng là ở trong lơ đãng bị Khâu Huyết Hàn một đao chẻ bên trong ngực, bị đánh bay ra ngoài. Mới vừa rồi trong nháy mắt Cuồng Vũ bá chủ rời đi. Như lại không rời đi, Diệp Thần gánh vác quá nặng. Thằng nhóc, ta tuy rời đi, nhưng cuối cùng cho ngươi một đạo lực lượng, phóng thích sau khi kết thúc, đi lập tức, không muốn ham chiến. Xa xa có chỗ đất giữ, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Cuồng Vũ bá chủ thanh âm vang lên. Thần niệm thể không phải thân phận thật sự. Nơi năng lượng ẩn chứa có hạn, điểm này là luân hồi mộ địa mỗi một cái đại năng bệnh chung, cũng không thể coi như là bệnh chung đi, dẫu sao bọn họ cũng không phải là thân phận thật sự. Một số người cũng không cách nào thu nạp thiên địa linh khí tự nhiên bổ sung, cho dù Cuồng Vũ bá chủ có thu nạp thiên địa linh khí mình bổ sung thần niệm thể năng tính mạnh yếu lực lượng, nhưng là tiêu hao quá lớn, bổ sung vậy không kịp bổ sung. Rõ ràng, đa tạ tiền bối tương trợ. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mắt đánh tới Khâu Huyết Hàn, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thân hình kịch liệt lay động, hấp dẫn Khâu Huyết Hàn đến gần, một giây kế tiếp ngực quả nhiên bị huyết sát trường đao đánh trúng. Rồi sau đó nắm đấm của hắn vậy giống như thiết cái chủy vậy, trực tiếp đánh xuyên Khâu Huyết Hàn ngực. Tích tích, giọt, máu tươi tràn ra. Khâu Huyết Hàn sắc mặt một trắng, ngực hiện ra một đạo lỗ máu. Hắn miễn cưỡng chống đỡ, rút ra huyết sát trường đao, lại lần nữa một đạo bổ vào Diệp Thần cánh tay, nhất thời máu tươi tràn ra, sau đó Diệp Thần vậy một kiếm chặt đứt hắn cánh tay trái. Không ham chiến nữa. Trực tiếp rời đi. À, súc sinh, chớ chạy. Khâu Huyết Hàn khí được cả người run rẩy, mình huyết sát trường đao lại có thể không có chém nứt Diệp Thần cánh tay, ngược lại là bị Diệp Thần chém nứt một cánh tay. Hắn thành tựu cao cấp sát thủ, ách lôi đều không sợ, quanh thân đại toàn, thân thể đã bị chế tạo thành vô cùng là cường đại trình độ, đao kiếm tầm thường đều không cách nào thương tổn tới thân thể, nhưng nếu là thân thể bị chém nứt bị đánh tan, đó chính là trọng thương à. Mới vừa rồi thằng nhóc kia bùng nổ trong nháy mắt lực lượng là chuyện gì xảy ra? Tại sao người này thực lực luôn có chợt cao chợt thấp cảm giác? Diệp Thần thần giác tràn ra máu tươi, nhưng là lộ ra nụ cười tới, hướng xa xa đất giữ bay đi. Đất giữ bên trong, có không ít kỳ dị hung thú, thậm chí có thái hư cảnh đỉnh cấp thú dữ khác, một ít đặc thù hang động, có cái nửa bước chạm ách cảnh nhất tầng thiên hung thú vương giả, cũng không gặp được hiếm lạ. Lấy tổn thương đổi tổn thương. Lại đi đất giữ, tạm thời thoát khỏi cái này Khâu Huyết Hàn. Hô hô hô. Hô hô. Theo gió lớn gào thét liền liền. Dần dần, gió lớn bên trong kẹp theo đậm đà mùi máu tanh, một mảnh màu máu rừng rậm hiện lên Diệp Thần trước mắt. Huyết sát rừng rậm. Cuồng Vũ bá chủ nói hẳn chính là chỗ này. Diệp Thần dù muốn hay không, trực tiếp tiến vào huyết sát trong rừng rậm. Khâu Huyết Hàn truy đuổi tới nơi này, thần sắc lạnh lùng, trên trán hiện đầy màu trắng lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi, ánh mắt lẳng lặng quét nhìn chung quanh hết thảy,
gãy lìa cánh tay trái, như cũ chưa từng máu thịt sống lại. Bởi vì thân thể như cũ vượt qua bất diệt cốt, vô cùng là mạnh mẽ, tầm thường cổ khí chém không ngừng thân thể, nhưng nếu là bị chém đứt, muốn khôi phục, coi như không đơn giản như vậy. Đến hắn trình độ này, thân thể mỗi một chỗ đều là lực lượng nguồn. Cho tới phàm là thân thể bị tổn thương, nhất là cánh tay chân vết nứt vân. Vân, đều là trọng thương, thương thế không thua gì đại đạo tổn thất, bất quá cùng cấp bậc thì không cách nào chém bể bọn họ thân thể. Diệp Thần ngược lại là dựa vào Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm uy năng cùng với Cuồng Vũ Bá Chủ lưu lại một đạo lực lượng bị thương nặng Khâu Huyết Hàn. Hống 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 hống. Hống hống. Từng trận chọc trời tiếng gầm gừ truyền ra. Một đầu màu vàng kim cự thú đập vào mi mắt, mấy trăm trượng thân thể, cao vút trong mây, chung quanh trăm mét cây lớn vân. Vân, đối hắn giống như cỏ cây vậy nhỏ bé, cái này hung thú cả người dài lông màu vàng, một đôi miệng to như chậu máu. Ngược lại không xem linh võ đại lục bất kỳ kiểu hung thú, ngược lại xấu xí vô cùng là cổ quái. Ách huyết thiên thú. Không nghĩ tới, nơi này lại có trảm ách cảnh nhất tầng thiên ách huyết thiên thú à. Diệp Thần mừng rỡ khôn kể xiết, thấy trước mắt màu vàng cự thú đi vào mặt đất một cái to lớn trong cái hố sâu bên trong, hắn quay lại nhìn phía sau Khâu Huyết Hàn, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào theo. Đáng chết à. Nơi này lại có thể cũng đụng đạt được ách huyết thiên thú. Khốn kiếp, chảm ách cảnh nhất tầng thiên ách huyết thiên thú, đủ để đánh chết bây giờ ta nên làm thế nào cho phải à? Khâu Huyết Hàn đuổi kịp cửa hang, khí được cả người run rẩy, liền thật như vậy trơ mắt nhìn Diệp Thần tiến vào ách huyết thiên thú hang không dám truy đuổi đi vào. Hắn cúi đầu nhìn vòng quanh tự thân, ngực bể tan tành, linh lực và máu tươi đang điên cuồng đi trào ra ngoài động, cánh tay trái vết nứt. Sức chiến đấu rất nhiều ảnh hưởng. Thôi thôi. Cung chủ nói không sai, tiểu xúc sinh này quá mức xảo quyệt, lão tử canh giữ ở cửa, ta xem ngươi ra không ra. Hơn nữa ta hôm nay liền thử nghiệm hoàn toàn đột phá chém ách. Đến lúc đó ngươi đi ra, chính là ngày rỗ. Ách huyết thiên thú hang, từ trước đến giờ chỉ có một lối ra, ngươi hoặc là chết ở bên trong, hoặc là đi ra nhận lấy cái chết. Khâu Huyết Hàn ngồi ở hang ra. Sử dụng một kiện cổ khí phong tỏa mình hơi thở, để tránh khai ra cái khác hung thú mơ ước. Hang động bên trong vô cùng là khổng lồ, một chút cũng không giống là tầm thường hung thú hang động. Cái huyệt động này, không, hẳn gọi chi là hang động cung điện, bốn thông tám đạt, khắp nơi đều có tất cả chồng di tích, có chút giống là môn phái sơn môn vân. Vân, đều bị chôn liền ở dưới đất, ngược lại là bị đầu này ách huyết thiên thú đào lỗ thời điểm đào được. Mỗi một tòa cung điện đều có một cái chuyên môn dáng vóc to trong cái hố sâu để. Giống như là loài người siêu tầm đồ trang sức như nhau, đầu này ách huyết thiên thú cũng ở đây siêu tầm loại kiểu này cung điện. Diệp Thần đi ở lối đi bên trong, ánh mắt quét qua chừng hai cái dáng vóc to trong cái hố sâu bên trong, để hai tòa rộng lớn cung điện lên dính có chút đất bùn, nhưng rất nhiều đều bị dọn dẹp sạch sẽ, hẳn là ách huyết thiên thú dùng miệng thổi lên gió lớn rửa sạch sơn môn. Hắn tùy tiện đi vào một cái hố động, trước đây ách huyết thiên thú sau khi đi vào, liền không có tung tích, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn đi tới núi trước cửa, đi qua khổng lồ nấc thang, tìm một cái gian phòng né tránh, bắt đầu chữa thương, Cuồng Vũ Bá Chủ thần niệm thể cũng trở về luân hồi mộ địa trong đó. Hiển nhiên ngắn ngủi yên lặng. Mà ngay lúc này, Thương Cổ Y Thần mới xuất hiện ở luân hồi mộ địa, một mặt ai oán. Thằng nhóc! Người kêu gọi ai, ta đều không ý kiến. Người tại sao hết lần này tới lần khác kêu gọi đầu óc này không hảo xử người. Đều là như vậy tu vi người, còn nhớ 10.000 năm trước thù. Không phải là ghim một kim tại hại sao, đến nỗi vậy. Nói tới chỗ này, Thương Cổ Y Thần lông mày nhướn lên, lại lộ ra một đạo nụ cười, thằng nhóc, và ngươi thương lượng chuyện này như thế nào. Ta có thể dạy ngươi toàn bộ y thuật, có thể thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng là ngươi hơn sử dụng Cuồng Vũ Bá Chủ như thế nào? Để cho tên này nhanh lên tiêu tán. Ngươi đừng không nói lời nào, ta lại quá mức thêm 10 viên tự tay luyện chế đan dược. Diệp Thần cả kinh, tuyệt đối không nghĩ tới, trong luân hồi mộ địa nhiều một cái kềm chế lão thương tồn tại, vẫn còn có tốt như vậy chỗ. Toàn bộ y thuật, hơn nữa 10 viên thương cổ y thần đan dược. Đây cũng quá giá trên trời. Diệp Thần vừa định đáp ứng.
luân hồi mộ địa lại là một hồi chấn động. Thương cổ y thần, một đạo kinh thiên gầm thét, hiển nhiên là cuồng vũ bá chủ. Diệp thần vội vàng bước lui ra luân hồi mộ địa. Hắn bắt đầu nhìn kỹ cục diện bây giờ. Ma đế ngược lại là tốt, cầm mình kêu đến, hiện tại chậm chạp còn không xuất hiện. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra bất ngờ? Hô hô hô, phía trước có ách huyết thiên thú, phía sau có khâu huyết hàn. Hôm nay vận khí thật đúng là không tốt à. Diệp thần ngồi xếp bằng ở trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ một bên giám thị hang, để tránh khâu huyết hàn hoặc là ách huyết thiên thú đến, một bên chữa thương, không ở tự nhủ, hai tên, một cái có thể so với chảm ách cảnh, một cái có thể so với chảm ách cảnh nhất tầng thiên. Kia sợ sẽ là khâu huyết hàn cháy máu tươi, lại bị ta lấy tổn thương đổi bị thương nặng chế. Cũng hẳn có thể bảo đảm có thái hư tầng 8 tầng 9 thiên tả hữu chiến lực. Như vậy chênh lệch, vì sao khó có thể vượt qua à, so thần cực tông những tên kia cường đại quá nhiều. Diệp thần vừa nói, không khỏi được thở dài, tựa vào trên vách tường, mắt nhìn hang lối ra, lời nói, muốn đi ra ngoài, đem thương thế khôi phục cũng không đủ, còn cần tăng cường mình chiến lực, nếu không, căn bản không ra được. Ta không thể bị động, phải chủ động mới được à. Lối ra, khâu huyết hàn bị hắn đả thương, tất nhiên sẽ ở lối ra trông nom. Những ngày qua đạo cung người, nhiệm vụ không xong thành. Hoặc là không có đến căn bản không tìm được hắn bước, là tuyệt đối sẽ không rời đi. Hắn phải rời khỏi, phải đánh tan, hoặc là đánh chết khâu huyết hàn, ý nghĩa, hắn ít nhất phải thời gian ngắn người có thể so với thái hư tầng 8 tầng 9 thiên chiến lực. Như vậy thứ nhất, mới có thể vững vàng chế trụ khâu huyết hàn, đem chém chết, lấy trừ hậu hoạn. Mà hắn có thể làm chính là tăng cường thực lực. Duy nhất tăng cường thực lực biện pháp chính là luyện hóa thanh liên yêu hỏa cũng hoặc là thái cổ sát diễm. Thanh liên yêu hỏa mặc dù thần phục với thanh liên diệt thiên kiếm bên trong, nhưng hắn còn chưa luyện hóa. Không cách nào chân chính nắm trong tay. Chỉ có luyện hóa thanh liên yêu hỏa, đem sức chiến đấu tăng cường gấp mấy lần, mới có thoát khỏi nguy cơ có thể. Nếu không, hiện tại dù là ách huyết thiên thú không có phát hiện mình, một khi thời gian một dài, phát hiện mình. Bị ách huyết thiên thú và khâu huyết hàn cùng nhau trận lại, đó mới là phiền toái. Thái cổ sát diễm, hiện tại Diệp thần không dám cân nhắc. Vậy thì thử một chút thanh liên yêu hỏa đi. Dùng tự thân huyền diễm, chiếm đoạt hơn nữa luyện hóa thanh liên yêu hỏa. Duy chỉ có biện pháp này. Diệp thần nghĩ đến liền làm, ngồi xếp bằng bắt đầu tỉnh tọa, thanh liên diệt thiên kiếm cắm ở trước mặt. Huyền diễm ra. Trên thân kiếm thanh liên yêu hỏa vậy cảm giác được cái gì, tràn ra tại gian phòng bên trong. Hô hô hô, hô hô hô, hô, khoảnh khắc bây giờ. Thanh liên yêu hỏa đi ra ngoài ngay tức thì, màu đậm lửa cháy mạnh liền tầng tầng phập phồng, trực tiếp thiêu hủy trong phòng hết thảy. Sợ là Diệp thần mình cũng bị lửa cháy mạnh thiêu hủy được gò má đỏ bừng, vô cùng là không dễ chịu. Hắn cắn răng một cái, phân ra một giọt máu tươi bố trí trận pháp. Để tránh thanh liên yêu hỏa lực lượng tràn ra ra, đưa đến bị ách huyết thiên thú phát hiện. Hắn ngắm nhìn trước mắt, từ từ nhỏ dần đổi là một bụi tia lửa thanh liên yêu hỏa, hít thở sâu một hơi, hai tay kết ấn, lòng bàn tay mỗi người tràn ra một cổ màu xanh thẳm lửa cháy mạnh, là mình huyền diễm, đã từng cũng là vô cùng là tàn bạo lửa cháy mạnh. Rột rột, tí tách, nhưng mà, huyền diễm va chạm thanh liên yêu hỏa đồng thời, giống như giấy trắng đụng phải lửa cháy mạnh vậy. Nhanh chóng bị thiêu hủy thành cho tàn. Một cổ lửa cháy mạnh thiêu hủy ngoài ra một cổ lửa cháy mạnh, tình huống hôm nay, quả thực khó khăn được vừa gặp. Tiếp tục, ta không tin, người thanh liên yêu hỏa có như thế lợi hại. Diệp thần ngoan hạ tâm lai, lại lần nữa thả ra tự thân huyền diễm, màu xanh thẳm lửa cháy mạnh tràn đầy gian phòng mỗi một xó xỉnh, rồi sau đó huyền diễm hóa thành một cái bàn tay to lớn, trực tiếp bọc lại thanh liên yêu hỏa. Rột rột. Tư, huyền diễm không ngừng chiếm đoạt, luyện hóa thanh liên yêu hỏa. Nhưng là ở không bao lâu sau đó, thanh liên yêu hỏa phản kích một cái, ngay tức thì đánh tan huyền diễm, liên quan diệp thần đều bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trong hang núi, trào máu vượt quá, bị thương không nhẹ. Thanh liên yêu hỏa rõ ràng nguyện ý tiến vào thanh liên diệt thiên trong kiếm, vì sao không nguyện ý vì mình thần phục. Chẳng lẽ ta không chỉ không luyện hóa được thái cổ sát diễm? Liền thanh liên yêu hỏa vậy không luyện hóa được.
Ngay tại lúc này, Thương Cổ Y Thần thanh âm vang lên. Tiểu tử, sợ là không được. Thanh Liên yêu hỏa, chính là tầm thường chạm ách cảnh tồn tại, đều cơ hồ không cách nào thu phục luyện hóa. Huống chi là ngươi à? Thương Cổ Y Thần than thở một tiếng, nói thằng nhóc, bị kẹt liền bị khốn, thật tốt tu luyện cái 10 năm, trở thành thái hư cảnh, khi đó lại đánh ra, đánh chết Khâu Huyết Hàn, vậy là có thể à? Buông tha đi. Nếu không còn như vậy đi xuống, người bất hủ thần thể và ma khu cũng sẽ trực tiếp bị Thanh Liên yêu hỏa cho thiêu à? Thanh Liên yêu hỏa? Hạng tồn tại à? Cường đại cỡ nào ngọn lửa, chạm ách cảnh cường giả, đã từng muốn luyện hóa cũng không được công. Thái hư cảnh 7 tầng thiên đỉnh cấp cường giả cũng muốn luyện hóa, nhưng là luyện hóa một ngày một đêm sau đó, trực tiếp bị Thanh Liên yêu hỏa thiêu. Thanh Liên yêu hỏa vô cùng là bá đạo, vô cùng là tàn nhẫn, vô cùng là tàn bạo, không có tuyệt đối lực lượng là không thể nào luyện hóa, mặc dù đây là Diệp Thần duy nhất biện pháp, duy nhất có thể nhanh chóng tăng lên mình sức chiến đấu biện pháp, nhưng lại cơ hồ không thể nào à. Lão Thương, chính là Thanh Liên yêu hỏa coi là cái gì à? Nếu như gặp phải khó khăn liền buông tha, ta Diệp Thần đã sớm chết rồi, nơi nào sẽ tới được ngày hôm nay bước này à? Diệp Thần quyết không buông tha, vô luận bất kỳ sự việc, mình chuyện muốn làm, nghĩ có được mục tiêu, liền tuyệt đối sẽ không bỏ rơi, nếu không mình sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bất quá chính là Thanh Liên yêu hỏa mà thôi, người khác thu phục không được ngươi, không đại biểu ta Diệp Thần không cách nào thu phục ngươi. Diệp Thần bắt đầu uống đan dược, hơi chữa thương chút, chuẩn bị lại lần nữa cưỡng ép luyện hóa Thanh Liên yêu hỏa. Hang động ra, Khâu Huyết Hàn ngồi xếp bằng, vòng ngoài bố trí có trận pháp, ngược lại là rất nhiều hung thú từ hắn bên người đi qua, cũng không từng phát hiện hắn. Thời khắc này hắn đang uống đan dược, lần nữa chui luyện mình mọc ra từ cánh tay trái, mọc ra từ cánh tay trái đối với nguyên bản thân xác mà nói, cường độ và lực lượng cũng kém quá nhiều. Hắn mặc dù muốn đột phá, nhưng là nếu như hiện tại nóng lòng đột phá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn ở chữa thương, Diệp Thần cũng ở đây chữa thương. Mà lớn như vậy ách huyết thiên thú hang, cũng chỉ có một ra miệng mà thôi. Khâu Huyết Hàn cầm giữ được lối ra, trừ phi là bị ách huyết thiên thú ăn, theo ách huyết thiên thú một khối đi ra ngoài, nếu không lấy Diệp Thần hiện nay tu vi, căn bản không ra được, phàm là muốn mạnh xông chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết con kiến hôi. Lấy tổn thương đổi tổn thương, tốt quả quyết thủ pháp à. Lão tử liền xem ngươi, có thể ẩn núp mấy ngày. Khâu Huyết Hàn vậy biểu hiện mạnh mẽ, liền ngồi ở cửa huyệt động bên chữa thương bên chờ đợi. Khâu Huyết Hàn ở ngoài động chờ đợi. Hang động bên trong, Diệp Thần chữa thương xong, trở lại gian phòng trước, đem cái này một cái hang quật hoàn toàn cho phong bế, để tránh ở luyện hóa thời điểm ách huyết thiên thú đột nhiên tới đây, khi đó coi như kêu trời không đáp gọi đất không linh. Sau khi trở lại phòng, Diệp Thần mắt nhìn như cũ giống như cỏ cây giống vậy Thanh Liên yêu hỏa, thần sắc tàn nhẫn, ngay sau đó điều động toàn thân cao thấp các nơi lực lượng, 7 loại quy luật lực và 5 cái đại đạo lực, hội tụ tại hai tay bên trong, lòng bàn tay lại lần nữa thả ra huyền diễm. Hô 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 hô, hô hô, thời khắc này huyền diễm, không còn là màu xanh thẳm. Ngược lại giống như là tranh màu đỏ lửa cháy mạnh, kẹp theo hủy diệt quy luật và mất đi phép tắc lực lượng. Nhất là cái này hai cổ lực lượng vô cùng nhiều, lại là đại viên mãn cảnh quy luật, có nhất định tính áp chế Thanh Liên yêu hỏa khả năng. Nhưng gặp tranh màu đỏ huyền diễm, hoàn toàn bọc lại Thanh Liên yêu hỏa. Thanh Liên yêu hỏa lại lần nữa phản kích, nhưng nhanh chóng bị mất đi quy luật và hủy diệt quy luật hai cổ lực lượng trực tiếp áp chế xuống. Dần dần, huyền diễm giống như người vậy, không ngừng vẹt ra Thanh Liên yêu hỏa bản thể cánh hoa, từng bước một đi về trước. Rất nhanh liền thấy màu máu đỏ nhụy hoa, đang muốn luyện hóa đồng thời, Thanh Liên yêu hỏa bên trong một cổ lực lượng lao ra, xuyên thủng hết thảy, thẳng lên vân tiêu. Ùng ùng, oanh ùng ùng. Khoảnh khắc bây giờ, điện thiểm lôi minh. Vô số màu máu mây sấm gào thét tới, thất luyện bắn ra bốn phía ách lôi lóe lên không ngừng, tùy ý một đạo phách rơi xuống mặt đất lên, cũng có thể tung lên dù sao cũng gạo bụi đất, cho tới không thiếu hung thú rối rít chết tại ách lôi dưới. Oanh oanh, oanh oanh, rất nhanh, ách lôi tầng mây bên trong, vỗ xuống hơn 100 đạo màu máu sấm sét, rơi trên mặt đất, giống như cự lực đánh mặt đất vậy,
nguyên bản bình nguyên bộ dáng huyết sát rừng rậm, đột nhiên chia năm xẻ bảy mở, nước ngầm phún ra ngoài, không thiếu mặt đất cũng hóa thành hồ. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, là Ách Lôi. Khâu Huyết Hàn thần sắc hoảng sợ, không nghĩ tới đột nhiên bầu trời nổi lên Ách Lôi, Ách Lôi. Là Ách Lôi à, chẳng lẽ, tiểu súc sinh kia, muốn đột phá đến chạm ách cảnh liền à? Nếu không, từ đâu tới Ách Lôi à? Thằng nhóc này phong môn cảnh đã có thể cùng mình chống lại. Nếu như vượt qua nhiều cảnh giới nhỏ, đang muốn độ Ách Lôi kiếp, trở thành chạm ách cảnh tồn tại. Mình còn có thể là đối thủ à? Không cần suy nghĩ, căn bản không phải. Khâu Huyết Hàn thần sắc hoảng sợ, mới vừa đi về trước một bước, muốn đi vào hang động tìm tòi kết quả thời khắc, nhưng là phát hiện một cổ vô cùng là khí tức mạnh mẽ lao ra, cái này cổ hơi thở giống như biển máu vậy, tràn ngập vô cùng là đậm đà mùi máu tanh. Không tốt, Ách Huyết Thiên Thú hồi phục. Không, nó không có ngủ say, ngược lại đang nghỉ ngơi, giờ phút này lại bị cái này tiểu tạp chủng dẫn tới Ách Lôi đánh thức. Đáng chết tiểu tạp chủng à. Khâu Huyết Hàn quyết định cuối cùng không đi vào tra xem. Ách Huyết Thiên Thú cũng không phải là tầm thường hung thú à, cái này cùng hung thú bước vào chạm ách cảnh chính là vô cùng là cường đại tồn tại. Bản thân có tổn thương, đối mặt có thể chiến chạm ách cảnh Ách Huyết Thiên Thú mà nói, căn bản không phải đối thủ, đến lúc đó đừng bảo là đánh chết Diệp Thần, không làm được mình cũng phải chết ở chỗ này. Hang động ra, Khâu Huyết Hàn kinh sợ. Hang động bên trong, khổng lồ mà phức tạp hang động bên trong, một tòa lớn nhất trong huyệt động, Ách Huyết Thiên Thú chậm rãi mở mắt ra, thần sắc có chút mê ly, rồi sau đó cảm ứng được khí mùi máu, đây là sinh linh có thứ. Có cái đứa nhỏ, tựa hồ vào địa bàn của mình, vẫn còn ở nhà mình, chơi đùa thứ gì. Ách Huyết Thiên Thú chậm rãi đứng dậy tới, hắn thân thể cao lớn, đi ở dưới đất hang bên trong, chút nào bất giác có vấn đề. Dẫu sao hang động là chính nó đào, mình đi tự nhiên vô cùng là dễ dàng, nó mặc qua một cái hang, chợt đi tới một cái đôi thế đá và trận pháp hang ra. Bất ngờ chính là Diệp Thần phong ấn hang. Nguyên bản, hang trước đắp đá, không phải là không có như vậy hang, tăng thêm trận pháp, lại là mê huyễn trận, tầm thường sinh linh không biết rất bình thường, nhưng là đối với Ách Huyết Thiên Thú mà nói, bọn họ có thể bắt sinh linh hơi thở và khí huyết lực lượng. Sinh linh vô luận loài người vẫn là động vật, trên mình đều có khí huyết hơi thở, phàm là đi tới chỗ nào, cũng sẽ lưu lại hơi thở. Trừ phi là đặc thù che chở. Hiển nhiên, Diệp Thần cũng không nghĩ tới Ách Huyết Thiên Thú sẽ lấy này tìm được mình. Oanh! Tiếng nổ truyền ra. Ách Huyết Thiên Thú một cái đánh nát cửa động đá và trận pháp, ánh mắt quét nhìn hang động bên trong khổng lồ nhà cửa, nhưng là phong tỏa sơn môn một người trong vắng vẻ trong phòng nhỏ Diệp Thần. Không khỏi được mại động thân thể chậm rãi đi lên, chuẩn bị chiếm đoạt Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần đang điều động lực lượng toàn thân luyện hóa Thanh Liên Yêu Hỏa, nhưng thì không cách nào rút ra thân đi đối phó Ách Huyết Thiên Thú. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thanh Liên Yêu Hỏa lại có thể dẫn động Ách Lôi à. Ách Lôi không phải thái hư đột phá mới phải xuất hiện sao? Hiện tại làm sao bị Thanh Liên Yêu Hỏa dẫn động? Diệp Thần lúc này mới phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu liền nhỏ xem Thanh Liên Yêu Hỏa. Hắn chỉ có thể kích hoạt Xích Trần Thần Mạch. Liều mãng ngăn cản. Bất quá cục diện đối với Diệp Thần không tính là có hại. Ách Lôi xuất hiện nháy mắt, không ổn định Lăng Phong Thần Mạch cũng thức tỉnh. Lại có thể đang hấp thu Ách Lôi lực lượng. Rất hiển nhiên, Ách Lôi đối với Lăng Phong Thần Mạch có cực lớn giá trị. Là ngon miệng thức ăn. Có thể dưới mắt hắn như phân ra lực lượng đối phó Ách Huyết Thiên Thú, vậy Ách Lôi hạ xuống, hắn vậy muốn chết à. Lần này, là thật trước có chó sói sau có hổ. Còn đặc biệt đều là chém ách cấp lực lượng khác. Hắn làm sao ngăn cản? Phịch, theo dọc đường nhà cửa sụp đổ. Ách Huyết Thiên Thú đi tới Diệp Thần chỗ nhà cửa bên trong, cần phải một miệng liền người mang nhà một khối cắn nuốt nó, bỗng nhiên cảm giác được một cổ khí tức không giống tầm thường. Vèo. Một đạo kim sắc huyết quang giết ra. Một cái cổ văn lộ trứng khổng lồ trôi lơ lửng ra. Diệp Thần mừng rỡ như điên, là tiểu hoàng. Trứng khổng lồ lên vô số kẽ hở và cổ đường vân, ngay tức thì bắn ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng hội tụ. Thân thể cao lớn hiển hóa ra, một đôi to lớn huyết nhãn ngưng mắt nhìn trước mắt Ách Huyết Thiên Thú,
đột nhiên phát ra một hồi gầm nhẹ tiếng, ngay sau đó huyết dịch toàn thân sôi trào lên, một cổ khí tức vô hình truyền giao ra. Hống hống hống, hô 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 hô, ách huyết thiên thú tiếng gầm gừ càng ngày càng nhanh, ngưng mắt nhìn trước mắt không á với mình tiểu hoàng hư ảnh, nhưng là cảm giác cả người không tự tại. Là tới từ huyết mạch áp chế. Liền giống như dê vĩnh viễn không dám đối mặt với lão hổ như nhau, dù là nó có cơ hội giết chết lão hổ, hắn vậy tuyệt đối không dám ứng đối lão hổ. Chỉ chốc lát sau, ách huyết thiên thú thõng xuống đầu cao ngạo, bò lổm ngổm trên đất, hướng tiểu hoàng biểu thị ý thần phục, thành tựu ách huyết thiên thú, nó huyết mạch vô cùng là hỗn tạp, tự nhiên không phải tiểu hoàng cái này cùng cao cấp huyết mạch hung thú đối thủ, huyết mạch áp chế liền đủ để cho hắn mất sức chiến đấu. So sánh mà nói, tiểu hoàng cố nhiên vẫn còn ở trứng khổng lồ bên trong, khoảng cách lột vỏ còn có một bước xa, trạng thái bây giờ, tu vi chiến lực có lẽ không bằng ách huyết thiên thú. Nhưng là ách huyết thiên thú dù là thật thể mạnh mẽ, cũng không cách nào sửa đổi bản thể huyết mạch hèn mọn, không thể không tấn công trào trên đất. Lão đại, ngươi an tâm luyện hóa ngọn lửa, ta cho ngươi chấn giữ. Ta dù chưa lột vỏ, nhưng là loại rác dưới này vẫn có thể chấn nhiếp. Tiểu hoàng quay lại lời nói một câu, liền tự mình đứng ở phòng nhỏ trước, một mực ngưng mắt nhìn trước mắt ách huyết thiên thú. Diệp thần cũng không nói nhảm, toàn lực kích hoạt lăng phong thần mạch và xích trần thần mạch. Đan điền linh lực cấp tốc trôi qua. Vô số sấm sét vờn quanh toàn thân. Ách lôi mạnh mẽ, để cho hắn đau đến không muốn sống. Cũng may lăng phong thần mạch hấp thu phần lớn lực lượng, nếu không diệp thần có thể ngay lập tức hóa là khói xanh. Hai tiếng sau đó, Diệp thần tròng mắt mở ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn tròng mắt ánh sáng phảng phất là trong đêm tối mặt trời. Thậm chí, mang một chút mừng như điên. Thanh liên yêu hỏa, lại thật bị hắn luyện hóa. Mà hắn tu vi vậy bước vào đến phong môn cảnh 6 tầng thiên. Nếu luyện hóa thanh liên yêu hỏa, vậy hôm nay liền thử một lần có thể hay không hoàn toàn luyện hóa viêm bia đi. Nếu muốn đối kháng chém ách, chỉ có viêm bia. Diệp thần không do dự nữa, lấy ra luân hồi huyền bi viêm bia, thừa dịp luyện hóa thanh liên yêu hỏa khí thế cường đại, cần phải luyện hóa viêm bia, lấy này tăng cường mình tu vi và sức chiến đấu. Hô hô hô, hô hô, viêm bia toát ra từng cổ một huyền quang. Thanh liên yêu hỏa ngay tức thì phóng đại, giống như một con cự thú cắn nuốt viêm bia. Huyền quang tán loạn, một vị ông già nổi lên, ông già đưa mắt nhìn Diệp thần chốc lát. Có chút kinh ngạc, thanh liên yêu hỏa lại bị một cái phong môn tiểu tử luyện hóa. Có chút ý tứ. Sau đó, liền lời nói, theo ta vào đi. Tiếng nói rơi xuống, Diệp thần liền không có chút nào sức đề kháng bị ông già kéo vào luân hồi huyền bi thế giới. Luân hồi huyền bi thế giới bên trong, tràn đầy vô tận lửa cháy mạnh, đầy đất nham thạch nóng chảy bên trong thỉnh thoảng nổi lơ lửng một ít thanh kim thạch, ước chừng có thể đặt chân mà thôi. Mà ông cụ kia phù không đứng, mắt nhìn Diệp thần, nói. Ngươi nếu là muốn luyện hóa luân hồi huyền bi, đánh bại ta liền có thể. Bất quá, ta nhìn ngươi luyện hóa thanh liên yêu hỏa, cần phải khi có một phần hy vọng. Dẫu sao, một khi thất bại, nhưng mà sẽ bị ngọn lửa này chiếm đoạt, những năm gần đây ta cũng đánh chết rất nhiều thiên tài. Ngươi là duy nhất một có hy vọng người. Phong môn cảnh 6 tầng thiên. Lại có thể luyện hóa thanh liên yêu hỏa, chỉ riêng một điểm này, cái này trước mắt tiểu tử liền đủ để danh chấn thần quốc trên dưới. Thanh liên yêu hỏa đã từng chạm ách cảnh đều không cách nào luyện hóa cực phẩm ngọn lửa, không nghĩ tới bị thằng nhóc này luyện hóa. Bất quá thằng nhóc này trên mình quy luật lực, võ học, huyết mạch quá mức hỗn loạn. Tầm thường phong môn cảnh 6 tầng thiên, đỉnh hơn trưởng cầm mấy đạo quy luật, hơn nữa chỉ là viên mãn trình độ mà thôi, những thứ khác quy luật. Giống như là không gian quy luật, hủy diệt quy luật, giết hại quy luật vân. Vân, thật nhiều cái có thể tính là chút thành tựu, không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này, hủy diệt, độ hóa, giết hại, thời gian, không gian, thời không, bất diệt cùng 7 loại quy luật, toàn bộ luyện đến đại viên mãn cảnh, hơn nữa tuổi tác cực nhỏ, thật đúng là hiếm thấy à. Phép tắc tu luyện trình độ, theo thứ tự phân là, nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn. Đại viên mãn 5 tầng thứ. Một loại quy luật tu luyện tới đại viên mãn, nhỏ thì mấy ngàn năm, nhiều mấy trăm ngàn năm. Cho nên, ông già mới nói,
Diệp Thần là duy nhất có cơ hội người. Tiền bối. Cần phải đánh một trận, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Diệp Thần thẩm vấn trước. Lão phu tên là Trời Đốt. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi nếu phong môn, ta cũng sẽ thu liễm mấy phần, xu hướng tại ngươi cực hạn. Ông già hừ lạnh một tiếng, thấy Diệp Thần cũng không chủ động công kích, ngược lại là tung người ra, tay trái hơi phun trào, vô số nham thạch nóng chảy lực hội tụ, tụ hợp thành một chuôi nham thạch nóng chảy thần kiếm, hướng Diệp Thần đánh tới. Hô hô hô! Hô hô hô! Nham thạch nóng chảy thần kiếm mỗi vung ra một kiếm, cũng đi đôi với nhiều nham thạch nóng chảy. Nơi này nham thạch nóng chảy có thể không giống với tầm thường nham thạch nóng chảy à, tầm thường nham thạch nóng chảy giống như là phong môn cảnh võ giả thân xác, nằm đi vào tắm cũng không thành vấn đề, phản mà nơi này là nham thạch nóng chảy nhiệt độ ít nhất có triệu độ tầng thứ, tùy tiện một cái thái hư cảnh võ giả dính một ít đều có chết nguy hiểm. Khảng keng! Khảng! Một hồi kim loại tiếng va chạm truyền ra. Diệp Thần huy động Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, đánh lui nham thạch nóng chảy thần kiếm. Cùng thiên phần giao thủ, hai người đánh giết lực kém không nhiều, nhưng là lực phòng ngự xa không bằng thiên phần. Thiên phần võ công vô cùng là quỷ dị, từng chiêu cũng lấy tổn thương đổi tổn thương, hết lần này tới lần khác lực phòng ngự cực mạnh, Diệp Thần Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm bổ vào hắn trên mình, cơ hồ không bổ trúng tựa như, dù là phá thiên lực toàn lực bổ ra một vết thương, hắn trực tiếp tiến vào trong nham tương, một lát sau xuất hiện lại, thương thế liền hoàn toàn tốt lắm. Sân nhà ở trên trời đốt nơi này. Ưu thế ở trên trời đốt nơi này. Diệp Thần không chiếm một chút tiện nghi, ngược lại khắp nơi bị tiết chế. Bịch bịch. Diệp Thần và thiên phần giao thủ hơn ngàn chiêu, không chỉ có một chút tiện nghi không chiếm được, ngược lại mới vừa khép lại thương thế càng nghiêm trọng hơn. Theo Diệp Thần bị đánh bay ra ngoài, rơi ở xa xa một khối nổi lơ lửng thanh kim thạch lên thời điểm. Lại lần nữa nhìn thấy thiên phần rút ra lấy nham thạch nóng chảy lực lượng thành tựu bổ sung, không khỏi được thần sắc kinh ngạc, thầm nói, đây là hắn sân nhà, hắn thân xác vô cùng là mạnh mẽ, lực lượng có thể nói là vô cùng vô tận, khẳng định không thể chống cự. Tình huống bình thường, sợ rằng chỉ có hai cái biện pháp có thể đánh bại hắn. Cái đầu tiên, lúc tiến vào trực tiếp trong nháy mắt giết, nhưng là ta không làm được. Cái thứ hai, đoạn tuyệt hắn hấp thu nham thạch nóng chảy năng lực, hoặc là nói, để cho hắn hút không thu được nham thạch nóng chảy lực lượng. Diệp Thần bỗng nhiên trước mắt sáng lên, đưa tay thử thăm dò dưới chân nham thạch nóng chảy, có chút nóng bỏng nhưng là không làm được thiêu hủy mình trình độ. Nếu hắn có thể hấp thu, ta cũng có thể à. Thiên phần là hệ lửa quy luật đại viên mãn cảnh, cho nên nắm trong tay cái này nham tương thế giới, nhưng ta nếu như đem hệ lửa quy luật tu luyện tới đại viên mãn đâu. Ngược lại đem hắn sân nhà, biến thành ta sân nhà. Đến lúc đó, đánh không bị thương, lực lượng vô cùng vô tận là ta, mà hắn càng ngày càng yếu nhỏ, như vậy này tiêu người dài, tất nhiên là ta chiến thắng. Nói làm liền làm. Diệp Thần trực tiếp thả ra trong cơ thể thanh liên yêu hỏa nhưng mà có thể dẫn động ách lôi ngọn lửa, dù là mình không có tu luyện qua hệ lửa quy luật, nhưng là mình nắm giữ vô cùng là cường đại thanh liên yêu hỏa. Liền đủ để hấp thu những thứ này nham thạch nóng chảy. Ột ột ột, ột ột ột, vô số nham thạch nóng chảy tụ hợp thành một cái cột nước vậy, liên tục không ngừng hướng Diệp Thần lòng bàn tay bay tới. Diệp Thần trong đầu không khỏi được cảm ngộ ra được rất nhiều hệ lửa phép tắc nội dung, sau lưng dần dần sinh ra thứ sáu cái đại đạo, lửa lớn nói, đồng thời trong cơ thể cũng có hệ lửa quy luật bắt đầu sinh ra. Thậm chí huyền diễm vậy cường thịnh đến mức tận cùng. Nguyên bản, kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ quy luật, là huyết mạch không đủ nhân tài cần tu luyện, lấy này tới đột phá. Nhưng là Diệp Thần không cần, hắn là thế gian chí cường luân hồi huyết mạch. Bình bịch bịch, từng đạo tiếng va chạm truyền ra. Giống như là mở đường như nhau, lửa lớn đạo không ngừng kéo dài, không ngừng lớn mạnh, Diệp Thần trong cơ thể hệ lửa quy luật cũng ở đây lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ, trực tiếp bước vào nhập môn cảnh giới. Rồi sau đó chính là chút thành tựu, không tới chốc lát thời gian chính là đại thành cảnh giới, hướng viên mãn cảnh giới lao nhanh đi. Diệp Thần nắm giữ quá nhiều truyền thừa, lại tay cầm vô số đại đạo, đối với đại đạo nắm trong tay năng lực vượt xa người bất kỳ. Thằng nhóc giỏi. Lâm Chiến ngộ đạo, ngược lại không tệ à. Thiên phú thật tốt à, ngắn ngủi chốc lát bây giờ,
liền có thể đem hệ lửa quy luật và lửa lớn nói, tu luyện tới như vậy trình độ, không hổ là thiên chi kiêu tử. Thiên phần cũng không có dừng tay, phản mà không ngừng tấn công Diệp Thần, bắt đầu gia tăng Diệp Thần độ khó. Hắn là người khảo nghiệm, cũng không phải là muốn giết Diệp Thần, bất quá vậy không ngại Diệp Thần ngộ đạo độ khó gia tăng, lấy này để rèn luyện tâm tính, tăng cường hắn sức chiến đấu. Thiên phần không phải gần người và Diệp Thần tác chiến, ngược lại là xa xa không ngừng điều động nham thạch nóng chảy lực lượng hóa hình là tất cả loại binh khí, tập sát Diệp Thần. Diệp Thần cũng không phải ăn chay, bàn tay phải nắm lửa lớn nói, trong cơ thể thần hồn bắt đầu tu luyện hệ lửa quy luật, tay trái ngưng tụ hấp thu nham thạch nóng chảy lực, bắt đầu phản kích thiên phần, hắn biết, nếu như mình đem hệ lửa quy luật tu luyện tới đại viên mãn cảnh, lửa lớn đạo kết hợp huyền diễm, thanh liên yêu hỏa, liền đủ để đem toàn bộ nham tương thế giới nắm quyền đoạt vào tay, đến lúc đó nơi này chính là mình thiên hạ. Thằng nhóc giỏi. Như thế nhiều người thực tập, có nghĩ tới lâm trận ngộ đạo, tu luyện hệ lửa phép tắc, nhưng là xem hắn như vậy ngộ đạo tốc độ nhanh như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy à. Thiên phần có chút cảm khái, chuẩn bị tế ra một kích toàn lực, cắt đứt Diệp Thần ngộ đạo, đây là thành tựu người khảo nghiệm nhất định cử động. Hô hô hô. Hô hô, thiên phần toàn lực ra tay, lòng bàn tay toát ra vô tận lửa cháy mạnh, dần dần tạo thành một cái lửa cháy mạnh thần kiếm, một kiếm sử dụng, vô số nham thạch nóng chảy phun ra, giống như trăm triệu ngọn núi lửa phun ra vậy, toàn bộ nham tương thế giới cũng đang nhanh chóng phun trào, vô số nham thạch nóng chảy lăn lộn không ngừng. Hô, hệ lửa quy luật, thành. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, sau lưng lửa lớn đạo nhanh chóng khuếch trương đến triệu gạo chiều dài. Trong cơ thể hệ lửa quy luật vậy trực tiếp đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, hai tay bay lên không, vô số nham thạch nóng chảy từ lòng bàn tay tràn ra, hóa thành thuần túy lực lượng nguồn. Nham tương thế giới. Tràn đầy hệ lửa phép tắc lực lượng. Thiên phần có hệ lửa đại viên mãn cảnh quy luật. Thời khắc này Diệp Thần giống vậy có, thân hình một cái lưu chuyển, vô số hơi thở bùng nổ tới, hoàn toàn chìm ngập hết thảy nham thạch nóng chảy bùng nổ, tay trái chậm rãi nặn động. Vô số nham thạch nóng chảy theo chỉ gian mà thay đổi. Không còn là thiên phần có nham thạch nóng chảy thế giới quyền chủ đạo. Vô tận nham thạch nóng chảy. Nghe ta hiệu lệnh, ngưng kết làm tướng, giết. Diệp Thần thần hồn phun trào, tâm thần không ngừng đang thi triển nham thạch nóng chảy thế giới quyền chủ đạo. Nhưng gặp vô số nham thạch nóng chảy chi trong biển, dâng lên từng đạo nham thạch nóng chảy, dù sao cũng đạo nham thạch nóng chảy lao ra. Dần dần ngưng kết là dù sao cũng cái nham thạch nóng chảy thần tướng, cả người bị nham thạch nóng chảy bao vây, trong tay cầm binh khí, đồng dạng là do nham thạch nóng chảy nơi tạo thành. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo, trăm triệu nham thạch nóng chảy thần tướng hướng thiên phần lướt đi. Thiên phần chợt vỗ vào ra mấy chục trường, làm vỡ nát hàng ngàn hàng vạn nham thạch nóng chảy thần tướng, bạo lui liền liền, tay trái vị ở sau lưng, muốn thu nạp nham thạch nóng chảy lực. Nhưng là phát hiện, mình vô luận như thế nào cũng không cách nào hấp thu. Theo hắn đập bể nham thạch nóng chảy thần tướng trình độ, còn không theo kịp Diệp Thần chế tạo nham thạch nóng chảy thần tướng trình độ. Dần dần, thiên phần hơi thở càng ngày càng yếu. Này tiêu người dài, rất nhanh Diệp Thần khôi phục được trạng thái tột cùng, ngược lại thiên phần đã suy yếu tới cực điểm, thậm chí đã không cách nào đứng lên. Nắm trong tay nham tương thế giới quyền chủ đạo. Diệp Thần không hề dự định đánh nữa, lắc người một cái, giống như ngay tức thì di động vậy, đi tới thiên phần trước người, một chưởng đánh trúng thiên phần, đem đánh bay ra mấy ngàn mét ra ngoài, dọc đường đụng nát từng ngọn thanh kim thạch núi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy nắm giữ được liền nham tương thế giới quyền chủ đạo. Thiên phần khó khăn lắm bỏ dậy, cho dù là rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, nhưng cũng giống như rơi xuống nước vậy. Muôn vàn nham thạch nóng chảy lại không có nửa điểm dính vào người. Hắn che ngực, ho khan hai tiếng, chậm rãi đứng lên, thần giác buộc vòng quanh nụ cười, khá là thưởng thức ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần, cười nói, không tệ, không cần đánh nữa, đánh tiếp nữa thần hồn của ta đều phải giải tán. Thân trong lòng luân hồi huyết mạch, viêm bia vốn là vì ngươi mà sống. Ta cũng coi là đến lúc ngươi. Ngươi đã thắng ta. Cứ như vậy. Diệp Thần có chút mờ mịt, còn tưởng rằng là cần đánh tan thiên phần thần niệm thể mới được. Thằng nhóc ngươi muốn đánh chết ta có phải hay không à? Thiên phần tức giận nói, ngươi lâm trận ngộ đạo,
nhanh chóng nắm giữ hệ lửa quy luật, hơn nữa ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, đem hệ lửa quy luật tu luyện đến đại viên mãn cảnh, lại nắm trong tay nham tương thế giới, nơi này có vô cùng vô tận nham thạch nóng chảy. Ý tứ là trước, người có vô cùng vô tận lực lượng có thể cho ngươi khôi phục. Mà lão phu đã không có, như vậy, không phải thua ở ngươi là cái gì? Không thể hoàn toàn coi là lên bại. Thiên phần không muốn đánh. Hắn biết, đánh tiếp nữa chỉ sẽ bị Diệp Thần ấn trên đất hành hung, mất hết mặt mũi, dứt khoát trực tiếp lựa chọn nhận thua. Dĩ nhiên, hắn có thể lựa chọn dùng lực lượng chân chính. Có thể hắn từ vừa mới bắt đầu đáp ứng áp chế thực lực, tự nhiên không thể nào lấy chém ách thậm chí còn hỗn độn oai làm khó một cái phong môn thanh niên. Được. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần chậm rãi ôm quyền, trong con người vậy lần nữa tràn đầy tôn kính thần sắc. Thiên phần nhưng là lắc đầu một cái, ngươi còn không cần phải cảm ơn ta, Viêm Bia mạnh mẽ, dựa hết vào Thanh Liên Yêu Hỏa xa xa không đủ. Vốn là ngươi Thanh Liên Yêu Hỏa thì không cách nào hoàn toàn mở Viêm Bia thế giới, không quá ta có chút hiếu kỳ ngươi thân phận, muốn nghiệm chứng ta ý nghĩ trong lòng. Lúc này mới cho ngươi cơ hội. Trước mắt xem ra, ta không đoán sai. Ngươi lấy Thanh Liên Yêu Hỏa đã vượt qua ta cửa ải này, nhưng thật ra là ta vi phạm nguyên tắc, ta có lẽ sẽ bị trừng phạt, nhưng là không ngại. Biến mất trước, ta sẽ đối ngươi giao phó một ít chuyện tình, Viêm Bia ở 10 khối luân hồi huyền bi bên trong là chủ chiến một trong tồn tại, yêu cầu năng lượng là vô cùng vô tận. Nó giống như là vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn điền vào bất mãn. Thậm chí hiện tại, ngươi liền Viêm Bia huyết mạch đều không cách nào kích hoạt. Dựa theo người Thanh Liên Yêu Hỏa tới xem, người dưới mắt chỉ có thể phát huy Viêm Bia 0,1% lực lượng, hơn nữa sử dụng một lần, Viêm Bia có thể phải nguội xuống rất lâu. Như muốn đánh phá cái giam cầm này, phát huy Viêm Bia toàn bộ lực lượng, sợ rằng chỉ có trước luyện hóa một món khác cực kỳ ưu việt sát diễm. Hơn nữa vậy sát diễm luyện hóa còn xa xa không đủ. Người phải tìm mạnh hơn ngọn lửa, để cho Viêm Bia năng lượng tràn ngập đến mức tận cùng. Ta biết thần quốc một nơi ngọn lửa, đáng tiếc, người bây giờ thực lực không cách nào luyện hóa. Cái này phải xem duyên phận, có lẽ có thể gặp phải. Thôi, rời đi đi. Thanh Liên Yêu Hỏa điều động Viêm Bia 0,1% lực lượng, hẳn có thể giúp ngươi giải quyết ngoại giới vấn đề. Không tới chốc lát bây giờ, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên đại biến, nham tương thế giới sớm đã biến mất, hắn vậy từ trong đi ra, trở lại vốn là trong hang núi. Thanh Liên Yêu Hỏa chỉ có thể điều động 0,1% lực lượng. Thời kỳ toàn thịnh Viêm Bia kết quả mạnh bao nhiêu, còn dư lại luân hồi huyền bi chẳng lẽ còn có mạnh hơn tồn tại. Ta đây muốn xem cái này 0,1% đại biểu cái gì. Diệp Thần trực tiếp sử dụng Thanh Liên Yêu Hỏa chạm được Viêm Bia bên trên. Hô hô hô, đột nhiên, chặt chẽ không gian sinh ra vô cùng là thần bí gió lớn. Trong Viêm Bia, lóe lên màu máu sáng bóng, từng đạo đỏ tươi ánh lửa lao ra, tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Dần dần, Diệp Thần mở mắt ra, đôi mắt tràn ra ra vô cùng là ngọn lửa kinh khủng, trong đầu hiện ra một cái từ ngữ thượng cổ viêm ma. Thượng cổ viêm ma? Đây là cái đồ gì? Còn không cùng Diệp Thần kịp phản ứng, nhưng gặp cánh tay trái nhanh chóng bị ngọn lửa màu máu bọc lại. Từng trận đau đớn truyền tới, đến khi Diệp Thần hòa hoãn lúc tới. Thấy được ngọn lửa đã dính đầy lửa đỏ ý, có chút giống là màu máu vảy rồng, mỗi một khối vảy rồng cũng hướng về phía cực mạnh uy năng, có đốt diệt thiên hạ uy năng, đồng thời hắn lại là cảm giác được mình sức chiến đấu, đột nhiên tăng lên gấp mấy lần chi hơn. Thượng cổ viêm ma, đây là ta luyện hóa luân hồi huyền bi sau đó, mở ra 0,1% lực lượng. Thật là mạnh, chỉ tiếc, sử dụng một lần, thì phải đông rất lâu. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, hắn hơi huy động cánh tay trái, nhưng gặp chỉ gian tràn ra ra tí ti cuồng bạo ngọn lửa nhanh chóng ngưng kết là 7 chuôi huyết ma sát kiếm, sừng sững giết ra, đánh xuyên hang. Binh bịch bịch, dọc đường, Thanh Liên Diệt Thiên kiếm đánh tan mấy chục liên tiếp hang. Trong đó cái thứ 7 hang bên cạnh, ách huyết thiên thú cảm ứng được Thanh Liên Diệt Thiên trên thân kiếm hơi thở, chính là cả người run rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu. Tựa hồ cảm ứng được càng huyết mạch cao quý áp chế, chỉ riêng một chút thượng cổ viêm ma ngưng kết vì Thanh Liên Diệt Thiên kiếm, lại để cho nó cảm giác so tiểu hoàng đích thân tới bên người,
còn kinh khủng hơn vạn phần. 0,1% cứ như vậy mạnh. Diệp Thần cảm khái chốc lát, tay trái hơi chấn động một chút, lửa đỏ ý tiêu tán, khôi phục lại vốn là cánh tay. Hắn cũng không dám đa dụng. Thời khắc này hắn cảm giác tâm thần du sắp tới trình độ cao nhất, cả người đều tràn đầy lực lượng, chợt thấy được Hang Gia bóng người, lạnh lùng nói, Khâu Huyết Hàn, là đưa ngươi lên đường lúc. Diệp Thần một bước ngự không, trực tiếp ra dưới đất hang. Hang cửa Khâu Huyết Hàn trước mắt thoáng một cái, nhìn chăm chăm vừa thấy Diệp Thần đã đi ra rồi, lại hơi cảm ứng một phen Diệp Thần hơi thở, không khỏi được bàng nhiên cười to, ha ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi không có đột phá đến Trảm Ách cảnh à. Chỉ đột phá một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Xem ra, mới vừa rồi ách lôi tình huống, không phải ngươi thằng nhóc này phá cảnh à. Như vậy thứ nhất, ngươi chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Ách lôi. Vậy đều là thái hư cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp độ chém ách cướp thời điểm mới sẽ phủ xuống ách lôi. Nguyên bản hắn còn lấy là Diệp Thần ở bên trong độ kiếp, một mực không dám đi vào, sợ bị giết. Nhưng là giờ phút này thấy được Diệp Thần đi ra, nhưng chỉ có phong môn cảnh 6 tầng thiên tu vi, chính là biết phá cảnh độ kiếp không phải Diệp Thần. Như vậy, Diệp Thần đi vào bất quá mấy giờ mà thôi, có thể có thay đổi gì à, còn không phải là mặc hắn giày xéo. Khâu Huyết Hàn. Trước đây ngươi truy đuổi lão tử, truy được rất vui sướng à. Nghe ngươi sở trường hàn băng quy luật và huyết sát quy luật đi. Vừa vặn, lão tử hiện tại ngộ đạo ngộ đi ra hệ lửa quy luật, lại nắm giữ thanh liên yêu hỏa, liền cầm ngươi thử một lần chiêu thức đi. Diệp Thần trên gương mặt treo vô cùng tự tin, chính là Khâu Huyết Hàn mà thôi, hơn nữa đối phương thương thế rất nặng, bây giờ thực lực bất quá thái hư tầng 8 tầng 9 thiên mà thôi. Không đủ gây sợ hãi, vừa vặn dùng để luyện tay. Đứa nhỏ, ngươi nghĩ như vậy muốn tìm chết à? Bổn trưởng lão có thể nói cho ngươi, bổn trưởng lão thi hành nhiệm vụ cũng có hơn ngàn, trong tay đánh chết Trảm Ách cảnh nhất tầng thiên tồn tại, cũng có số 10 vị, thái hư cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp người qua thiên vị, chưa bao giờ thất bại, ngươi cũng không ngoại lệ. Khâu Huyết Hàn giạt rào vui mừng, nguyên lấy vì mình phải tuân thủ ở cửa hang thủ cái 3 năm năm chờ. Không nghĩ tới, cái này mới vừa giữ mấy giờ, mình thương thế vậy khôi phục mấy phần. Nhiệm vụ mục tiêu đưa mình tới cửa. Hô hô, không cùng Khâu Huyết Hàn kịp phản ứng. Diệp Thần khẽ nâng lên tay phải, viêm bia lực phóng thích. Hắn không dám hết lấy nhẹ tim. Lòng bàn tay tràn ra ra một đoàn lửa cháy mạnh, một đoàn màu đỏ thắm lửa cháy mạnh, phảng phất có sinh mạng vậy, tự chủ hình thành một cái bàn tay to lớn, lấy ùn ùn kéo đến khuynh hướng. Trực tiếp nắm Khâu Huyết Hàn, bất ngờ chính là thanh liên yêu hỏa dẫn động viêm bia lực. Rột rột, tí tách, ngọn lửa cuồng bạo vây khốn Khâu Huyết Hàn sau đó, nhanh chóng đem Khâu Huyết Hàn hàng loạt máu thịt trực tiếp nướng thành than cốc. Phải biết, Khâu Huyết Hàn thân thể nhưng mà cổ khí cũng đánh bất động mạnh mẽ thân xác, ở thanh liên yêu hỏa dưới, lại giống như tầm thường cỏ cây vậy, trong phút chốc liền bị đốt đốt cháy. Đáng chết, đây là cái đồ gì à? Khâu Huyết Hàn thần sắc đại biến, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể hàn băng quy luật, từng đạo lạnh vô cùng hơi thở tràn ra, khó khăn lắm đi tới ra bên ngoài, cần phải chống đỡ thanh liên yêu hỏa uy năng, nhưng là lúc đi ra, liền giống như tia lửa thấy được nước vậy, nhanh chóng chôn vùi đi xuống. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta hàn băng quy luật là đại viên mãn cảnh. Thằng nhóc, dù là ngươi hệ lửa quy luật đạt tới đại viên mãn cảnh, vậy tuyệt không thể nào cũng như này hiệu quả. Khâu Huyết Hàn bề ngoài da thịt cơ hồ đã bị thiêu hủy sạch sẽ. Hắn đem hết toàn lực thả ra hàn băng quy luật lực, nhưng là mỗi một lần quy luật lực lượng khó khăn lắm tràn ra liền bị nhanh chóng phai mờ, hai người lực lượng căn bản không ở một tầng thứ. Chuyện gì xảy ra? Tên tiểu xúc sinh này, nơi nào lấy được như thế cường đại lửa cháy mạnh à? Đáng chết đáng chết! Sớm biết! Hắn nên xông vào hang, trực tiếp bắn chết thằng nhóc này. Hàn băng kiếm. Huyết sát đao. Ra. Theo Khâu Huyết Hàn chợt quát tiếng truyền ra, sau lưng một đao một kiếm ra khỏi vỏ, hàn băng trường kiếm có tự mình khép lại chức năng, cho dù là trước đây bị Diệp Thần đánh bay nhưng cũng bay trở về hắn sau lưng. Hô hô. Hàn băng trường kiếm lao ra, mũi kiếm không ngừng thổ lộ trước khí lạnh, cực hạn khí lạnh làm được mặt đất nhanh chóng băng nứt ra đứng lên.
nhưng thì không cách nào lao ra Thanh Liên yêu hỏa phạm vi, nhưng gặp ngọn lửa cuồng bạo lực phân ra mấy chục đạo hỏa diễm, giống như sợi dây vậy, chặt chẽ bắt được Hàn Băng trường kiếm, không ngừng ăn mòn trường kiếm thân kiếm. Còn như huyết sát trường đao, lao ra ngay tức thì liền bị chiếm đoạt. Chỉ nghe gặp rắc 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 thanh âm truyền ra, một chuôi cổ khí liền trực tiếp bị ngọn lửa dung hóa thành đầy trời kim loại mảnh vỡ. Không, không thể như vậy, ta làm sao có thể có thua trận. Khâu Huyết Hàn vô cùng khó chịu, đi theo mình ngàn năm bái phục đao bị hủy diệt, trọng yếu hơn chính là, mình thật giống như căn bản không phải Diệp Thần đối thủ à. Rõ ràng đây là một cái nhiệm vụ cuối cùng. Nguyên lấy là nhẹ nhàng nhất nhiệm vụ. Không nghĩ tới là khó khăn nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, hẳn thần quốc những cái kia hạch tâm trưởng lão tới thi hành à, làm sao sẽ rơi vào trên người hắn à, cung chủ đơn giản là ở hại ta à. Khâu Huyết Hàn, đưa ngươi lên đường rồi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay giống vậy tràn ra đạo đạo hỏa diễm. Hai bàn tay nắm ngọn lửa cực mạnh lực, lấy vô cùng là bá đạo tư thái, trực tiếp đem Khâu Huyết Hàn cả người hàn khí phế bỏ, tiến tới trực tiếp đem Khâu Huyết Hàn cả người thiêu hủy hơn nửa, cho dù là thần hồn đều ở đây Thanh Liên yêu hỏa cháy dưới, bởi vì không chịu nổi mà mình binh rõ ràng tại chỗ. Hô hô hô, hô hô, mấy cái hô hấp đi qua. Gió nhỏ gào thét, thổi lất phất đầy đất xám xanh. Thần quốc tiếng tăm lừng lẫy sát thủ Khâu Huyết Hàn ở Thanh Liên yêu hỏa công kích dưới, hoàn toàn chết. Thần quốc, Thiên Đạo cung bên trong. Một nơi vô cùng là thần bí trong cung điện. Trong cung điện trưng bày, có chút giống là linh đường vậy, ào ào bày mấy ngàn hơn 10.000 cái nhãn hiệu, mỗi một tấm bảng đều tựa như là do tinh khiết thủy tinh tạo thành, bất quá một thước lớn nhỏ, trên đó viết từng cái tên người. Những thứ này là Thiên Đạo cung cường giả sinh mạng ngọc bài. Sinh mạng ngọc bài ở đây, ý nghĩa người liền ở. Người nếu không phải lại, bên ngoài chết trận, sinh mạng ngọc bài liền sẽ tự động vỡ vụn. Loại sinh mạng này ngọc bài chế tạo phương thức vậy vô cùng là đơn giản, chỉ cần người sống đem mình thần hồn lực phân ra một phần chia, ở lại sinh mạng ngọc bài bên trong liền có thể bắt đầu sử dụng. Nếu là người chết trận, thần hồn vỡ vụn hoặc là chuyển thế, tương ứng sinh mạng ngọc bài chung thần hồn lực vậy sẽ bể tan tành, đưa đến ngọc bài bể tan tành. Cái này gian cung điện vô cùng là khổng lồ. Lên tới cung chủ, thái thượng trưởng lão. Xuống đến tầm thường đệ tử nội môn, trong ngoài cửa, phân điện trưởng lão Vân. Vân, ào ào hơn mấy chục triệu sinh mạng ngọc bài để. Giữa lúc bọn thị vệ chiếu ví dụ giặt trong cung điện bụi bặm, bỗng nhiên lúc này một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Mười mấy thị vệ cảm thấy không tốt, ngẩng đầu quét nhìn chung quanh sinh mạng ngọc bài, từng hàng tìm. Ở chỗ này, một khối này sinh mạng ngọc bài bể nát. Một cái khí tức cường đại thị vệ, chỉ một nơi bể nát sinh mạng ngọc bài, ngưng mắt nhìn bể tan tành cặn bã lên kiểu chữ, không khỏi được thần sắc hoảng sợ, thân hình chấn động một cái, nói, Khâu Huyết Hàn trưởng lão sinh mạng ngọc bài bể nát. Tại sao có thể như vậy? Khâu Huyết Hàn trưởng lão, không phải đi giết một cái phong môn cảnh võ giả sao? Làm sao có thể sinh mạng ngọc bài bể tan tành à? Thị vệ đội dài quát lên một tiếng lớn, kêu ngừng mọi người, hạ lệnh, nhanh chóng đi báo cáo cung chủ, Khâu Huyết Hàn trưởng lão sinh mạng ngọc bài bể tan tành, đã chết trận bên ngoài. Rất nhanh, một người thị vệ ngự không ra, đi thẳng tới hiên viên mặc tà phía ngoài cung điện. Cung chủ, ta là sinh mạng ngọc bài điện thị vệ, mới vừa khám xem kỹ đến trưởng lão Khâu Huyết Hàn sinh mạng ngọc bài bể nát. Rắc rắc, một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra. Hiên viên mặc tà đột nhiên bóp vỡ ngọc trong tay ly, thần sắc âm lãnh, theo vung tay lên, đánh bay tới báo cáo thị vệ. Hắn chậm rãi đi xuống, ngưng mắt nhìn trong phòng quy tắc, không khỏi được than thở một tiếng, ngay sau đó hạ lệnh khai ra mấy cái thị vệ, nói, đi, tìm Vân lão tới đây. Hắn thành tựu Khâu Huyết Hàn sư phụ, học trò như vậy phế vật, đời này giá cả liền nên do hắn chịu đựng. Một con kiến hôi mà thôi. Chẳng lẽ chỉ có phái ra loại cấp bậc này trưởng lão mới có thể kết thúc? Ta không nên khinh thị thằng nhóc này. Thằng nhóc này thoát khỏi thiên đạo ra, hoặc giả là ta thiên đạo cung uy hiếp lớn nhất. Ngắn ngủi mấy chờ thời gian, từ con kiến hôi tu vi, tu luyện đến đủ để đánh chết chảm ách cảnh trình độ. Quá nhanh, chân thực quá nhanh.
Hiên Viên Mặc Tà lầm bầm lầu bầu, thần sắc có chút hoảng sợ, quanh quẩn tại cung điện bên trong. Bổn cung nhớ. Trước đây không lâu, bổn cung phái đi người giết hắn, còn chỉ là thái hư cảnh mà thôi. Một lần kia liền đem hắn đánh được suýt nữa chết đi, nhưng là hiện tại, cách nhau mới bao lâu, hắn đã có thể chém chết Khâu Huyết Hàn. Quá nhanh, thật quá nhanh. Hiên Viên Mặc Tà thậm chí cảm thấy một cổ cực mạnh uy hiếp cảm giác. Thế nào sẽ có loại cảm giác này? Bởi vì cái đó thần bí thanh niên tốc độ tu luyện và chiến lực tăng lên tốc độ, sắp đến chưa từng có ai trình độ. Một điểm này, để cho Hiên Viên Mặc Tà không cách nào tiếp nhận. Đáng hận. Bổn cung chủ bị hạn chế bởi quy luật khả năng. Không cách nào bước ra Thiên Đạo Cung, nếu không bổn cung chủ tất nhiên tự tay đánh chết người này, để tránh hậu hoạn, đem hết thảy uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Hiên Viên Mặc Tà vẻ mặt vô cùng là phức tạp, có lo âu, có tức giận, cũng có sợ hãi tình cảm, tóm lại rất phức tạp, mỗi lần cũng lấy là có thể đánh chết đối phương, nhưng là hết lần này tới lần khác để cho đối phương trốn thoát. Dứt khoát lần này, hắn trực tiếp phái ra đủ để xóa bỏ hết thảy lực lượng. Vân Lão Vân Huyền Phong đi đánh chết hắn, cũng không để ý cái gì mặt mũi không mặt mũi sự việc, nhất định phải tương uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Bình bịch bịch, từng đạo vừa dày vừa nặng tiếng bước chân truyền ra. Một vị thân hình khôi võ ông già chậm rãi đi tới, hắn cao hơn 2 mét thân hình, trọng lượng chỉ sợ cũng có mấy ngàn cân nặng, tựa như vạn quân lực vậy, dù là nhìn cực kỳ trầm trọng mà khôi võ, ông già nhưng thân mặc một bộ đạo bào, sau lưng đeo một cây kiếm gỗ, đặc chế kiếm gỗ kiểu cổ khí. Hắn chính là Vân Lão, Khâu Huyết Hàn sư phụ. Thực lực cực kỳ khủng bố. Khâu Huyết Hàn thực lực, cũng không địch lại người sư phó này một chiêu. Bái kiến cung chủ. Xin hỏi cung chủ cấp cho lão phu nhiệm vụ gì? Vân Lão dừng lại chốc lát, suy tư một lát, hỏi, nghe đệ tử của lão phu Khâu Huyết Hàn chết trận bên ngoài, cung chủ là để cho hắn đuổi theo giết một cái phong môn cảnh người mà thôi. Như vậy cử động, chẳng lẽ cái đó phong môn cảnh sau lưng có khổng lồ thế lực? Nếu không, Khâu Huyết Hàn làm sao có thể chết trận bên ngoài? Cũng không phải là thân phận của người kia ta đến nay không cách nào phát hiện, cực kỳ cổ quái, thiên đạo bàn cũng không nhìn ra cái gì. Sở dĩ làm phiền Vân Lão người bỏ ra động, chính là bởi vì bổn cung chủ phái không ít người đi giết hắn, mỗi lần người giết hắn chí ít cũng cao hơn rất nhiều cảnh giới, dựa theo tình huống bình thường mà nói, tất nhiên có thể nhanh chóng vặn cổ hắn. Hiên Viên Mặc Tà than thở một tiếng. Sau đó, hắn giải thích, nhưng là mỗi một lần đều thất bại. Sau lưng hắn tất nhiên có không cách nào lường được tồn tại. Mặc dù không biết người ở sau lưng hắn là ai, bất quá, bọn họ không có ra mặt qua. Tin tưởng, hoặc là thằng nhóc này lấy được một ít đặc thù lá bài tẩy, hoặc là chính là có người từ lấy là cho hắn rót vào tương ứng lực lượng, liền đủ để bảo vệ hắn. Mà Vân Lão người thực lực ở Thiên Đạo Cung thuộc về bên trong cùng nghiêng bên trên. Khâu Huyết Hàn lại là người đệ tử, nếu không phải người này đối thủ, hơn nữa chết trận tại chỗ, cũng nên do ngươi đi giải quyết. Ta hy vọng ngươi không cần có bất kỳ khinh thị, trực tiếp lau đi người này. Hiên Viên Mặc Tà thần sắc ngưng trọng, nếu không vậy chưa đến nỗi đối phó một cái phong môn cảnh võ giả, phái ra như vậy cường giả cái thế. Vân Lão Cao Diệp Thần hai cái đại cảnh giới, dựa theo những thiên tài khác chiến lực mà nói. Đối mặt cao hơn mình một cái đại cảnh giới kẻ địch đuổi giết, sợ là chốc lát bây giờ liền sẽ bị đánh chết. Có thể người này sẽ không. Cho nên, phái cao hơn hai cái đại cảnh giới Vân Lão ra tay, vặn cổ Diệp Thần. Được. Ta hiểu ý, vừa vặn Lão Phu cũng muốn xem, cái này quái dị tiểu tử, có bản lãnh gì. Vân Lão hướng Hiên Viên Mặc Tà ôm quyền tỏ ý sau đó, bước lui ra cung điện, trực tiếp biến dạng hư không đi đường. Trong tay hắn có Khâu Huyết Hàn bể tan tành sinh mạng ngọc bài, trong đó có bể tan tành thần hồn, hắn thuận tiện lấy này truy tìm Khâu Huyết Hàn chết trận địa phương, tin tưởng thằng nhóc kia hẳn còn chưa từng rời đi, đến lúc đó đuổi theo, cũng không để ý cái gì, trực tiếp thắt cổ chuyện. Huyết sát rừng rậm bên trong. Diệp Thần cũng không rời đi, ngược lại là trở lại hang bên trong. Trước đây hắn lợi dụng viêm bia lực thắt cổ Khâu Huyết Hàn, nhưng hình như là dùng sức quá mạnh duyên cớ. Đưa đến ngọn lửa có chút cắn trả, kinh mạch bộ phận bị phá hủy, cần chữa thương, dứt khoát núp ở hang bên trong,
một khi có người chạy tới, còn có thể để cho ách huyết thiên thú đi ra ngoài ngăn cản một lần. Giữa lúc Diệp Thần ở thời điểm chữa thương, bỗng nhiên lúc này, thiên địa biến sắc, tầng mây bên trong hiện ra đủ mọi màu sắc tường quang. Bát phương điềm lành vây tụ, chân long bay lên không, huyền vũ cởi ra, phượng hoàng trỗi lên, kỳ lân gào thét, một phiến phiến tường hào quang thụy nổi lên. Vốn là tiên cảnh hình dáng, nhưng là cái này cùng tường hòa tình cảnh dưới, nhưng là tràn ra ra một cổ cực hạn sát khí, ẩn núp đến trong hư không sát khí, tầm thường hung thú đều không cách nào phát hiện quái dị lực lượng. Hống hống hống, hống hống hống, từng trận gào thét tiếng truyền ra. Muôn vàn hung thú từ riêng mình trong sào huyệt đi ra, đắm chìm trong tường quang dưới, lộ vẻ được phá lệ thư ý. Ngược lại hang bên trong Diệp Thần cảm giác được có cái gì không đúng, hắn quay lại nhìn về phía ách huyết thiên thú, phát hiện ách huyết thiên thú cũng không có giống như là bên ngoài hung thú như vậy khát vọng tắm tường quang, ngược lại là cảm ứng được cái gì vô cùng là đồ sợ hãi tựa như, có rúc trên mặt đất, không dám nhúc nhích, thậm chí đem hơi thở cũng bình. Ách huyết thiên thú một màn này, có chút giống là ở giả chết à. Không đúng. Cường đại hung thú, sợ hãi những thứ này tường quang. Ngược lại là cái khác hung thú, đối mặt những thứ này tường quang, vô cùng là vui mừng. Tường quang có vấn đề. Diệp Thần thần sắc nghi hoặc, hơi đi tới cửa động, nhìn chăm chú bên ngoài tình huống, ánh mắt có chút mê ly, chợt thấy được không trung xuất hiện từng cái không gian lối đi, xem là một đám người biến dạng hư không tới vậy. Hô hô, hô, tường quang đi đôi với gió nhỏ cuộn sạch mở. Rất nhiều hung thú cũng đắm chìm trong tường quang bên trong, thậm chí không có cuồng bạo thần sắc, từng cái nằm trên đất, giống như là phơi ánh nắng tắm. Đột nhiên, một cái không gian trong lối đi, Vân Lão chậm rãi bước ra, ngay sau đó chung quanh hơn trăm cái không gian lối đi đồng thời đóng. Thật là lớn phô trương. Biến dạng hư không tới. Người bình thường đều là biến dạng một cái hư không lối đi, hắn xé trăm cái hư không lối đi. Diệp Thần nhìn người trước mắt này, nhìn chăm chú chặt vừa thấy nhưng phát hiện người này ăn mặc thiên đạo cung áo khoác, không khỏi được than thở một tiếng, hẳn sớm một chút rời, không nghĩ tới thiên đạo cung cường giả, lại có thể lại tới. Như thế nhanh chóng. Nhưng mà hồi thứ nhất à. Vân Lão biến dạng hư không, đáp xuống huyết sát rừng rậm bên trong. Ánh mắt quét nhìn bị mình quang pháp tác mê hoặc hàng triệu vạn hung thú, tự nhủ cũng không để ý ngươi ở không ở nơi này. Tiếng nói rơi xuống. Hắn nâng tay trái lên, một hồi huyền bí đạo quang bay vút ra. Tất cả bị trộm quang chiếu xạ qua hung thú, nhất là tắm, tường quang, hung thú, từng cái thân xác vỡ ra, đầy đất thịt vụn tràn ngập đậm đà mùi máu tanh. Bình bịch bịch, bình bịch bịch, tiếng nổ không ngừng. Vô luận là phong môn cảnh hung thú, vẫn là thái hư cảnh, cho dù là chạm ách cảnh hung thú, đều là không có lực phản kháng chút nào thân xác nổ tung. Vân Lão trực tiếp diệt trừ huyết sát rừng rậm chín thành trở lên hung thú, thần niệm đảo qua toàn bộ rừng rậm, không có phát hiện Diệp Thần tung tích, nhưng là đột nhiên phát hiện ách huyết thiên thú tung tích, quay lại vừa thấy, vậy đôi thâm thúy trong mắt, trực tiếp xem thấu không gian, nhìn thấy ẩn núp dưới đất Diệp Thần. Khá lắm! Lại có thể trốn ở chỗ này. Tu luyện thời không quy luật đi, hoặc là huyết mạch có vấn đề, nếu không là không ngăn được lão phu quang minh phép tắc. Vân Lão không dự định nhiều lời, trực tiếp hướng Diệp Thần lướt đi. Hắn tu luyện là quang minh quy luật ở giữa đổi loại quy luật, thời điểm xuất thủ chính là tường quang muôn vàn, có mê hoặc năng lực, nhưng là mạnh mẽ tồn tại, hoặc là huyết mạch vô cùng cường đại sinh linh có thể phát hiện xảy ra vấn đề tới. Đây cũng là Diệp Thần không có thời gian đầu tiên bị xóa bỏ nguyên nhân. Đáng chết! Lão già kia! Thanh Liên yêu hỏa! Diệp Thần cũng biết bị phát hiện, trực tiếp bùng nổ toàn lực. Hắn huy động Thanh Liên diệt thiên kiếm, thân kiếm quanh quẩn Thanh Liên yêu hỏa, một kiếm đâm ra, vô số sát diễm kiếm khí lao nhanh ra, dọc đường biến dạng ra từng đạo không gian màu đen dấu vết, có cực mạnh hủy diệt uy năng. Viêm bia lực lượng lập tức phải tiêu tán. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, một đoàn kinh khủng ngút trời ma khí từ trên bầu trời phun trào tới. Tốc độ cực hạn, để cho màu máu thương khung ngay tức thì bị hắc ám bao phủ. Ma khí đi qua chi địa, chung quanh hư không đều bị vô tình biến dạng. Trong ma khí, trong phảng phất có một đạo phách tuyệt thiên hạ to lớn bóng người.
Bóng người hai tay chắp sau lưng, trong mắt lạnh như băng lại mang sát ý. Giống như cửu u vực sâu vô tận lửa giận. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, người này chính là Ma Đế. Bước vào thần quốc Ma Đế. Ma tộc tuy phân biệt, thần quốc chung gặp nhau. Mà giờ khắc này Ma Đế mang vô tận sát ý, đã cảm giác được huyết sát trong rừng rậm Diệp Thần nguy cơ. Hắn không cho phép Diệp Thần bị thương. Hắn không cho phép bất kỳ tồn tại động hắn Ma Đế đồng ý người. Hắn là ma, máu nhiễm bầu trời ma. Hắn là ma, đọc lên đốt thương, niệm hết sức đốt khung. Hắn là ma, ma chỉ thiên đạo cung vô tận ác mộng. Thanh Liên yêu hỏa, huyền bia lực, mở. Diệp Thần thấy Vân Lão xuất hiện, chính là cảm giác được cực mạnh uy hiếp. Thậm chí có thể, cực nhanh biến mất huyền bia ngọn lửa lực đều không cách nào chống lại. Trong luân hồi mộ địa các vị đại năng ở loại chuyện này ra tay cũng không khả năng. Đối phương quá mạnh mẽ. Dưới mắt chỉ có thể dựa vào mình. Thiên đạo cung hiển nhiên là chọc tới, lại phái cao thủ như thế đối phó mình. Thật là mạnh ngọn lửa ý, thậm chí mang một chút bổn nguyên hơi thở, khó trách Khâu Huyết Hàn lại có thể chết ở trong tay của ngươi. Vân Lão vẫy tay chôn vùi đánh tới sát diễm kiếm khí, rồi sau đó thân hình hơi đi về trước. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện, chỉ gian đổi thành linh quang, trong phút chốc đi tới Diệp Thần trước người, chỉ điểm một chút ở Diệp Thần trên ngực. Phịch, một đạo nặng nề tiếng vang truyền ra. Giống như một ngọn núi đụng Diệp Thần trên mình vậy, thân thể trực tiếp rơi xuống vào hang quật mấy ngàn mét. Hang, nơi này lại có một đầu ếch huyết thiên thú. Vân Lão hơi thở chấn động một cái, nhưng gặp hang phần đáy có thật dày đất tầng. Trọng đại mấy chục triệu tấn đất tầng trực tiếp bị tung bay ra ngoài, hang dạng nguyên thủy hiện ra ở trên đất bằng, hắn vậy nhìn thấy hang chỗ sâu Diệp Thần, chỉ một cái bị thương nặng Diệp Thần, nhưng lại cũng không giết chết. Nhân tài như vậy, đáng tiếc. Hắn không nhiều cảm khái, thân hình nhanh chóng phun trào, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở hang đường hầm bên trong, sắp tới trình độ cao nhất, trên dưới 100 đạo tàn ảnh xuất hiện, cực kỳ kinh khủng, tay chỉ tu luyện chỉ pháp, tên là Linh Hy Thần Chỉ. Vô cùng là hung hãn, chỉ một cái liền suýt nữa đánh chết Diệp Thần. Mà nay, lại tới chỉ một cái, liền có thể đánh chết Diệp Thần. Xa xa, Diệp Thần nằm trên đất khó mà nhúc nhích, cảm giác kinh mạch toàn thân nổ tung xương vỡ vụn vậy, nhớ tới thoát thân đều không cách nào, đối mặt chạm ách cảnh bên trong hậu kỳ mạnh mẽ tồn tại, hắn căn bản liên chiêu chiết lực cũng không có, trước đây luyện hóa thanh liên yêu hỏa, có thể sống miễn cưỡng đốt chết Khâu Huyết Hàn. Đang đối mặt Vân Lão thời điểm, nhưng là căn bản không tạo tác dụng. Mắt thấy, Diệp Thần sắp chết tại Vân Lão Linh Hy Thần chỉ dưới lúc đó. Một đạo máu đỏ bóng người xuất hiện, bất ngờ chính là trứng khổng lồ tiểu hoàng, hắn khổng lồ vết nứt bên trong, đột nhiên xông ra một đạo sinh mạng lửa cháy mạnh, cơ hồ bọc lại Vân Lão. Bình bịch bịch, đạo đạo tiếng nổ tiếng truyền ra. Sinh mạng lửa cháy mạnh bị đánh tan. Vân Lão tự thân giết tới tiểu hoàng trước người, ngón trỏ phải trực tiếp đánh trúng tiểu hoàng. Tiếng nổ truyền ra. Trứng khổng lồ tiểu hoàng toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, dù là vỏ trứng cuồng bạo nhưng cũng căn bản không ngăn được cái này chỉ một cái, chỉ có thể coi như là Diệp Thần chặn lại phải giết một chiêu mà thôi. Nhưng mà, cổ quái chuyện xảy ra. Chịu đựng như vậy chí cường nhất kích, canh kim đều có thể bị tổn thương mấy phần. Nhưng mà vậy phân bố văn lộ trứng khổng lồ lại không có một chút làm tổn hại. Quỷ dị đến trình độ cao nhất. Vân Lão chỉ có thể đánh lui, lại không thể hủy diệt. Trứng khổng lồ này là thứ gì? Vân Lão dừng bước lại, ngưng mắt nhìn bị mình đánh ra 100 mét ra ngoài tiểu hoàng, chân mày hơi nhíu lại, ngay sau đó lại lần nữa vận lên trong cơ thể linh lực, tụ hợp Linh Hy Thần Chỉ, hướng Diệp Thần lướt đi. Chí cường chỉ một cái. Chỉ cần đánh chúng, Diệp Thần hẳn phải chết. Nhưng mà một khắc sau, chuyện quỷ dị tình lần nữa phát sinh. Vậy trứng khổng lồ rốt cuộc lại xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Cần phải ngăn cản Vân Lão nhất kích. Mà giờ khắc này Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, tiểu hoàng, hồi luân hồi mộ địa. Ngươi hiện tại còn chưa lột vỏ, không thể thất bại trong gang tấc. Một kích này, ta kích hoạt huyết mạch, mới có thể chịu đựng. Một giây kế tiếp. Không cùng tiểu hoàng phản ứng, liền bị Diệp Thần cưỡng ép đưa về luân hồi mộ địa. Diệp Thần nhìn cái này chí cường một trường, đầu óc thoáng qua vô số loại ứng đối phương thức.
Sương mù hóa thần thông. Thiên binh bảo. Hồn kỹ. Cũng không được. Như vậy chênh lệch cường giả, căn bản không phải những thủ đoạn này có thể giải quyết. Xích Trần thần mạch, cho ta mở ra. Lăng Phong thần mạch, cho ta hút. Hai cái huyết mạch mở ra. Nhưng là Diệp Thần ánh mắt nhưng vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì dù là hắn vận dụng cái này hai đạo lực lượng, cũng không tự tin có thể chống được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Hy thần chỉ tấn công tới. Ngay tại muốn chạm được hắn nháy mắt, một đạo thiên lôi tiếng vang khắp mặt đất. Một cổ ma quang từ trong tầng mây đầu bắn rơi xuống, bọc lại Diệp Thần, giống như bảo vệ che chở vậy, chống cự ở Vân Lão chỉ một cái, ngược lại đem Vân Lão đánh bay mấy trăm mét. Ta giả thiên ma đế người, ai dám động? Một đạo xuyên qua cửu thiên thanh âm vang lên. Đây là thuộc về ma đế thanh âm. Đây là thuộc về ác ma mắt thanh âm. Đây là ma đế từ thượng cổ chết, đến hiện tại, lần đầu tiên kêu lên mình danh hiệu. Giả thiên ma đế. Hắn cần phải che kín đây đối với mọi người bất công thiên. Hắn muốn là trời, bao phủ bóng tối cao nhất trời. Diệp Thần thần giác buộc vòng quanh nụ cười tới. Ngưng mắt nhìn bầu trời bên trong, màu máu ma khí cuồn cuộn giống như sóng lớn liên miên không ngừng vậy, trước đây vẫn là bát phương điềm lành bầu trời sừng sững biến mất, thật long huyền võ vân. Vân dị tượng vậy trực tiếp vỡ nhỏ ra. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, phong phú huyết sắc ma vân hội tụ, thất luyện bắn ra bốn phía ma điện lóe lên không ngừng. Ma khí nồng nặc lăn lộn liền liền, bầu trời tựa hồ giống như biển khơi vậy, ma khí tạo thành mây mù sôi trào. Mặt đất lại là quanh quẩn vô cùng vô tận màu máu ma quang, không có một nơi không bị ma khí bao phủ, bầu trời tối xuống, điện thiểm lôi minh, cuồng phong bạo vũ đột ngột. Dần dần, những thứ này ma khí dần dần ngưng kết ra một đạo thân hình mở. Một đạo bá đạo vô song, ngạo nghễ thế giới thân hình, sừng sững ở bầu trời bên trong, bất ngờ chính là ma đế. Ma đế chạy tới, ngự không mà rơi. Sau lưng hiện ra dù sao cũng gạo mây máu, chính là mỗi bước ra một bước, thì có nghìn mét chu vi hóa thành thuần túy ma thổ, ngàn năm vạn năm không có một ngọn cỏ, chính là ma bên trong chí tôn. Diệp Thần, người bị thương. Ma đế đi tới hang chung quanh, ngưng mắt nhìn trên mặt đất nằm bị thương thật nặng Diệp Thần, thần sắc tức giận, nhưng là cũng không có thời gian đầu tiên đánh chết Vân Lão, ngược lại là đem Diệp Thần nhắc tới, tay trái hơi nâng lên Diệp Thần. Lòng bàn tay tràn ra ma quang, đang chữa Diệp Thần thương thế. Mà giờ khắc này Vân Lão đột nhiên thức tỉnh. Hắn không để ý thương thế trên người, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cái đó phách tuyệt thiên hạ người đàn ông. Ma đế, thượng cổ vô số thiên đạo cung người ác mộng. Hắn thậm chí loáng thoáng nhớ, ngày đó, thiên đạo cung suýt nữa bởi vì người đàn ông này lâm vào là luyện ngục. Ma đế. Làm sao có thể? Vân Lão con người tựa như đều phải nổ tung, cực độ kinh hãi ý tràn ngập gương mặt. Hắn thấy ma đế đến, cả người run rẩy, mình nhưng mà ở thời đại thượng cổ, thấy qua đối phương à. Thời đại thượng cổ. Hồi đó, mình còn chỉ là một thanh niên tu sĩ mà thôi. Liền đã từng xem gặp một lần gia tông phái liên thủ cần phải vặn cổ ma đế chiến dịch, một lần kia chiến dịch, trăm vị chảm ách cảnh tồn tại. Hơn ngàn thái hư cảnh võ giả và mấy trăm ngàn phong môn cảnh võ giả tụ hợp, muốn tiêu diệt ma đế. Ban đầu, mình chính là mấy trăm ngàn phong môn cảnh võ giả một thành viên. Mình chính mắt thấy được, ma đế giơ tay chém xuống giống như cắt cỏ vậy, tàn sát những cái kia được gọi là thần linh chảm ách cảnh đại năng, giống như cắt cỏ vậy thu cắt chảm ách cảnh đại năng tánh mạng, thái hư cảnh võ giả càng ở một tiếng hừ lạnh tiếng truyền ra sau đó, liền tại chỗ nổ tung mấy trăm người. Phong môn cảnh võ giả. May là không có đến gần, cho nên rất nhiều không có bị đánh chết, hắn vậy may mắn còn sống sót. Hắn chính mắt thấy được qua, ma đế tàn sát chư cường, cần phải đưa vào thiên địa tan vỡ, máu vũ phân bay, toàn bộ thần quốc cũng giống như ngày tận thế tới giống vậy khủng bố, bầu trời vỡ nhỏ, mặt đất nứt ra, còn có vô tận máu vũ tự nhiên xuống, một màn kia, hắn đến nay khó quên. Ma đế. Cuối cùng chết tại thân tín quân ma trần và mấy vị cao cấp đại năng tay. Nhưng không nghĩ đến, đã từng tàn sát thần quốc cường giả cái thế ma đế, lại có thể sống lại. Vào giờ phút này, Vân Lão xoay người liền muốn biến dạng hư không thoát đi, nhưng phát hiện hư không đã sớm bị phong tỏa ở,
muốn ngự không rời đi, nhưng phát hiện nhúc nhích không được. Hèn mọn xúc sinh, còn muốn chạy à? Ma đế hừ lạnh một tiếng, tay phải tùy tiện vung lên. Bầu trời bên trong vô số màu máu mây sấm phun trào, ngay sau đó vỗ xuống trăm ngàn tia máu sắc sấm sét, mỗi một đạo sấm sét đều có vạn trượng lớn nhỏ, trực tiếp đánh trúng Vân lão. Ngay sau đó một đạo tiếng nổ truyền ra, chạm ách cảnh Vân lão tại chỗ thân xác nổ tung, thần hồn tiêu diệt, không còn tồn tại. Một chiêu trong nháy mắt giết. Đây cũng là ma đế oai sao? Diệp Thần hoàn toàn bối rối. Hắn biết ma đế rất mạnh, nhưng không biết như thế mạnh. Chẳng lẽ bây giờ ma đế đã khôi phục đỉnh phong? Vân lão chết đi. Diệp Thần cơ hồ đã khôi phục thương thế, thấy ma đế, mừng rỡ khôn kể xiết, nói, ma đế, ngươi chẳng lẽ đã khôi phục đỉnh cấp thực lực? Vậy ma tộc đánh một trận sau đó, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Tại sao hiện tại đột nhiên cho ta tin tức? Còn nữa, lần này ngươi tìm ta, nhưng là phải và ta cùng nhau bước lên Thiên Đạo Cung. Diệp Thần rất nhiều vấn đề một vừa ném ra. Hắn trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Chỉ có ma đế có thể giải thích cho hắn. Ma đế lắc đầu một cái, đoạn thời gian này, ta liền ở ma linh tử cho ta chuẩn bị trong tế đàn tu luyện. Đáng tiếc, ta còn chưa bước vào đỉnh cấp. Ma linh tử cho ta tế đàn lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng là xa xa không đủ. Duy nhất tin tức tốt phải, ma linh tử còn sống, ta có thể cảm giác được hắn ở linh võ đại lục cho ta thả ra yếu ớt liên lạc. Còn như Thiên Đạo Cung, ta bây giờ thực lực đỉnh trước không cách nào chống lại. Ma đế tâm trạng có chút phức tạp, khẽ thở dài một tiếng, nói cho nên, ta không cách nào tùy ngươi cùng chung bước lên Thiên Đạo Cung, diệt trừ cái thế lực này. Hắn dừng lại chút, rồi mới lên tiếng, ta sở dĩ để cho ngươi tới, là cần ngươi theo ta đi một chỗ, chỗ đó, ta không vào được, duy chỉ có ngươi có thể. Địa phương nào? Diệp Thần thần sắc bình tĩnh xuống, hỏi, ma đế, ngươi địa phương muốn đi, ngươi cũng không vào được, huống chi là ta mới là phong môn cảnh à, ngài cũng có thể chém chết chảm ách cảnh bên trong hậu kỳ à. Ma đế khẽ mỉm cười, khoát tay một cái, nói, chỗ đó tương đối kỳ lạ. Không cái đó tộc người thì không cách nào tiến vào, cho dù là ta cũng không ngoại lệ. Hắn giải thích, chỗ đó, nhưng thật ra là một tòa cổ mộ, một tòa vô cùng là đặc thù cổ mộ, là thần quốc thời đại viễn cổ một vị trong đó cường giả ngôi mộ. Chôn một vị Diệp gia cường giả. Ngươi phải biết à, năm xưa, thần quốc Diệp gia, ở thời đại viễn cổ, nhưng mà một người vô cùng là cường đại gia tộc, vô cùng cường thế. Thế lực so hiện nay thần quốc Thiên Đạo Cung còn mạnh hơn được nhiều, mà Diệp gia vậy hết sức bá đạo, bọn họ cổ mộ bên trong, hung hiểm vạn phần, dù là bổn tộc người tiến vào đều có thể chết. Nhưng là bổn tộc người là tiến vào duy nhất cơ hội. Mà ngươi, trên người huyết mạch chính là thần quốc Diệp gia. Thời đại viễn cổ, có thể không giống với ma đế uy danh hiển hách thời đại thượng cổ. Thời đại viễn cổ, thần quốc Diệp gia. Chỉ riêng cái này bốn chữ, liền đủ để chấn động chín tầng trời, vô luận hết thảy thần ma yêu tà, thấy Diệp gia người, cũng được quỳ xuống, cho dù là chạm ách cảnh chín tầng trời đại năng cũng là như vậy. Ta bây giờ cách thời kỳ toàn thịnh còn có rất nhiều khoảng cách. Trên thực tế, ta khôi phục không thiếu chiến lực, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, liền cần vậy một tòa Diệp gia ngôi mộ ở giữa một đạo bảo vật, tên là Viễn Cổ Thiên Ma Châu. Coi như là vị kia Diệp gia tiền bối vật chôn theo một trong. Ta lấy tới liền có cơ hội khôi phục thực lực. Thậm chí có thể vượt qua đỉnh cấp. Đến lúc đó, ta liền có thể tùy ngươi giết tới Thiên Đạo Cung. Ma đế tự mình nói cần Diệp thần hỗ trợ. Thần quốc Diệp gia, dù là không tồn tại. Nhưng là bảo tồn được ngôi mộ trung lực tính, vậy đủ để đem ma đế ngăn cách bên ngoài, là thần quốc người bất kỳ đều không thể động, dĩ nhiên. Thuần tránh người Diệp gia ngoại trừ, Diệp thần trên người có phản tổ huyết mạch, liên quan viễn cổ Diệp gia. Diệp thần là duy nhất có thể là hắn tìm được viễn cổ thiên ma châu người. Cho nên ma đế mới sẽ đến tìm hắn. Đã như vậy, cửa này ư ta Diệp gia ngôi mộ. Viễn cổ thiên ma châu thành tựu vật chôn theo, một mực chôn ở trong mộ, trừ làm đồ trang sức bên ngoài, cũng không có cái khác tác dụng. Vừa vặn, ta cũng tò mò mình thân phận. Đây có lẽ là ta lần đầu tiên và viễn cổ người của Diệp gia tiếp xúc nhau. Vĩnh lão rất sớm trước kia cũng đã nói Diệp gia mạnh mẽ, lần này, ta đây muốn cảm thụ mấy phần.
Sau đó, ánh mắt chính là rơi vào ma đế trên mình, nói, phải, ma đế, ta lấy cho ngươi viễn cổ thiên ma châu. Đa tạ. Chúng ta lập tức lên đường. Bất quá, tốt nhất ta có thể cùng ngươi cùng nhau tiến vào. Ngươi phong môn cảnh tiến vào trong đó, ta sợ có chút nguy hiểm. Ngươi như bởi vì chuyện ta, bỏ mạng ở mộ huynh bên trong, đó chính là ta cả đời áy náy. Diệp thần khẽ mỉm cười, đến lúc đó xem tình thế mà làm. Ma đế liền vẫy tay biến dạng hư không, mang Diệp thần thông qua không gian gian đường hầm, bước ngang qua ngàn vạn dặm không gian, đi thẳng tới một nơi đường cùng bên trong. Hô hô hô, nha nha nha, từng trận quả đen và động vật tiếng kêu truyền ra. Lộ vẻ được phá lệ chói tai, nhát gan người nếu như nghe được, sợ rằng được hù được quỳ xuống đất. Diệp thần bước ra không gian đường hầm vừa thấy, tự mình tới đến một nơi đất thần bí, địa phương này tựa hồ vĩnh viễn không có ban ngày tựa như, mờ tối trong hoàn cảnh hiện đầy khô héo cây mây chung quanh cư trụ từng cái màu máu quả đen, nhưng là mỗi chỉ quả đen đều có cực kỳ khí tức cường đại, ngược lại có chút giống như là thủ mộ bầy thú vậy. Hắn đi về trước nhìn chăm chú chặt vừa thấy, một tòa vô cùng là huy hoàng ngôi mộ hiển hóa ra, thậm chí không thể nói là ngôi mộ. Ngược lại là một tòa cung điện, một tòa gắn đầy khô héo cây mây và trận pháp ngôi mộ, khắp nơi cũng tràn ra ra khí tức hủy diệt. Đột nhiên, một cái ông già nổi lên, thần sắc lãnh đạm, tựa hồ là người thủ mộ. Hắn nhìn Diệp thần, lại xem sau lưng ma đế, sửng dưng lời nói một câu, người mất đã qua đời, không nên quấy rầy, hai vị hay là trở về đi thôi. Diệp thần nhìn chăm chăm vừa thấy, trước mắt ông già nhìn như vô cùng là phổ thông. Thân mặc một bộ áo bào xám, tay cầm một cái cây nạng, mặt đầy nếp nhăn, nhìn giống như là 8-90 tuổi phổ thông cụ già, từ từ muốn chết cảm giác, hơn nữa quanh thân không có chút nào hơi thở chập chờn, nhìn vô cùng đơn giản. Không đáng giá một sợ hãi. Nhưng trong thực tế, trong đầu hắn nhưng truyền đến thương cổ y thần thanh âm. Trước mắt ông già, lại là một vị trảm ách cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp mạnh mẽ tồn tại. Hơn nữa thực lực chỉ sẽ cao hơn. Thậm chí vượt qua hỗn độn. Đối phương tất nhiên là cái này một tòa ngôi mộ người thủ mộ. Trảm ách cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp võ giả khác thành tựu người thủ mộ, thời kỳ viễn cổ Diệp gia thật đúng là bá đạo à, như vậy đỉnh cấp cường giả, lại có thể chỉ là người thủ mộ. Diệp thần có chút chố mắt nghẹn họng. Khó trách, ma đế cũng không vào được. Này cùng tồn tại, đã vô cùng là cường đại, nhưng cam tâm thủ mộ, cái mộ này táng đúng là bất phàm à. Lão nhân gia, ta là Diệp gia hậu bối. Thành tựu hậu bối, này tới nơi này ý kiến, tới một cái, là lễ truy điệu đời trước, tới, ngôi mộ bên trong có một vật đối với ta cực kỳ trọng yếu, không bằng để cho ta lấy ra, người dùng đúng việc. Chấn động hưng Diệp gia. Diệp thần không dự định giấu giếm. Hắn cũng biết, giấu giếm cường giả như vậy, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Hơn nữa Diệp thần không chút nào xấu hổ cảm giác. Trước mắt ngôi mộ là mình Diệp gia tiền bối không tệ. Nhưng là, quỷ biết là cách nhiều ít đời tiền bối à. Có phải hay không trực hệ huyết thân cũng không biết đây. Vạn nhất là nghiêng hệ người Diệp gia đâu. Kia sợ sẽ là trực hệ huyết thân, dựa theo ma đế giải thích thời kỳ viễn cổ mà nói, vị này Diệp gia tiền bối, ít nhất là mình tổ tiên. Người thủ mộ nghe được Diệp thần lời nói, không có chút ba động nào, hơi nhắm mắt lại, than thở một tiếng. Nói, ngươi có thể được, sau lưng ngươi người không thể vào. Thành tựu Diệp gia hậu bối, Diệp gia cố nhiên không tích chữ, nhưng là nên có gia quy, vẫn là phải hơn có. Ngươi đi vào, vô luận là tham bái tiên nhân, vẫn là lấy tiên nhân vật phẩm tới dùng, một thân một mình là được, người phía sau vị này ma đạo võ giả, liền không cần tiến vào. Còn nữa, ngươi như bỏ mạng ở mộ bên trong, cùng ta không liên quan, hết thảy đều là mạng ngươi đếm. Thành tựu người thủ mộ, hắn không biết đợi bao nhiêu thời gian. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp thần trên mình cực kỳ yếu ớt huyết mạch hơi thở. Huyết mạch mặc dù yếu ớt, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản. Hắn thấy được trước mắt Diệp thần như vậy lời nói, vậy nhiều thiếu có thể tiếp nhận, nhưng là không thể tiếp nhận ma đế đi vào theo. Ma đế nhưng là sững sốt một chút, từ ông lão trong miệng cũng biết bên trong hung hiểm. Hắn tuyệt không thể để cho Diệp thần vì mình bí quá hóa liều. Chỉ có thể bước ra một bước, chắp tay nói. Cái này vị tiền bối, quấy rầy một chút.
Ta nghe Diệp gia nghĩa địa bên trong có rất nhiều trận pháp, sát trận, ta nếu không phải đi vào theo, bạn ta nếu là gặp gỡ nguy cơ, nên như thế nào? Quy củ là chết, người là sống. Người này là Diệp gia duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể chết. Xin tiền bối châm trước một chút. Ta sẽ không động bên trong một vật, chỉ cầu bảo vệ Diệp thần. Hết thảy các thứ này, tiền bối hẳn cũng có thể cảm giác. Ma đế kéo Diệp thần liền chuẩn bị đi vào bên trong. Người thủ mộ nhưng là hai tay hơi đẩy một cái, một cổ vô hình quy luật lực, tựa hồ câu thông cái thế giới này vậy, nhưng gặp ma đế và Diệp thần bước ra một bước, không chỉ không có xuất hiện ở mộ bên trong, ngược lại xuất hiện ở ngược lại vị trí, khoảng cách ngôi mộ xa hơn. Đáng chết! Thật là mạnh quy luật lực! Cái này thủ đoạn thần thông, đã chạm đến hỗn độn. Ma đế đều có chút không ngăn được. Nắm Diệp thần vậy bất kể như thế nào, lại lần nữa đi về trước đạp một bước, kết quả như mới vừa rồi vậy, không chỉ không có đi về trước, ngược lại hơn nữa trong tương lai, làm được hắn đều có chút không biết làm sao, ra tay đi, không thích hợp. Không ra tay đi. Hai người định trước không cách nào bước vào. Thôi. Diệp thần, chúng ta tới Diệp gia tiên nhân ngôi mộ bên trong, vốn là thỉnh cầu. Người ta không thích hợp động thủ. Ngươi nếm thử một chút bùng nổ huyết mạch lực. Nói không chừng mới có thể có chuyển cơ. Ma đế không dự định động thủ, người vẫn là ân oán rõ ràng, trực tiếp để cho Diệp thần lấy huyết mạch giải quyết. Hắn tin tưởng, nếu như ông già cảm nhận được Diệp thần huyết mạch, tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Oanh oanh! Từng trận hơi thở khơi thông mở. Một cổ xuất xứ từ tại luân hồi lực lượng ở vô hình trung tản ra. Diệp thần ấn đường hiện ra ác ma mắt. Quanh thân trôi lơ lửng ra ba khối huyền bia hư ảnh, vậy cổ dũng động hơi thở giống như là biển máu ở lao nhanh vậy, đậm đà mùi máu tanh phiêu tán ra, sau lưng mơ hồ sinh ra đạo đạo cổ quái huyết quang. Hống hống hống, hống hống hống, dần dần, Diệp thần sau lưng hiện ra từng đạo bóng người tới, có thao thiết hí, ứng long bay lên không, đào một gầm thét, sư tử lao nhanh vân. Vân cổ chi hung thú hư ảnh hiển hóa ra. Ngược lại là cùng Vân Lão Tường Quang Thụy Thải biến thành tứ đại thánh thú có giống nhau hiệu quả, bất quá Diệp thần sau lưng hiển hóa đi ra ngoài bốn đại hung thú. Thao thiết, đào một, sư tử, ứng long. Thượng cổ bốn đại hung thú, mỗi một cái đều là khai thiên tích địa giống vậy tồn tại. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, theo sát phía sau. Ngôi mộ kịch liệt phun trào, tựa hồ có một cổ đặc biệt khí cơ đang đáp lại vậy. Cổ mộ bên trong một đạo thần quang phóng lên cao, đưa tới muôn vàn mây đen, thất luyện bắn ra bốn phía sấm sét cùng bốn lớn hung thú hư ảnh diêu tương chiếu rọi, lộ vẻ được phá lệ thỏa thiếp, tựa hồ nguyên bổn chính là một nhà tựa như. Luân hồi huyết mạch kích thích. Ngôi mộ chấn động. Bung ra thần quang cùng bốn đại hung thú hư ảnh chiếu rọi. Phốc thông. Một đạo nặng tiếng rên truyền ra. Người thủ mộ khiếp sợ, trực tiếp quỳ xuống. Nguyên bản đục ngầu trong hai con ngươi, vậy tràn đầy tôn kính thần sắc, hắn hai tay ôm quyền, hướng Diệp thần tỏ ý, nói, điện hạ, gặp qua điện hạ, trước đây không biết là điện hạ giá lâm, mời điện hạ thứ tội. Điện hạ, Diệp gia chủ hệ mạnh nhất huyết mạch luân hồi huyết mạch. Muôn vàn thế giới, chỉ có một người. Đây là Diệp gia điện hạ à, ông già biết Diệp thần là Diệp gia người, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là thân trong lòng luân hồi huyết mạch vị kia à. Hắn thân thể đang run rẩy, hắn con ngươi lệ nóng doanh tròng. Xin đứng lên đi. Lão nhân gia cực khổ, là ta vị tộc nhân này thủ mộ nhiều năm, Diệp thần cảm tạ. Diệp thần hướng người thủ mộ hơi ôm quyền tỏ ý, dù sao đối phương không công lao cũng có khổ lao, vậy không khó cho mình, nói cảm ơn cũng không thiếu miếng thịt. Diệp thần hồi xem ma đế, khẽ gật đầu, hai người lại phải đi về phía trước, tiến vào ngôi mộ. Người thủ mộ nhưng là không tái phát công, ngược lại là quỳ xuống Diệp thần trước người, thành khẩn nói, điện hạ, ngài là Diệp gia điện hạ, lão nô không dám ngăn trở ngài, nhưng là Diệp gia quy củ, bổn tộc ngôi mộ chỉ cho phép bổn tộc người vào, vị này ma đạo võ giả, vô luận như thế nào cũng là không thể vào. Mời điện hạ thứ tội. Nếu như vị này ma đạo võ giả, cưỡng ép muốn xông vào đi vào, lão nô chính là chết vậy sẽ không cho phép. Thấy một màn này, ma đế hoàn toàn bế tắc, không nghĩ tới cái này người thủ mộ như vậy coi trọng quy củ. Diệp thần thấy vậy liền nói, ma đế, đã như vậy, ngươi lưu lại đi,
chính ta đi vào là được, ta Diệp ra ngôi mộ, chẳng lẽ còn sẽ giết ta không được. Hắn thuyết phục ma đế lưu lại, tỏ ý người thủ mộ sau khi dậy, bên trái tay cầm Chu Thiên Thần Ma Thương, tay phải xiết Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, một mình vào nhập cổ mộ bên trong. Đập vào mắt vừa thấy, toàn bộ cổ mộ giống như một tòa cung điện dưới đất vậy. Nói là cổ mộ, thực thì hoàn toàn chính là một cái ngôi mộ, dọc đường đi ngang qua hai ba cái to lớn cung điện, trong điện đường nhìn thấy trên dưới 100 cổ quan tài, bất quá đều là theo táng người vân, vẫn không có tiến vào ngôi mộ chính. Cố nhiên là theo táng người, mộ bia bên trong vậy lưu chuyển cực mạnh hơi thở. Cái này chẳng lẽ chính là Diệp gia thực lực? Bên ngoài ông già như thực lực này, tại sao chỉ thủ mộ mà không phải là Diệp gia trả thù? Chẳng lẽ tiêu diệt Diệp gia tồn tại, càng cường đại hơn? Thiên đạo cung vẫn là khác. Diệp thần nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Chít chít chít. Tư. Một đạo cửa gỗ bị đẩy ra. Diệp thần tiến vào một cái ngàn m2 lớn nhỏ cung điện, trước mắt lộ ra một bộ trăm quan huyền không cảnh tượng, nhưng gặp mỗi một cổ quan tài lên đều có một tòa trận pháp. Trăm tòa trận pháp vòng vòng tương khấu, trực tiếp ngăn trở đường đi. Hô 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 hô. Hô hô hô. Ngôi mộ bên trong, tràn ngập một cổ gió nhỏ, chắc hẳn bên cạnh chắc có lỗ thông hơi, nhưng gió nhỏ nhưng là màu máu đỏ. Hơn trăm tòa đại trận, một tòa đại trận bảo vệ một cổ quan tài, mỗi một tòa màu máu đại trận cũng giống như là sụp đổ chén như nhau, vô cùng là thần bí, trận pháp bên trên hiện đầy răng khắp nơi màu đỏ sợi tơ. Từng cổ một khí tức hủy diệt tràn ngập ra. Mỗi một tòa đại trận đều có đánh chết thái hư cảnh thậm chí chảm ách cảnh nguy năng. Trăm tòa đại trận tầng tầng tương khấu, cơ hồ giống như là một tòa dáng vóc to sát trận, động một phát mà dắt toàn thân. Diệp thần dò xét trước mắt trận pháp, chân mày hơi nhíu lại, trước mắt sát trận, cố nhiên mình có thể phá hỏng, nhưng thân ở vị trí, đừng bảo là ngôi mộ chính là chừng ngôi mộ cũng chưa tới. Lúc này mới đến chôn theo ngôi mộ, cũng đã có cái này cùng sát trận tồn tại. Nếu như đến ngôi mộ chính, há không phải là có thể đánh giết chảm ách cảnh hỗn độn cảnh sát trận tồn tại. Vậy người Diệp gia dù là vào tới, không có chảm ách cảnh tu vi, chỉ sợ cũng không cách nào kéo dài phá trận đi. Diệp thần dừng lại hồi lâu, hít thở sâu một hơi, trong tay Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm sừng sững đâm ra, mũi kiếm tóe ra trăm ngàn tia máu sắc kiếm khí. Hội tụ thành một đạo màu máu sóng thần, trực tiếp chìm ngập mấy chục tòa sát trận, Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm khí cùng sát trận chém giết lẫn nhau trước. Bình bịch bịch, rột rột, rắc rắc, từng đạo tiếng va chạm âm truyền ra. Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm khí không ngừng tiêu diệt sát trận, ngược lại còn sót 80 hơn tòa sát trận, nhưng là mỗi một tòa đại trận cũng quanh quẩn dậy một hồi màu đỏ sáng bóng, sừng sững bắn ra trực tiếp đánh tan phía trước Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm khí sóng thần. Nhân tiện đem Diệp thần cũng đánh lui mấy chục bước. Không được. Những thứ này sát trận, không chỉ có lực công kích cực mạnh, lực phòng ngự mạnh hơn. Diệp thần thần sắc lóe lên, cẩn thận quan sát sát trận bên trong tình huống, bỗng nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc khí cơ, tự nhủ cái này cổ hơi thở, ta làm sao cảm giác ở tiểu hoàng trên mình, vậy cảm ứng được qua à? Tiểu hoàng. Đi ra, ngươi xem những thứ này sát trận. Vèo. Một đạo hồng quang từ trong luân hồi mộ địa bay ra. Trứng khổng lồ rơi vào Diệp thần bên người, không khỏi được đại hỉ, nói, lão đại, những trận pháp này là ngươi cố ý là ta chuẩn bị. Có ý gì? Những thứ này sát trận, ngươi cũng có thể chiếm đoạt. Diệp thần có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là nghĩ tới tiểu hoàng có thể chiếm đoạt trận pháp, nhưng cái khó đạo như vậy trận pháp cường đại cũng có thể chiếm đoạt. Vậy cũng có phần quá nghịch thiên đi. Tiểu hoàng trứng khổng lồ lay động, hoan hô vậy mở miệng nói, những trận pháp này cùng ta đồng căn đồng nguyên, những thứ này sát trận đối với người ngoài mà nói là có thể chết người tính uy hiếp, đối với ta mà nói, chính là vật đại bổ à. Như vậy quá tốt, người đi nhanh chiếm đoạt những thứ này sát trận đi. Diệp thần đại hỉ, trực tiếp để cho tiểu hoàng điều động. Tiểu hoàng hơi bành trướng thân thể, trứng khổng lồ đường vân lan ra, trực tiếp bước vào sát trận bên trong. Trứng khổng lồ hơi thở đánh văng ra, giống như hải nạp bách xuyên vậy, gió lớn vậy hấp thu chung quanh sát trận, nhưng gặp trong sát trận từng cổ một thuần túy lực lượng hóa thành từng đạo hồng quang, tụ vào trứng khổng lồ bên trong. Hô hô hô, hô hô, hô hô, thời gian trôi qua rất nhanh.
Sát trận một tòa tiếp theo một tòa vỡ ra, bởi vì mất đi lực lượng không cách nào chống đỡ, dù là bầy trận dụng cụ đều hóa thành cho tàn. Trứng khổng lồ khá là thỏa mãn thở ra một hơi, ăn rất đầy đủ, lão đảo lắc lư trở lại Diệp Thần bên người, nói, lão đại, những trận pháp này ta ăn có chút đầy đủ à, tiếp theo nếu là lại còn loại trận pháp này, ta sợ rằng không ăn được à. Không ngại, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Diệp Thần để cho Tiểu Hoàng trở lại trong luân hồi mộ địa, một mình đi qua chôn theo phòng, ánh mắt quét nhìn trăm cổ quan tài, thần niệm vừa ra liền có thể đem quan tài bên trong tình huống thấy rất rõ ràng. Trăm cổ quan tài bên trong chôn chính là trăm vị cường giả. Người mặc màu máu đỏ chiến giáp, hai tay đưa vào trước ngực, bên người phối hợp đặc biệt kiếm, mỗi một cổ thi thể bảo hiểm tất cả tích trữ hoàn hảo, không chút nào bởi vì thời gian trôi qua mà thối rữa. Hơn nữa mỗi một cổ thi thể lên đều lưu lại một chút thi khôi bột. Diệp Thần suy đoán, mới vừa rồi nếu là tiến vào không phải là mình. Cái này trăm vị võ sĩ sẽ nhanh chóng thi biến, cởi quan ra, mỗi một vị trí ít đều có chạm ách cảnh chiến lực. Hơn nữa bởi vì là thi thể, chỉ còn lại thân xác lực lượng liền tương đương với chạm ách cảnh. Hắn sanh thời điểm, sợ rằng ít nhất là chạm ách cảnh đỉnh cấp tồn tại. Những cường giả này thi thể. Tựa hồ cũng là tự nguyện chôn theo, xem ra cái này ngôi mộ người Diệp gia không đơn giản. Thấp nhất cấp bậc cũng phải là trưởng lão, mới có như vậy phối trí. Diệp Thần lầm bầm lầu bầu, tự thân hơi thở nở rộ ra, trong quan tài cường giả thi thể cảm ứng được liền không có phản ứng. Hắn rời đi chôn theo phòng, đi qua từng cái hẹp dài mộ nói, mộ đạo bên trong cũng không có cạm bẫy. Ngôi mộ chủ nhân hiển nhiên là biết, có thể đi người tới chỗ này. Hoặc là người mình, hoặc là kẻ địch. Đi tới đây kẻ địch ít nhất cũng phải là chạm ách cảnh đỉnh cấp, cho nên không có thiết lập cạm bẫy, bởi vì dù là thiết lập cạm bẫy đối với cái này nhóm cường giả cũng là tăng thêm cười nhạo mà thôi. Nha! Từng trận màu máu quả đen thanh âm truyền ra. Vào mắt ngôi mộ vô cùng là bát ngát, ít nhất có mấy ngàn m2 lớn, chung quanh dài rất nhiều bạc cây hòe, khô héo cây cối lên rừng chân trước từng cái huyết ma thần nha. Một loại lấy ăn dùng thi khí và ma khí mà sống đặc thù quả đen, có một người lớn nhỏ, trong miệng sẽ tản mát ra khủng bố mê ly chi âm. Cái này loại hàng năm cư tại ngôi mộ loại sinh vật này, tùy tiện đi ra ngoài một cái, đều đủ để tiêu diệt trên dưới 100 vị cường giả đứng đầu, thậm chí rất nhiều chạm ách cảnh đều phải chết tại miệng hạ, mà trước mắt lại có trên 100 con. Từ Diệp Thần đi vào ngôi mộ sau đó, từng nhóm huyết ma thần nha rối rít quanh quẩn hắn bay lượn. Không chỉ không có công kích, ngược lại là phát ra vô cùng là lạnh người thanh âm, tựa hồ là ở hoan nghênh Diệp Thần vậy. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt trận thế, nói nhỏ cũng may là người trong nhà. Ta có thể phỏng đoán, Vân lão như vậy cấp bậc chạm ách cảnh tiến vào, sợ rằng sẽ ngay tức thì bị những thứ này quả đen xé nát à. Hô hô, hô, cái mộ này phòng ngay chính giữa, cũng có lóe lên hồng quang sát trận. Diệp Thần không có lựa chọn phá hoại, trực tiếp tránh, đi tới ngôi mộ chỗ sâu, ánh mắt ngưng mắt nhìn một tòa thật to cửa đồng xanh, tựa hồ là tiến vào ngôi mộ chính lối đi duy nhất, hắn nhẹ nhàng đẩy ra, một tòa nguy nga lộng lẫy đại điện xuất hiện ở trong mắt, cùng chỗ ở mình hắc ám ngôi mộ có khác biệt một trời. Hắn tiến vào đại điện bên trong, cũng không thấy được quan tài, đại điện chu vi đều là dùng bạch kim ngọc tủy xây thành vách tường. Bỗng nhiên bây giờ, một hồi thanh âm truyền tới. Người đến nhưng mà ta Diệp gia hậu bối. Vừa là hậu bối, vậy thì quỳ xuống đi. Từng trận vô cùng là thanh âm thần bí truyền ra. Loại thanh âm này xem là tới từ ngoài cửu thiên vậy, không có ý uy hiếp, lại có cám dỗ cảm giác, làm được Diệp Thần tựa như tiến vào tiên giới vậy, đang lắng nghe tiên trưởng dạy dỗ huấn nói với, có thể để cho người tâm tình hết sức vui thích, nhưng lại đem người tâm tư vững vàng chế trụ, có cảm ứng năng lực. Diệp gia hậu bối. Ta Diệp gia người đến. Quỳ xuống đi. Quỳ xuống đi. Quỳ xuống đi. Từng trận chín tầng trời chi âm truyền ra, để cho Diệp Thần quỳ xuống, để cho hắn thần phục. Những thanh âm này rất nhiều giọng nói vô cùng là già nua, hẳn là năm ông lão thanh âm, tựa hồ là một đoạn đoạn tự chủ lưu tồn thần niệm vậy. Diệp Thần tiến vào, vừa vặn kích phát những thứ này thần niệm. Mà thương cổ y thần thanh âm vậy đồng thời ở Diệp Thần vang lên bên tai, thằng nhóc. Ngươi là luân hồi mộ địa mộ chủ, thân phận hẳn cao hơn cái này mộ huynh chủ nhân, không cần quỳ xuống.
hơn nữa thanh âm này có chút cổ quái, muốn chú ý. Diệp Thần gật đầu một cái, tâm ý đã quyết, hắn nhìn chung quanh, mở miệng nói. Các vị cho dù là Diệp gia tiền bối tiên nhân, có thể ta Diệp Thần mặc dù là Diệp gia người, nhưng cũng là luân hồi đứng đầu, ta là sẽ không quỳ xuống. Lời nói rơi xuống, tức giận tiếng truyền tới. To gan, thân là Diệp gia con cháu đời sau. Thấy chúng ta Diệp gia đời trước, lại có thể không quỳ, tự tìm cái chết. Thần phục tổ tiên là vương đạo, ngươi là bất hiếu hậu nhân, thậm chí tự xưng là luân hồi đứng đầu, nên giết. Những thanh âm này vô cùng là phức tạp, nhìn tựa hồ không phải một người. Như vậy rất nhanh, một cổ vô hình quy luật lực bỗng nhiên hàng ở Diệp Thần trên mình, ngay tức thì giống như trên dưới 100 ngọn núi đè ở trên người như nhau. Diệp Thần ngay tức thì khóe miệng rỉ ra máu tươi, nhưng là nhúc nhích không được, hắn con người đông lại một cái, quanh thân khí thế tại chỗ phóng thích, lại là nói, ta Diệp Thần chỉ quỳ xuống đời phụ mẫu, chỉ quỳ cao nhất sư tôn, trừ cái này ra, dù là thiên đạo, đều không cách nào để cho ta thần phục. Con đường võ đạo, vốn là nghịch thiên mà đi. Cho dù các ngươi có diệt thế oai, ta Diệp Thần cuối cùng thanh tùng dung mạo. Diệp Thần thanh âm vang khắp ở mỗi một xó xỉnh. À, nói không sai, nhưng ngươi cũng phải có phản kháng tư cách. Như thực lực này, cũng còn dám liều lĩnh. Đè thêm, còn không cùng Diệp Thần kịp phản ứng, thân chịu áp lực nặng hơn, cơ hồ sắp đè được từ mình quỳ xuống. Ngay sau đó Diệp Thần bạo hống liền liền, huyết mạch trong cơ thể lực hoàn toàn bộc phát ra, một đạo kiếm khí ngất trời ra, đánh tan áp lực vô hình, trực diện trước bạch kim ngọc phách tường, nói các vị vừa là ta Diệp gia tiền bối. Cần gì phải như vậy trêu cợt người, muốn động thủ sẽ tới, cần gì phải dựa vào cái này loại uy áp à? Các vị chỉ cần cái voi thật thể. Đem tu vi và cảnh giới áp chế đến cùng ta một tầng thứ, dù là thái hư cảnh, ta cũng có thể đánh một trận. Phong môn và thái hư cuộc chiến. Diệp Thần tự tin vô địch, không sợ người bất kỳ, cho dù là những thứ này phát ra 9 tầng trời chi âm thần niệm thể, vậy tuyệt không thể nào là đối thủ của mình. Mình phong môn cảnh cuộc chiến, thái hư cảnh cuộc chiến, vô địch thế gian. Ha ha ha. Được, được, tốt sảng khoái tiểu tử à. Lão phu cửa cũng không cùng ngươi làm trò đùa. Năm xưa à, lão phu cửa ở Diệp gia được tôn trọng, Diệp gia đệ tử, vô luận thân phận cao thấp thấy chúng ta cũng cần khom người bái kiến. Bất quá, người thằng nhóc này, là Diệp gia đệ tử, ngược lại cũng là vô cùng là hiếm thấy, biết chúng ta, cũng không quỳ người. Có chút dũng khí. Thôi thôi, vào đi thôi. Thanh âm sừng sững tiêu tán, ngay sau đó một đạo tiếng cửa mở truyền ra. Vốn là trên vách tường, lại lần nữa hiện ra một đạo đồng xanh cự môn, thanh đồng môn chậm rãi mở ra, đây mới thực sự là đi thông ngôi mộ chính lối đi. Trước đây vậy một đạo thanh đồng môn, đi thông cái này một ngôi đại điện, chính là phòng người khác chi dụng, nếu là cái khác không Diệp gia chi người tới chỗ này. Nếu là lấy là tòa đại điện này chính là ngôi mộ chính, sợ rằng đã bị những thứ này 9 tầng trời chi âm chủ nhân đè chết đã không biết bao nhiêu lần. Phốc phốc, phốc, Diệp Thần đi vào ngôi mộ chính, dưới chân truyền tới từng trận rất khác biệt thanh âm. Hắn cúi đầu vừa thấy, dưới đất toàn bộ ngói lưu ly, nội bộ niêm phong tất cả loại lửa cháy mạnh thần dầu, chỉ cần hơi đánh vỡ một hai, toàn bộ ngôi mộ chính liền sẽ bị đốt, hết thảy bảo vật đều đưa hóa thành cho tàn. Đây cũng tính là phòng ngừa mạnh mẽ tồn tại chi dụng. Thương thương thương. Thích. Từng đạo cơ quan tiếng truyền ra. Nhưng gặp ngôi mộ chính bên trong tim nhanh chóng dâng lên một tòa quan tài. Bên ngoài là bọc quan tài chi dụng quan tài đá quách. Quan tài phía trên chạm trổ một bức tấm hình họa. Tựa hồ là mộ chủ nhân khi còn sống tác chiến tình cảnh. Chém giết bốn phương. Đánh tan bát phương cường địch. Cực kỳ sảng khoái hình vẽ biểu hiện. Quan tài hai bên trái phải nhưng là chạm trổ vô số cổ xưa minh văn. Diệp Thần cũng không biết những thứ này cổ xưa minh văn là cái gì, có phải hay không tự thuật mộ chủ nhân đời người chuyện, vẫn là có cái gì tác dụng nào khác. Hắn đi tới quan tài trước, đưa tay trái ra, hơi mở ra quan tài, đập vào mắt vừa thấy chính là một cái tử tinh lưu kim quan, nhưng mà quan tài bên trên bất ngờ để một viên màu trắng hạt châu tựa hồ bị không khí ảnh hưởng. Ngay tức thì gắn đầy màu đen đường vân. Hô hô hô, hô hô, từng cổ một ma khí từ hạt châu bên trong tràn ra. Diệp Thần xua tan ma khí,
xác định trước mắt hạt châu chính là ma đế muốn có được viễn cổ thiên ma châu. Viễn cổ thiên ma châu toát ra ma khí, nhưng là không cường đại, để cho hắn có chút kinh ngạc, chậm rãi cầm lên viễn cổ thiên ma châu, đang chuẩn bị thu lúc thức dậy. Một cổ cường đại thiên ma ý, ngay tức thì đi qua cánh tay xông vào đầu óc bên trong. À, thiên ma ý, muốn đoạt xác, muốn chiếm đoạt. Diệp Thần đôi mắt sắp nứt, trên gương mặt hiện ra đạo dấu máu, quanh thân quanh quẩn hắc sắc ma diễm, giống như nhập ma vậy. Hắn tay trái nắm viễn cổ thiên ma châu, tay phải rút ra thanh liên diệt thiên kiếm, mũi kiếm bắn ra một đạo kiếm khí vào cơ thể, tựa hồ là gửi lấy hy vọng dùng thanh liên diệt thiên kiếm khí tới khuấy bể cái này cổ thiên ma ý. Rắc rắc, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Cũng không phải là thiên ma ý bể tan tành, ngược lại là Diệp Thần đánh vào thanh liên diệt thiên kiếm khí bể ra. Trong phút chốc, Diệp Thần bị ma khí quấn quanh, vô tận thực cốt ý truyền tới. Thậm chí đau phải nhường hắn toàn thân ướt đẫm, trong tay viễn cổ thiên ma châu nhưng chặt chẽ dính vào trong tay hắn, căn bản tránh thoát không hết. Hạt châu này ở giữa lực lượng tại sao như thế mạnh mẽ? Đáng chết, hạt châu này. Diệp Thần đều có chút tiếng nói vô luận lần, thần hồn lực nhanh chóng bị thiên ma ý bể tan tành, cả người đều đang bị thiên ma ý cắn nuốt. Viễn cổ thiên ma châu mặc dù bị đặt ở chỗ mấu chốt nhất, hiển nhiên sẽ không có như thế dễ dàng bị người lấy được. Ngay tại Diệp Thần sắp mất thần trí đồng thời, trong luân hồi mộ địa kịch liệt lay động, một đạo bảy màu thần quang lao ra, tựa hồ có hạo thiên ý như vậy, trực tiếp chế trụ thiên ma ý. Trong luân hồi mộ địa bia đá nhanh chóng chấn động, một cổ lực lượng đặc biệt đi sâu vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Chốc lát sau, thiên ma ý hóa giải, Diệp Thần mới chậm rãi đứng dậy tới. Thần sắc hoảng sợ nhìn trong tay viễn cổ thiên ma châu, vậy cổ thiên ma ý đã bị bảy màu thần quang phong ấn ở nội bộ, tựa hồ không ra được. Hô hô, không đúng. Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác mình hô đi ra ngoài hơi thở có cái gì không đúng, vì sao mình trong khí tức có chút ma khí. Hắn nhanh chóng khám xem kỹ mình thân thể, nhưng là phát hiện mình trong đan điền, bảo tồn được liền một đạo thiên ma ma khí, tựa hồ là còn sót lại. Không có bị dọn dẹp thiên ma chi khí. Luân hồi mộ địa vừa cứu ta một mạng à, cái này ma khí, thôi, giữ lại luyện hóa sau ra chỉ thanh liên diệt thiên kiếm đi. Hắn nhanh chóng lấy ra thần quang vải, bao quanh viễn cổ thiên ma châu, hơn nữa tự mình ở phía trên bày trăm ngàn đạo cấm chế, để ngừa chỉ thiên ma ý lại lần nữa lao ra, rồi sau đó cẩn thận cất kỹ sau đó, đang muốn rời khỏi đồng thời, trong quan tài kiếm nhưng là xuất hiện một đạo dị tượng. Từng đạo thần quang vỡ hiện ra. Trong quan tài kiếm bắn ra thần quang, dần dần ngưng kết ra một đạo hư ảnh tới, một vị ông già hiển hóa ra, người mặc thanh bào, ngoài miệng giữ lại phẩy một cái râu cá chê. Hư ảnh tựa hồ là chính là mộ chủ nhân, năm đó Diệp gia trưởng lão một trong. Hư ảnh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cũng không phải là nhìn Diệp Thần trẻ tuổi hình dáng, ngược lại là nhìn thấu thời gian và không gian vậy, từ Diệp Thần trên mình nhìn thấy một vị nam tử. Một kiếm hạ kích bại trăm triệu cường địch, mạnh mẽ hậu thế gian. Nam tử này bất ngờ là luân hồi đứng đầu. Luân hồi đứng đầu, chấp trưởng luân hồi, không có ở đây thiên địa ngũ hành bên trong, hiểu âm dương, hiểu được sống chết chi huyền cơ hội, nắm trong tay thiên thiên vạn vạn võ giả chi sinh mạng luân hồi, xa xa áp đảo cái gọi là thiên đạo cung bên trên, không chịu thiên đạo điều khiển, không có ở đây đại đạo quy tắc bên trong. Đáng tiếc. Vị này luân hồi đứng đầu không biết gặp cái gì, cuối cùng chết. Một chút chân linh trải qua thời không sông dài xuống, chuyển kiếp làm người, trở thành Diệp Thần. Diệp Thần kiếp trước, bất ngờ chính là chấn động thần quốc luân hồi đứng đầu. Ngươi tên gọi là gì? Hư ảnh thẩm vấn trước, thanh âm nhưng là hết sức run rẩy, tựa hồ rất là kính sợ Diệp Thần. Ta tên là Diệp Thần. Diệp Thần hai tay ôm quyền thi lễ. Thật tốt. Diệp Thần, ngươi là luân hồi huyết mạch, xin mau sớm gom đủ 10 khối luân hồi huyền bi, hoàn toàn kích hoạt huyết mạch đi, thời gian không đợi ngươi. Hư ảnh khẽ thở dài một tiếng, hơi cảm khái nói, ngươi là ta Diệp gia đời sau, cũng coi là may mắn đi. Diệp Thần nhưng là có chút nghi hoặc, hỏi, nghe thời kỳ viễn cổ, thần quốc Diệp gia chính là chân chính chính bá chủ, có thể vì sao phía sau sẽ tan mất, thậm chí thần quốc trong ghi chép. Cũng không từng có liên quan tới Diệp gia ghi chép à. Thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thượng cổ, Diệp gia bước ngang qua hai tiếng kỳ,
trải qua và mấy triệu năm sinh sôi, thậm chí thời kỳ thượng cổ Diệp gia vẫn là đường hoàng bá chủ, cho nên vị này Diệp gia trưởng lão mới sẽ có thượng cổ thiên ma châu cái này cùng cái thế bảo vật. Nhưng là ở một đoạn lịch sử, Diệp gia nhưng là tiêu tán. Cho tới sau này, mà đế mới ngang trời xuất thế, chưa tới vạn năm, mới cho tới bây giờ mấy năm, dần dần, thần quốc cơ hồ đã không có liên quan tới Diệp gia ghi chép, sông dài năm tháng mai một rất nhiều thứ, nhưng là không nên đem điều này bước ngang qua hai tiếng kỷ Diệp gia cho quên mất à. Diệp gia, muốn ta Diệp gia, xưng bá thần quốc hơn 10 triệu năm. Đáng tiếc à. Hư ảnh hết sức cảm khái, nói, năm đó, chúng ta Diệp gia không nên dính dấp cái đó cục à, một đêm bây giờ gặp thảm diệt tộc, cho dù là lão phu, cũng là được chiến đấu dư âm trọng thương, dẫn nhà thị vệ chạy trốn biên hoang, có thể vậy vẻn vẹn là chiến đấu dư âm, liền để cho ta lưu lại vĩnh hằng không thể tiêu trừ thương thế. Cho đến Diệp gia tiêu diệt ngàn năm sau, ta cũng bởi vì thương thế tái phát rời đi, mà mộ huyệt gia vị kia. Là ta mang ra ngoài hơn trăm cái thị vệ bên trong, chỉ còn lại một cái. Những người còn lại các loại, tuy là chảm ách cảnh hỗn độn cảnh, đáng tiếc vậy bị chiến đấu dư âm đánh vào, đều chết ở ta trước mặt, ta liền đem bọn họ đặt vào liền chôn theo mộ bên trong, nguyện thi thể của bọn họ như cũ bảo vệ ta. Hư ảnh chậm rãi giải thích. Diệp thần nhưng là tâm thần chấn động, trước mắt cái này hư ảnh, như thế nào đi nữa cũng là vượt qua hỗn độn cảnh tồn tại đi. Lại có thể sẽ bởi vì bị chiến đấu dư âm đánh vào, đưa đến trọng thương không cách nào khép lại, ước chừng chỉ hoãn ngàn năm liền không thể không qua đời. Chiến đấu dư âm? Vì sao là dư âm à? Giống như là Diệp thần như vậy phong môn cảnh võ giả, cho dù là tàn sát những võ giả khác, chiến đấu dư âm thật nhiều con có thể chu diệt tinh khiếu cảnh và phong môn cảnh võ giả mà thôi. Ý nghĩa, người kia tàn sát Diệp ra thời điểm, tu vi chí ít vượt qua chảm ách cảnh ba cái cảnh giới lớn. Nếu không, sao sẽ ra tay thời khắc, chỉ riêng dư âm thì có uy năng như vậy? Tiền bối, người nọ tên gọi là gì à? Còn sống hay không à? Diệp thần thẩm vấn trước. Hư ảnh dài hô một hơi, nói, người nọ hạ xuống thần quốc, diệt trừ Diệp gia, phai mở liền thần quốc ở giữa hết thảy liên quan tới Diệp gia sự việc liền rời đi, người nọ tên là... Sắc sắc, oanh oanh oanh, oanh oanh oanh. Từng đạo thiên lôi nổ ầm ra. Tựa hồ là thiên địa ý chí, không cho phép hư ảnh nhắc tới cái tên đó. Liền tên chữ đều không cách nào nói lên, chỉ riêng có ý tưởng, còn chưa nói ra miệng, liền dẫn được thiên lôi đánh ngôi mộ. Oanh oanh oanh, oanh oanh. Nguyên bản vô cùng là kiên cố ngôi mộ, đột nhiên bị thiên lôi đánh vỡ. Vậy cái hư ảnh còn chưa tới đạt tới nói ra, người kia tên chữ, liền bị một đạo thiên lôi đánh trúng. Hư ảnh tán loạn hơn nửa, sau đó đồng thời, cái mộ này táng nhưng là nhanh chóng chấn động mở, mọi chỗ mộ đạo bắt đầu tan vỡ, vách tường vân. Vân rối rít hóa thành phấn vụn, trên đỉnh đầu hàng loạt đất đai vùi lấp rơi xuống. Hắn lại cường đại. Lấy ta thực lực, không đủ tư cách nhắc tới hắn tên chữ. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Hư ảnh đã mau biến mất hơn nửa, sắp hoàn toàn giải tán thời khắc, đánh ra một đạo không gian ánh sáng. Đem Diệp thần đưa ra ngôi mộ, rồi sau đó nhanh chóng văng tung tóe mở, toàn bộ ngôi mộ cũng theo đó vỡ nhỏ. Hô hô hô, oanh oanh, phịch, Diệp thần xuất hiện ở ngôi mộ ra, nhìn lõm xuống liền đất đai, trăm cảm đồng thời xuất hiện. Hắn nhìn người thủ mộ, đối phương tựa hồ cũng biết tình huống gì, không khỏi được than thở một tiếng. Điện hạ, ngài rời đi thôi, lão nô tiếp tục chờ đợi. Người thủ mộ dù là biết ngôi mộ đã sụp đổ, vẫn như cũ lựa chọn thủ mộ. Diệp thần than thở một tiếng, xoay người rời đi, lấy ra viễn cổ thiên ma châu, đem giao cho ma đế. Ma đế bắt được viễn cổ thiên ma châu sau đó, nhanh chóng thêm đắp mấy tầng phong ấn, rồi sau đó thận trọng nói, Diệp thần đa tạ, viên này viễn cổ thiên ma châu, niêm phong một vị vực ngoại đại ma, ta muốn khôi phục thời kỳ tột cùng chiến lực, thần quốc cơ hồ không có thể trợ giúp ta bảo vật. Chỉ có thể mượn vị này vực ngoại đại ma. Vực ngoại đại ma cũng không thuộc về thần quốc ma đạo nhân vật. Ít nhất là vượt qua hỗn độn cảnh tồn tại, ma đế lấy lực lượng tới khôi phục mình tu vi và chiến lực. Diệp thần, nếu không phải cấp, theo bản đế trở lại tế đàn tu luyện đi. Ngươi là ta làm như thế nhiều, ta cũng nên làm một ít gì. Ma đế có chút cảm khái,
biết mình thiếu nợ Diệp Thần trợ giúp mình từ ngôi mộ bên trong lấy ra Viễn Cổ Thiên Ma Châu, phần ân tình này, mình được báo, thêm nữa nhìn Viễn Cổ Thiên Ma Châu ở giữa tình huống, hiển nhiên nội bộ thiên ma ý, vị kia vực ngoại đại ma đã từng ra tay phải chiếm đoạt Diệp Thần. Mà Diệp Thần vẫn như cũ đem mang ra ngoài. Diệp Thần tất nhiên trả giá giá rất lớn. Hắn thiếu nợ Diệp Thần quá nhiều, nhất định phải còn. Diệp Thần, theo ta trở về tu luyện đi. Lần này, ta sẽ đem cả đời tu luyện ma tộc mật pháp truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi phá cảnh. Ma đế hứa hẹn trước nói. Ma đế tự nhận thiếu nợ Diệp Thần, muốn phải dẫn Diệp Thần trở lại tế đàn, truyền thụ mình ma tộc mật pháp. Diệp Thần nghe được cái này lần lời nói, cũng là khẽ gật đầu, đón nhận ma đế ý tốt, nói, vừa vặn, ma đế tiền bối nguyện ý truyền thụ ta công pháp, đa tạ. Được. Sảng khoái. Ma đế cười lớn, vẫy tay biến dạng không gian, mang Diệp Thần trở lại trong tế đàn. Cái gọi là tế đàn là một phiến tràn đầy vô tận ma khí đất tế đàn, một tòa cao đến vạn trượng, chiếm chỗ tròn mấy trăm ngàn thước vuông nghìn mét to lớn tế đàn. Như tế đàn này tầm thường một cái chánh đạo tu sĩ đi vào, không cần bị người bất kỳ công kích, mình liền sẽ bị đầy trời ma khí cho sống sờ sờ bức tử. Hô hô hô! Hô hô hô! Trên tế đàn, khắp nơi cũng thổi lạnh lùng gió lớn. Diệp Thần nhìn lại, bầu trời mờ tối, không gặp xem xét, chung quanh là một phiến mảnh màu máu rừng rậm, tựa hồ nơi này chính là ma đế tế đàn, ma đế cư trú chi địa. Chung quanh lại có thể cũng có không thiếu trảm ách cảnh cao thủ và thái hư cảnh võ giả chấn giữ. Diệp Thần, tới, toàn lực công ta, bản đế thử một lần ngươi lực lượng. Ma đế hơi chìa tay ra, tỏ ý Diệp Thần tới công kích. Diệp Thần vậy không dài dòng, hội tụ toàn lực một kiếm đâm ra, vô cùng thanh liên diệt thiên kiếm khí lao ra, giống như màu máu vòi rồng vậy hoành công hướng ma đế. Ma đế hơi chìa tay ra, lòng bàn tay lóe ra huyết quang. Dần dần biến mất rớt trước mắt thanh liên diệt thiên kiếm khí, rồi sau đó khẽ gật đầu, nói, bản đế đã biết tình huống của ngươi, vậy thì truyền thụ ba ngươi chiêu thích hợp nhất công pháp của ngươi. Ba chiêu. Không cần hơn. Quá nhiều, tạp mà không tinh. Tinh nhuệ ba chiêu, đủ để cho Diệp Thần một mực sử dụng. Coi được. Chiêu thứ nhất, lôi hoang phách tinh kiếm. Kiếm tới, ma đế quát lên một tiếng lớn. Thanh liên diệt thiên kiếm trực tiếp bay đến trong tay hắn, nhưng gặp hắn hơi khơi mào thanh liên diệt thiên kiếm, thân kiếm tràn đầy huyết quang, ngay sau đó một đạo kiếm quang ngất trời ra, vô căn cứ chế tạo ra muôn vàn mây sấm. Sau đó, ma đế sau lưng lại lần nữa hiện ra một bộ tinh không chi đồ, một viên cực lớn phách tinh xuất hiện, phách tinh bên trong cắm một chuôi trường kiếm màu máu. Trường kiếm màu máu dẫn động muôn vàn sấm sét ra, hội tụ thành một kiếm sử dụng. Nháy mắt tức thì, gió nổi mây vần, màu máu kiếm quang đâm ra đồng thời, cho thấy một bộ hoang mạc cảnh tượng, bất ngờ chính là lôi hoang phách tinh kiếm. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, kiếm quang đánh trúng mặt đất, trực tiếp tung lên triệu cây màu máu cây cối cùng với dù sao cũng tấn đất bùn bay lên trời. Một kiếm như vậy, lấy Diệp Thần tu vi thi triển, đủ để tùy tiện đánh chết thái hư cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp võ giả, dù là không dùng tới thanh liên yêu hỏa. Vậy đủ để bị thương nặng trảm ách cảnh nhất tầng thiên võ giả. Ma đế ngay sau đó thu kiếm, mây sấm và tinh thần dị tượng tán loạn. Hắn nhìn chăm chú Diệp Thần, giảng giải, này một kiếm, cần tinh thông lôi hệ quy luật, lấy ngươi thiên phú tu luyện lôi hệ quy luật, một ngày thời gian xong hết rồi, một kiếm này chỗ tinh diệu liền ở chỗ, một kiếm ra lúc đó, muôn vàn sấm sét phối hợp tinh quang lực giết ra, sấm sét lực có thể tê liệt kẻ địch, cũng có thể ngay tức thì đánh bể kẻ địch. Tinh quang lực thì mới có thể bảo vệ được tự thân không chịu thời gian và không gian phép tắc hao tổn. Cuối cùng, kiếm quang lúc đánh ra hậu hoang mạc cảnh tượng, có mê huyễn địch nhân hiệu quả. Một kiếm, bao hàm ba loại lực lượng, đủ để cho chiến đấu của ngươi lực đột nhiên tăng lên gấp bội ba lần trở lên, có thể ở trong phút chốc chu diệt hết thảy, uy năng vẫn còn ở thuần túy hủy diệt quy luật bên trên, ít nhất là hủy diệt phép tắc 10 lần uy năng. Nghe ma đế giảng giải. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng kiếm chiêu tuyệt diệu chỗ, đối với cái này lôi hoang phách tinh kiếm, rất nhanh hiểu rõ. Lôi hoang phách tinh kiếm. Chiêu thứ nhất. Diệp Thần vậy nắm thanh liên diệt thiên kiếm, đi theo thi triển ra, lần đầu tiên thi triển, uy năng ước chừng có chút giống mà thôi. Hắn liên tục mấy lần thi triển sau đó,
thành công phát huy ra kiếm quyết 50% uy lực, hơn nữa đã đem kiếm quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới, sức chiến đấu tăng nhiều. Thiên phú tuyệt cao à? Đạo này kiếm chiêu. Bản đế dùng ngàn năm thời gian mới suy nghĩ ra được. Không nghĩ tới à, ngươi lại có thể nửa ngày thời gian liền tu luyện tới như vậy trình độ, khó trách ngươi như vậy trẻ tuổi, tu vi nhưng là như thế cao, sức chiến đấu càng là xa xa vượt qua từ cảnh giới của mình à. Ma đế có chút cảm khái, trước mắt Diệp Thần chân thực quá yêu nghiệt. Vô luận là sức lĩnh ngộ, tốc độ tu luyện vẫn là tàn nhẫn trình độ. Mỗi một dạng đều là siêu phàm thoát tục trình độ, xa xa hất ra những thiên tài khác. Chiêu thứ nhất, ngươi từ từ lĩnh ngộ đi. Tin tưởng không cần một cái tháng, ngươi liền hoàn toàn hiểu rõ một chiêu này lôi hoang phách tinh kiếm. Ta chỉ ngươi chiêu thứ hai. Ma đế thân hình bình quyết định, bắt đầu vận khí, quanh thân ma khí phun trào, hai con ngươi bắt đầu biến hóa, từ nguyên bản màu đỏ như máu, dần dần biến thành màu xanh đậm. Rồi sau đó hai con ngươi bên trong bắn ra hai đạo ánh sáng chạch, sừng sững gian đánh một người trong chộp tới Thiên Đạo Cung trưởng lão. À! Ma đế, ngươi tên khốn kiếp sao, ngươi! Ngươi! Vị này Thiên Đạo Cung chảm ách cảnh trưởng lão, dần dần từ tức giận mắng bên trong bắt đầu ngủ mê man đứng lên. Hắn bị hai đạo màu xanh ra trời chùm ánh sáng soi trung hậu, thần sắc bắt đầu có chút biến hóa, ngay sau đó thân thể bắt đầu co quắp. Không tới chốc lát bây giờ lại có thể trực tiếp ngã xuống, Diệp Thần vừa thấy thời điểm, đối phương thần hồn đã bể ra. Hơn nữa, không phải chùm ánh sáng đánh nát thần hồn. Ngược lại là đối phương mình đánh nát mình thần hồn, một màn này để cho Diệp Thần cả kinh thất sắc. Ma đế khôi phục nguyên bản trong mắt sau đó, nhưng là cười nói, cái này chiêu thứ hai, tên làm ác ma huyễn đồng. Hắn giải thích, một chiêu này chính là lợi dụng khổng lồ ma khí. Cho kẻ địch chế tạo ra chết ảo giác, để cho địch ý thức của người và thần hồn lấy vì mình chết, nhưng mà tiến một bước mình vỡ vụn mình thần hồn. Giải thích xong, ma đế buông tay một cái, có chút bất đắc dĩ nói, bản đế không có ác ma mắt, ngược lại là Diệp Thần ngươi có ác ma mắt, một chiêu này có thể coi như là ngươi ác ma mắt bản thăng cấp, uy năng tăng lên gấp bội, đến lúc đó, thần hồn lực lượng không có ngươi cường đại người, ngươi xem một chút, liền sẽ cho người khác chế tạo ra chết ảo giác. Để cho nó tự mình chấm dứt. Một chiêu này, coi như là một mắt xem người chết à. Đối với, hắn tựa hồ mình đang cùng mình nói chuyện, có chút dí dỏm, nói, liếc mắt nhìn, xem người chết loại công pháp này, cũng là tồn tại, hơn nữa tu luyện tới đại viên mãn cảnh, có thể để cho mình con người bắn ra ánh sáng núp ở trong hư không, đến lúc đó có thể tránh người khác thần niệm tìm kiếm, chân chính làm được giết người tại vô hình bây giờ. Nghe những lời này, nhìn lại vị kia tự mình chấm dứt Thiên Đạo Cung trưởng lão. Diệp Thần không khỏi nuốt nước miếng một cái, một chiêu này đơn giản là thiếp thân vì mình chế tạo à. Hắn nghe ma đế giảng giải một chiêu này phương thức tu luyện, rồi sau đó bắt đầu mình tu luyện, hơn nữa hướng về phía những cái kia bị ma đế bắt Thiên Đạo Cung trưởng lão thử dò xét, phát hiện hiệu quả thật là không tệ, nhưng mình cũng cần một ít thời gian, tu luyện tới đại viên mãn cảnh mới có thể chân chính phát huy ra hắn toàn bộ uy năng tới. Được. Hiện tại ta chỉ ngươi chiêu thứ ba. Thương diễn diệt linh trưởng. Ma đế từ từ vừa nói. Thương diễn diệt linh trưởng. Một chiêu này, chủ yếu là dung hợp hủy diệt quy luật và bất diệt quy luật, cùng với đánh giết lực so với là cường đại mất đi quy luật. Cộng thêm lên lôi mộc hỏa ba loại quy luật lực. Ma đế từ từ giảng giải, trên thực tế, đến ngươi cảnh giới này, cũng hoặc là đến ta cảnh giới này, tu luyện võ công. Cơ hồ đều là hướng hai phương hướng phát triển, loại thứ nhất, chính là dùng võ học, lực lượng, thiên địa cảm ứng làm trụ cột thả ra thuật pháp, kiếm ý loại. Loại thứ hai chính là quy luật phương diện biến hóa, có sẽ tự do tổ hợp phép tắc lực lượng, để đề thăng chiêu thức tấn công uy lực. Cũng có, sẽ thuần túy sử dụng một loại quy luật, ví dụ như đại viên mãn cảnh hủy diệt quy luật. Dĩ nhiên, cường giả cấp bậc tác chiến, chủ yếu là dựa vào đại đạo. Thiên địa lực, đem tự thân lực lượng phương pháp, lại phối cái công pháp nội công tâm pháp, điều khiển quanh thân kinh mạch và đan điền tới phối hợp thân thể, thi triển chiêu thức, mà thi triển ra chiêu thức, chính là lấy binh khí là tái thể, lấy tất cả loại quy luật lực lượng tới là căn bản lực lượng thả ra ngoài. Còn như càng cấp bậc cao cường giả, vậy tiếp xúc quá nhiều lực lượng khác, người cũng không đến cảnh giới này, liền lại không nói. Diệp Thần khẽ gật đầu,
nghe ma đế giảng giải võ giả cơ sở. Hắn một đường tu hành, tốc độ quá nhanh, đối với võ học cảm ngộ, xa xa kém hơn ma đế. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì hỏi, nói như vậy, thái hư cảnh tác chiến phân là hai bộ phận. Một cái là đại đạo tự thân linh lực, một cái tổ hợp tất cả loại phép tắc chiêu thức. Đúng. Quy luật lực, theo thứ tự phân là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành quy luật, thời gian không gian cùng quy luật, cái này bảy loại là nhất là thường gặp quy luật, ví dụ như một ít như hủy diệt quy luật, bất diệt quy luật, giết hại quy luật, mất đi quy luật, thương đạo quy luật vân. Vân, thật nhỏ quy luật chính là do bất đồng võ giả suy nghĩ ra được không cùng quy luật. Ma đế vô cùng là cặn kẽ là Diệp Thần giảng giải kiến thức võ đạo, nói sau nói, những thứ này phép tắc phối hợp, ví dụ như ta trước đây dạy cho ngươi ác ma huyễn đồng, chính là lấy tự thân linh lực đổi thành là ma khí, lại trải qua quá lớn đạo phóng thích, trước lợi dụng không gian quy luật, đem ánh sáng ẩn núp tại trong hư không, đợi đánh trúng mục tiêu sau đó, đột nhiên bùng nổ hủy diệt quy luật, từ đó đánh chết kẻ địch. Như vậy thứ nhất, ma khí và đại đạo, là bản thể lực lượng. Rồi sau đó dùng chính là không gian và hủy diệt quy luật, thứ tự này không thể sửa đổi, nếu như đổi nhau, một chiêu này chính là con người bắn ra ánh sáng trực tiếp mang hủy diệt phép tắc lực lượng, không gian quy luật liền vô dụng, như vậy liền không có ẩn núp hiệu quả, trong đó mỗi người lại có yếu điểm, ví dụ như thế nào núp ở trong hư không, như thế nào đột nhiên bùng nổ hủy diệt quy luật đủ loại, trước đây ta cũng đã dạy dỗ ngươi, ngươi nhỏ tâm lĩnh ngộ liền có thể rõ ràng. Dĩ nhiên thần quốc võ giả có chút đặc thù, bọn họ đều không thích cách dùng thì lực, càng lệ thuộc vào đối với trời đất cảm ngộ. Ma đế nói rất nhiều võ đạo kiến thức, thậm chí đem mỗi người cảnh giới phương thức tác chiến cũng giảng giải đi ra. Cuối cùng, hắn nói tổ hợp quy luật càng nhiều, uy lực càng mạnh, nhưng là đối với người thi triển yêu cầu vậy càng cao, ví dụ như ta hiện tại dạy cho ngươi chiêu thứ ba, thương diễn diệt linh trường, chính là lợi dụng tự thân linh lực chuyển là ma khí. Lại lấy đại đạo phóng đại ma khí mà tăng cường ma khí lực lượng. Sau đó, ma khí hội tụ tại bàn tay bên trong, chỉ gian vận chuyển hủy diệt quy luật, lòng bàn tay vận chuyển bất diệt quy luật, đạt tới diệt lại bất diệt trình độ, không ngừng sụp đổ nén hai cổ quy luật lực, rồi sau đó theo thứ tự lại dung nhập vào lôi hỏa mộc ba loại đại viên mãn cảnh quy luật, cuối cùng đánh ra một trường, uy năng liền có thể vượt xa ra cái khác công kích. Trong đó, lôi hệ quy luật có giam cầm khả năng. Hệ lửa quy luật có cuồng bạo và phạm vi bắn tung tóe năng lực. Mộc hệ quy luật, có thể tự mình thu bổ trưởng lực bên trong tất cả hệ quy luật lực lượng, từ đó lấy này đạt tới dù là thương diễn diệt linh trưởng ấn phát ra sau đó, cho dù bị ngăn cản, hoặc là bị cái khác công kích đánh trúng, uy năng suy nhược sau đó, cũng có thể đang nhanh chóng thời gian tự mình khôi phục, tương uy có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Diệp Thần nghe ma đế cẩn thận giảng giải thương diễn diệt linh trưởng. Nghe được vô cùng nghiêm túc. Ma đế tự mình giảng giải. So tự mình tới ngộ chiêu thức dễ dàng nhiều. Ma đế thấy Diệp Thần như có điều suy nghĩ, ngay sau đó hử lạnh một tiếng, nói ta tự mình cho ngươi làm mẫu một lần, ngươi xem cho rõ. Hắn đến khi Diệp Thần chuẩn bị trạng thái tốt sau đó, thân hình sau đó động một cái, trong cơ thể ma nguyên lực nhanh chóng bên ngoài thả hóa thành vô cùng vô tận ma khí, sau lưng hiện ra một cái dài đến mấy ngàn thước đại đạo. Giống như trong bầu trời đêm ngân hà vậy treo cao. Hô hô hô, hô hô hô, dần dần. Điều này giống như ngân hà vậy đại đạo lóe lên sáng bóng, ngay sau đó từng đạo lực lượng rót vào ma đế trong cơ thể, nhưng gặp vậy cả người ma khí càng phát ra đậm đà, uy áp vậy càng mạnh, chí ít tăng cường 10 lần tới hơn. Ma đế hơi đưa tay trái ra, chỉ gian hiện ra màu đỏ thắm sáng bóng, hủy diệt quy luật dần dần sinh ra tạo thành. Nhưng đem ngón tay đều bắt đầu bị hủy diệt quy luật phá hủy, phiến phiến máu thịt thối giữa, Diệp Thần, ngươi nhớ, đại viên mãn cảnh hủy diệt quy luật, không tới chạm ách cảnh, chỉ cần tự thân tụ hợp đi ra liền được vứt bỏ, nếu không mình tay chân cũng sẽ bị hủy diệt, bất quá, lĩnh ngộ bất diệt quy luật chính là ngoại lệ. Một khắc sau, trong tay hắn vậy xuất hiện màu đỏ nhạt sáng bóng, là bất diệt quy luật, nhưng gặp bất diệt quy luật giống như ánh sáng vậy, lan tràn qua bị tổn thương ngón tay. Nguyên bản có thể gặp dày đặc xương trắng vết thương khép lại, hai cổ quy luật lực dây dưa chung một chỗ, ai cũng diệt không hết ai. Lại một khắc sau, một phần chia lôi quang thẳng lòng bàn tay vỡ hiện ra. Lại từng đạo tia lửa tràn ra, cùng lôi quang hội họp, tạo thành lôi hỏa lực,
là đại viên mãn cảnh lôi hệ quy luật và hệ lửa phép tắc lực lượng dung hợp. Hô hô, hô hô, trong lòng bàn tay, từng tia màu xanh biếc sáng bóng hiện lên, là đại viên mãn cảnh mộc hệ quy luật. Ngay sau đó, lôi mộc hỏa ba loại quy luật dung hợp đang cùng hủy diệt cùng bất diệt quy luật bên trong, sinh ra một cổ phun trào ra vô tận uy năng chớp sáng, quanh quẩn ra ma đế bàn tay trái, hắn ngay sau đó một trường đánh ra, ngàn trượng trường ấn gào thét ra, trong phút chốc dẫn được trời long đất lỡ, vô số không gian vết nứt hiện lên. Hô hô hô, hô hô hô, bích hồng sắc ngàn trượng trường ấn gào thét ra, dọc đường hai bên không ngừng cắt kim loại không gian, chế tạo ra nhiều không gian vết rách và đếm không hết màu đen không gian mảnh vỡ, chỉ riêng những thứ này mảnh vỡ, đều đủ để nhanh chóng vặn cổ phong môn cảnh và thái hư cảnh võ giả. Nhưng gặp cái này trường cương sừng sững đánh chúng xa xa một tòa vạn trượng ma sơn. Chỉ nghe gặp một đạo tiếng nổ truyền ra, vạn trượng ma sơn đánh chúng, ngay sau đó trường cương bên trong hủy diệt quy luật, giống như là chiếm đoạt người như nhau, nhanh chóng đem đếm không hết ma thạch chiếm đoạt sạch sẽ. Lớn như vậy một tòa vạn trượng ma sơn bị chặn ngang đánh chúng, nhưng là không có chút nào đá rơi xuống, toàn bộ bị hủy diệt quy luật hủy diệt được liền cho tàn đều không còn lại. Như một màn này, xem được Diệp Thần không khỏi nuốt nước miếng. Như một trường này, nếu như đánh trúng người, cho dù là chảm ách cảnh cường giả vậy sẽ bởi vì bên trong bộ cường đại hủy diệt lực mà trực tiếp chết đi, huống chi, nội bộ còn có bất diệt quy luật và bất diệt đặc tính, bảo đảm hủy diệt quy luật sẽ không quá độ tiêu hao, mộc hệ quy luật lại là có thể tư bổ hủy diệt quy luật tiêu hao năng lực, khiến cho cường đại như cũ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.